Xin shop chào cả nhà nha. Rồi chiều hôm nay các chị vào xem live của em để sắm thêm những sản phẩm nào mới về, mẫu nào mà trong tủ đồ mình chưa có đó. Em mới về thêm một lô hàng mới từ ngày hôm qua thôi. Đây mà em đang mặc mà hàng mới nè. Đã với thêm những cái tông hầu như là màu xanh này ha, cổ vest màu xanh nè, hay là cái vé đen màu đỏ này là cũng mới vừa về hàng luôn. Rồi đặc biệt hôm nay chị nào mua sản phẩm của bên em với điều kiện là chia sẻ live cho em 3 lần thì được chút nghe giá giảm từ 400 500 gì đó, nhưng mà trong live thì chỉ tầm là 299 độ về thôi nha. Em đang mặc là 299k nè, mẫu mới vừa về hàng luôn, mã số thôi làm xíu nha, mới nói em quên mất tiêu luôn. Rồi em đang mặc trên người đây, mã số là 1340 các chị yêu nha, 1340, nền đen hoa đỏ khóa kẽ phía sau lưng của em nè, màu xinh ha cả nhà. Bộ đen mặc kết hợp ha, quá dễ thương luôn. Chị nào dưới 65 mình cứ đặt hàng cho em nha. Mã số là 1340 ạ. 1340 kèm số điện thoại cho em nè. Ai chưa có cứ lên đơn cho shop nha. Ồ đã mất tiêu rồi ta. Rồi nhớ chia sẻ like cho em cả nhà ơi, 3 lần chia sẻ live stream này để chúc với giá giảm luôn nha. 40 tới 65 ký mặc vừa cho em nha. Rồi 1340 em chào chị Phương Liên nha. Lâu lâu nó bị ẩn thông tin, nó không có hiện comment của mình lên, em không thấy ai comment hết. Rồi chị Thái Huệ em chào chị yêu luôn nè, 299 thôi, 1340 váy của em đen hoa đỏ này, hàng mới các chị nha, 299.000 đồng váy lụa xòe khóa kéo nằm phía sau lưng của em nè. Đặc biệt hôm nay giảm giá còn 299k. Cái váy màu xanh hả chị, cái váy xanh mới về em cũng chưa có lên luôn ha, mẫu đang mẫu mới về bên em còn full size chị nha, đợi em chút xíu ạ. Rồi, em chào chị Khiết Nguyễn ha, chào chị Mỹ Lệ và chào chị Tuyết Nga nha. Rồi đây, váy này em sale 299k. Ví dụ như các chị muốn em lên màu nào, mình cứ comment ở phía dưới. Tại vì em nhiều mẫu quá, em cũng không biết là mặc cái nào trước và cái nào sau. Thì thôi, các chị thích cái nào đi, em lên cho đúng ý của mình luôn, nó sẽ dễ hơn ha. Chứ em lên ngẫu nhiên thì không biết có chị nào thích hay không. Rồi, 1340 cho chị Ngọc Nga nha, giá tiền là 299k. Mặc cái xanh luôn hả chị? Xanh lúc nãy hả? Đây, cái xanh này mới vừa về hàng nha. Em đang định lên làm sale tầm trăm mấy, mà đây là hàng mới, giá tiền là 299 nha. Cái này là em mặc theo ý của khách chứ không phải là em lên hàng 299 hoài nha. Em mặc là 299 mới về định khoe xíu thôi. Rồi định xong cái này lên hàng sale mà có khách hỏi cái xanh rồi. Vậy để em đến cái xanh một chút xíu xong rồi em sẽ tua thêm những cái giá rẻ hơn ha. Giá rẻ thì em có nhiều lắm, 99k, 130, 140 gì cũng có hết trơn á. Nhưng mà quan trọng là mình thích cái kiểu nào nha. Rồi đem lên cái xanh đi, cái xanh là mới về ha. Mới thì cái giá nó sẽ cao hơn so với mấy cái sản phẩm khác nha cả nhà. Rồi màu xanh nè. Màu xanh là 1339 nha, cổ vest màu xanh. Có đơm nước ngay eo tạo kiểu cho mình rất là dễ thương. Màu này em thấy là không có kén chị nào luôn á, trẻ mà cũng xinh và trung niên các chị mà cũng đẹp ha. Đây vest xanh nha cả nhà. Đây là vest xanh nha, mã số là 1339 nè. Cái đỏ hả chị, cái đỏ sau em. Em mới về chuyến này hai cái đỏ, hai cái body luôn. Nhưng mà một cái là vải ren nè chị, đây em cầm cho chị coi trước ha. Đây là ren, ren kết cườm lấp lánh nè. Còn cái này á là chất cam. Cái này là giống em đang mặc cái chất liệu á, chất măng tô. Đây, nó sẽ khác kiểu của nhau, chị thích coi cái nào? Thích coi cái đỏ đô này hay là cái đỏ tươi ren? Đỏ ren này thì nó hơi tươi hơn một chút xíu. Còn cái đỏ chất măng tô giống em mặc thì nó sẽ đô hơn chút, đỏ đô nha. Đã thích coi cái nào nói em biết nha. Rồi màu xanh của em đây, mã số là 1339 ạ. Hôm nay sale có 299k thôi. 299.000 đồng, 65kg độ về cho em là vừa nha. 1339 kèm số điện thoại cho em nè. Đây 299k. Cái ren hả chị? Rồi để em chút nha. Chắc là em sẽ qua một cái nào đó sale rẻ hơn một chút xíu đi. Rồi em qua cái ren ha. Chứ em mặc cũng 299 và qua cái ren cũng 299 thì sợ mấy chị khách kia không chịu, giảm chút xíu nha. Em xem một cái đầm nào sale rẻ rẻ chút đi. Rồi em sẽ qua cái ren cho mình coi ha. Dù sao mỗi đầm cũng chỉ có 1-2 phút thôi ha, rất là nhanh. Rồi em đang mặc đây là 1339 ạ, cổ vest màu xanh nha. Màu này lạ nè, xanh này xanh lạ, em không biết xanh gì luôn, không biết giới thiệu xanh gì cho các chị luôn. Lá không phải mà rêu thì cũng không có đúng nha, màu xanh thôi ha. Rồi có hai nút, có bốn nút ở đây cho em nè, bốn cái nút ở đây là ngay phần eo của mình. Chị Thành Danh váy em mặc đẹp quá, cảm ơn chị yêu, đẹp là phải mua liền nha. Này em mới luôn, hàng mới vừa về của shop em luôn. Tay lỡ nè, cổ vest cách điệu nè, rồi dài qua gối tới bắp chân của em đây, rất là xinh ha. À phụ gối em chút xíu thôi. Giá sale hôm nay là 299k nha cả nhà. 1339 kèm số điện thoại cho em nha. Chị Ngọc Như lấy 1339 đồng xanh nè.
Màu khác hả chị? À, không có giống hệt như vậy, màu khác thì không, nhưng mà em có ví dụ như là nè chị, nó hơi khác chút xíu. Đây cái cam, cái cam thì may hơi khác kiểu chút, mình thấy nó khác liền ha. Bên này là màu cam nha. À, cái chất thì giống em mặc, lục cũng là cái chất măng tô mới về luôn. Đây là màu cam, cũng là cổ vest luôn ha. Thì giá này là 299k bằng em nè. Đó, hơi khác kiểu chút này, hai túi ở phía trước nè. Em mặc thì hai túi hai bên nè. Đó, chứ còn giống y kiểu của em thì không có rồi. Y kiểu em không có màu khác nha, chỉ có màu xanh em đang mang thôi. Rồi hôm nay sale luôn là 299k, 299.000 đồng 1339, màu nâu tay trước đỏ đồ. À cái này em cũng mới về hàng luôn. Đây, cái đồ bên này nè là em mới về hết trơn luôn. Cái đỏ này, cái nâu nâu này gọi là nâu vàng ha. Hay mấy chị khách em hay gọi là màu da bò cũng là nó đó. Cái nâu vàng này là cổ vét luôn á chị, nhưng mà cũng khác kiểu của em luôn. Đó, mỗi cái nó lại hơi khác khác nhau chút xíu nè, cái kiểu may mấy chị thấy không? Bên này thì em sẽ tặng kèm cài áo cho những đơn nào đặt sớm nha. Có tặng kèm cài áo nè. Màu này là màu nâu vàng với chị nha, chút nè mặc luôn ha. Thôi để em qua cái nào sale rẻ rẻ xíu nha. Cái này thì 299 hàng mới về nha. Được cái là full size dễ mặc cho mình luôn. Hàng quá đẹp. 40 tới 65 kg vừa dự Trần Linh ơi. Đây là 1339. Em đang mặc đây là 1339 nha. 65 kg độ về cho em. Chị nào chưa có lên đơn ngay cho shop ạ. Có chuyên viên hỗ trợ tư vấn size cho mình ha. Rồi tiếp theo đây sẽ là em váy. Ủa? Ôi trời, cái váy kia hết trơn luôn rồi. Em định mặc cái đầm tay nhúng cho cái chị mà ngó qua ngó lại nó hết sạch bắp từ hồi nào luôn rồi. Rồi bây giờ em lên tiếp cho các chị một em váy khác nữa nha. Em xanh coban đi. Em xanh coban này mặc Tết cũng dễ thương nè, em thấy nó gần hết rồi. Thôi để em mặc nhanh cho các chị coi nha. Xanh coban này là 1306. 1306 các chị nha, đầm von hàn hai lớp nè. 1306. Hiện tại thì em đang sale là 169.000 đồng thôi. 169k các chị yêu nha. Cái kẻ hả chị, cái kẻ. À bây giờ em có cho mình ha. Sọc trắng sọc đen ở phía sau lưng nè. Đây. Em có là sọc trắng sọc đen hai cái, là hai cái sơ mi. Ngoài ra em còn có cái caro nữa, caro đen nè. Đó. Còn có cái caro đen và còn thêm một cái là caro tay dưới. Đó, hiện tại là em có 4 cái nè, hai cái caro và hai cái sọc, chị muốn coi cái sọc nào nè, sọc trắng, sọc đen, caro tay lưới hay là caro đen thì mình comment giúp em luôn để em lên nha. Rồi, bây giờ váy em mặc thì chỉ có 199.000 đồng thôi. Cái này xong rồi tới cái đầm đỏ nha. Hồi nãy chị khách hỏi em cái đỏ đỏ ren đúng không? Rồi đỏ ren. Sau cái này em lên cái đỏ ren nha. Váy em mặc thì rẻ lắm, có 169 thôi. 169.000 đồng thôi. Giá này là giá tương tác nha cả nhà. Em chưa có lời xíu nào trong này hết trơn á. Rồi 169.000 đồng cho em nha. 169k nha cả nhà. Em có full size cho mình luôn ha. Đầm von hàn hai lớp. Đó, xanh coban các chị yêu nha, xanh coban hoa hồng. Có khuyết dập nước ở phía trên này nè. Em chào chị Duyên Võ nha. Rồi 65 kg độ về cho em váy đang mang. 65 kg độ là chất này sẽ là chất chất von nha, mỏng cho nên sẽ có hai lớp cho mình, không không có sợ xuyên thấu đâu nha. 1306 à, em chào chị Mỹ thêm nha. 1306 sale còn 169k. Đây là em về chuyến thứ hai rồi, mà hiện tại thì em chỉ còn cho mình mỗi size cũng chỉ có tầm 6 cái hoặc là mười mấy 20 cái thôi là em sẽ hết hàng nha. Màu xanh này về đợt 2 rồi nè, đợt 3 thì em không có biết trước là có về thêm hay không, em chưa nghe thông tin gì hết. À size L em còn 3 cái thôi, mẫu đang mặc nha. Mỗi size mười mấy cái, trong đó size L chỉ còn 3 cái cho mình thôi là em hết hàng. 1306 ạ. À. À đứng gần cho chị coi hả? Rồi đây em đứng gần cho chị coi. À xanh coban hoa hồng ha, màu này rất là tươi. Chị nào thích tươi thì mới chọn được cái này nha. Tông nó hơi nổi hơn so với một số cái màu xanh khác nha. Rồi khóa kéo phía sau lưng của em nè, dài tới bắp chân luôn. Hôm nay sale có 169k thôi. Chị Tường Vi chúc 1306 ạ. À. Cái này mình không mua, em về 300 là ổn lắm, tại vì tắt like là về 300 rồi. Hoặc các chị qua trực tiếp cửa hàng, em vừa bán online vừa bán tại shop nha cả nhà, chứ không phải là chỉ có online không đâu, mấy chị yên tâm, bán tại cửa hàng luôn. Mình có thể qua trực tiếp shop em, địa chỉ là 1015-7 đường Huỳnh Tấn Phát, nằm ở phường Phú Thuận, quận 7 các chị nha. Mình có thể qua quận 7 shop em xem thử đồ. Nhưng mà em có nói trước là qua shop thì cái giá nó sẽ nhỉnh hơn là ở trên live nha. Ở trên live là em sale cho mình, còn tại shop các chị ngoài mua đầm ra các chị còn phải thêm những cái chi phí khác như là mặt bằng nhân viên các kiểu, thì chắc chắn cái đầm nó sẽ cao giá hơn nha. Rồi đây, em lên cái đen đỏ nè. 1348.
Bởi vậy thay vì cái chuyện qua shop thôi mình cứ mua online cho rồi ha. Mua online được cái giá rẻ hơn này, em có nói trước mà. Chứ đâu phải là em giấu mình trong đợi qua shop em mới bán cái giá cao hơn đâu. Em có nói trước qua shop là giá cao hơn. Vì nào đồng ý thì ok em bán nha. Rồi đây ren đỏ nè, đầm ren này có may cườm nha. Cái ren này của em là có kết cườm lấp lánh cho mình. Mới vừa về hàng luôn. 1348 ạ. 1348 nha. Em chào chị Huyền Minh ạ. Rồi đây là 1348 của nhà em ha. Đặc biệt hôm nay sale với giá tiền là, hôm nay sale với giá tiền chỉ có là 299.000 đồng thôi. Ren đỏ các chị nha, đầm ren đuôi cá. Đầm ren đuôi cá nha, em đang sale cho mình luôn. 1348 nè, 1348 có full size nha cả nhà. Đuôi cá có mấy hàng nút ở phía trước ha. Rồi 299, 299.000 đồng, 65kg độ về cho em, đang có full size luôn. Size M, size L, XL và 2X nha. Tay dài nè, còn các chị không thích mặc tay dài sẵn nó lên. Đó, không hề ngứa đâu. Mặc dù là có cườm lấp lánh nhưng mà nó không có ngứa đâu mấy chị yên tâm. Với lại ngay cái phần đầu gối khi mà mình bước đi á, là em đã có đuôi cá ra rồi nè. Phía đuôi cá là một lớp nha, còn ở phía trên á, trên phần đuôi cá sẽ là hai lớp nha. Tay nè với lại từ đuôi cá trở xuống là một lớp nha cả nhà. Hôm nay sale còn 299k, ren đỏ mã số là 1348. Ren đỏ mã số là 1348 các chị yêu nha. 1348 đẹp số điện thoại cho em nha. Màu đỏ này nó hơi tươi nha. Nó sẽ tươi hơn so với lại cái đỏ đô này nè. Cái bên này là cái đỏ trơn á nha. Em có về một cái đuôi cá đỏ đô nữa. Thì em mặc này nó hơi tươi hơn chút xíu nha. 1348 ạ, chị Ngọc Phương lấy màu đỏ tươi của em ha. Rồi cho em xin cái mã số chị yêu nha. Đây là 1348. Tại em cũng có mấy cái đỏ đỏ không biết mình lấy cái nào ha. Nếu mà lấy cái của em thì cho em xin mã nha. 1348 cho chị cô chủ nhỏ nè. Em xem có 299 thôi. Mẫu mới vừa về hàng ngày hôm qua luôn. Cái mẫu này là em mới bổ sung vô từ ngày hôm qua thôi nha. Đến hôm nay nó vẫn còn đang rất là nóng hổi cho mình đây nha. Hôm nay chị nào mua thì vẫn là những chị khách đầu tiên được sở hữu cái váy này. Giá tiền hôm nay là 299k, 65kg độ về giúp em là vừa nha. Ren đỏ nha các chị, ren đỏ kết cườm. Ren đỏ có kết cườm cho mình ha. Giá sale là 299. Chị nào dưới 65kg mình mua giúp em nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nè. Rồi 1347 các chị yêu, 1348 nhầm. 1348 các chị yêu nha. Ai chưa có đặt hàng giúp em ạ. Có chuyên viên hỗ trợ tư vấn size cho mình luôn ha. 1348. Chất liệu sẽ là vải ren nha cả nhà. Ren có kết cườm cho mình ở phía trên vải nha. À, chị Thủy Lăng, chị 58kg size nào? Chị 58kg size XL giúp em nha. Size XL. À, mặc size gì á mình yên tâm là có chuyên viên của nhà em gọi điện thoại hoặc là nhắn tin để mà tư vấn size với khách thì các chị cứ yên tâm là chắc chắn là phải vừa. Thì các bạn mới chốt đơn. Ha. Rồi tiếp theo sẽ qua cho mình coi cái váy này nha. Em xem kẻ nha, xem kẻ hàng sale với lại hàng mới nha. Để có cái lẻ size, có cái full size cho mình dễ lựa hơn ha. Rồi đây là 1274 nè. Rồi váy xòe 1274 nha. 48 là 299k chị yêu nha. À, váy em mặc hôm nay còn hai size thôi hả, chị xem đỏ đô hả, đỏ đô là cũng là ôm đuôi cá luôn nhưng mà cái chất khác, cái chất nó là chất măng tô mới về, nó giống với cái đầm xanh rồi nè em mặc á, là chất măng tô nha. Rồi em mặc là chất lụa nè, để em lên cái này trước, à quên, sau cái này em lên cái nâu vàng cái đã, có chị khách em hỏi cái nâu vàng trước rồi, đây là cái nâu vàng này nè. Đó, để sau cái này là cái đô vàng, xong rồi em sẽ qua cái đỏ đô ha. À, xen kẽ, tại vì hai cái 299 sát nhau thì cũng hơi kỳ phải không? Em nói em sale đồ mà. Rồi đây 139k váy này luôn. Hiện tại em còn 4 cái. Ở trong đó là có 3 cái size 4 cái size M nha. Em còn 4 cái cho mình. 4 cái size M, còn lại là size 2X hết nha. Còn 2 size cho các chị yêu thôi. Size M với lại là size 2X nha. Hôm nay sale còn 139.000 đồng. 1274 kèm số điện thoại cho em ạ. Chất này là chất lụa nha cả nhà. 1274, 139k váy đang mặc luôn. 139k váy em đang mặc nha cả nhà, 65kg độ về cho em ha. Còn size M 4 cái, với lại là size 2X thì em còn cỡ tầm là mười mấy 20 cái size lớn nhất luôn.
Rồi 139k các chị nha. 139.000 đồng váy lụa xòe. Váy lụa xòe khóa kẻ phía sau lưng của em nè. Đó. Size M là 50 đổ lại, em còn 4 cái thôi nha, là hết hàng luôn. Này là cái số lượng là em cập nhật cho mình luôn, là cái số lượng chính xác. Những cái nào mà gần hết em sẽ có nói trước là cái này em còn size này size kia, và nó gần hết rồi, để cho mấy chị khách mà đang suy nghĩ á thì mình có thể là rút nhanh luôn, thích cái nào mình đặt luôn. Còn cái nào mà nhiều á thì ok, em nói nhiều các chị có thể dần chờ thêm ha. Chứ cái này em còn có 4 cái size M thôi là em hết hàng rồi. 4 size M và còn cỡ tầm là 20 cái size 2X nữa thôi. Em sale giá tiền 139k nha, 139.000 đồng. Cái này không phải hoa mà là dạng phối màu mấy chị nha. Đó, dạng loang loang màu thôi chứ không phải là hoa. Nhìn thì không thấy cái hoa nào hết. 1274 à, 1274 cho chị Trang nè. Chị Mai Vi, chị 50kg. 50 mình nè, cho em xin cái số đo vòng eo nha. Nếu mà eo của chị tầm 70 độ về thì ok, size M vừa chị nha. Còn nếu mà rơi vô size L là em hết rồi á. Rồi em qua cái màu nâu vàng cho các chị yêu coi nha. Nâu vàng nè, nãy có chị khách hỏi em nâu vàng em lên trước nha. Nâu vàng là 1352. Thêm một em cổ vét mới vừa về hàng nữa. Nhưng mà mỗi một cái màu thì em lại may cái kiểu nó sẽ hơi hơi khác nhau á. Rồi 1352 các chị yêu nha, cổ vét màu nâu vàng. Đồ em một chút xíu chị Quyên ơi, em có nói là mình xem đảo đôi một chút xíu mới mặc cho mình coi được nha. Tại vì em xem kẻ nè, em mặc cái này 299k, cái em qua cái đảo đôi 299k liền. Thì nhiều chị khách chỉ trách em, chị nói là sao kêu lên hàng sale mà toàn mặc mấy cái giá cao. Đó, em cũng rất là khó xử. Cho nên là em sẽ xem kẻ cái nào full size hoặc cái nào 299 rồi thì sẽ xem vô một cái giá rẻ hơn để các chị mình có nhiều sự lựa chọn á nha. Nên là chị thông thả để em chút xíu à. Rồi cái màu này là có khách comment trước em lên trước nha. Rồi nâu vàng của em đây, nãy chị nào hỏi em nè, phía trước đảo đôi là cái này nha. Nâu vàng cái chị nha, cổ vét màu nâu vàng. Em sẽ tặng kèm cái áo cho những đơn nào lên đơn trước nha. Rồi hôm nay sale luôn 299.000 đồng 1352. 1352 kèm số điện thoại giúp em ạ. 299k nha cả nhà, mẫu mới về luôn. 1352 mẫu mới về luôn nha. Chị nào chưa có cứ lên đơn giúp em nè. Đó. Vét màu nâu vàng. Cái màu này thì không có lạ rồi. Màu này em có về lần trước là có về một lần rồi, nhưng mà may cái kiểu khác ha. Em có về một lần cái váy cổ vét này rồi mà kiểu khác. Thì bây giờ em đang mặc đây á, là kiểu vét đắp chéo ha, với tặng kèm cái gáo này nha. Ví dụ như em về được 700 cái đi thì có cỡ tầm là 300-400 cái là có cái áo thôi, còn những cái khác là không có. Đây là ai sẽ ưu tiên là đặt sớm là sẽ có cái gáo đi kèm nha. Màu nâu vàng trước tuyết mưa chị Mỹ Thanh ơi. Trước em về lâu rồi, em có cho mình là đợt trước có về cái màu đỏ đô cổ vét nè, hoặc là nâu vàng xanh đen màu đen á, là em có về cũng là cái chất này luôn. Thì hiện tại em đang mặc cũng là chất tiết mưa các chị yêu nha, cổ vét nâu vàng nè. Giá sale hôm nay là 299.000 đồng, 65kg độ về cho em là vừa nha. 1352 kèm số điện thoại giúp em ạ. Quên nãy chị khách nói em cái sọc. Nãy chị nói muốn coi cái kẻ, cái sọc nào ta, không biết chị muốn coi cái caro hay là cái sọc trắng sọc đen, chưa thấy khách trả lời em nữa. Chưa thấy chị khách trả lời ha. Muốn coi cái nào comment cho em biết nha. Tại phía sau lưng thì em có cho mình là một cái sọc đen, một cái sọc trắng, một cái caro tay lưới và một cái caro đen. Đó, đến 4 cái rồi. Thì không biết mình hỏi cái nào. Chị Thảo Lê, váy em mặc cho chị size L 50kg. Size L, 50, ok chị. Dạ, có mua đồ cho em rồi, biết bao size gì rồi ha. Em có 4 size cho mình luôn nha. Cổ vét màu nâu vàng nè, có 4 size. 65 cái độ về cho em là vừa nha. Giờ trước tiên mình cứ đặt size chuẩn cho em cái đã. 40-65kg nha. Eo 84 độ về cho em là vừa. Hôm nay sale với giá tiền là 299.000 đồng nha. Cổ vét màu nâu vàng. Cổ vét màu nâu vàng 299k nha cả nhà. Bữa trước cái vét kia thì em đã hết rồi. Em hết sạch cái vét đợt trước rồi. Đây còn màu nâu vàng mới về thôi chị yêu ha. Đây là màu này cũng hơi hiếm á. Nên là nếu các chị thích thì có thể đặt hàng trước giúp em để coi như là xí chỗ nha. Rồi đây em sẽ qua cho mình xem theo mẫu khác nè. Đây, em lên cho các chị xem thêm váy mấy nào đây ta. Rồi, em lên cho các chị xem thêm một em váy nữa là em váy hoa nha. Để lên cái váy hoa. Rồi. Sau cái váy hoa này em lên đỏ đô nha. Đó, xem kẻ vậy thì mới ok ha.
Rồi đây là 1318 nhá, 52 chị Di Đỗ nè. Rồi em mặc là 1318 các chị yêu nha, váy lụa. Váy lụa đen hoa cam các chị yêu nha. Nay em sale chỉ có 249 thôi. 249.000 đồng. Hôm nay em có size vừa cho mình luôn, từ 40 đến 65 kg nhá. Ai chưa còn cứ lên đơn cho em nè. Nền màu đen có hoa màu cam cam nha. Có phong dày. Có phong phong dày, phong dày. Phong dày là sao chị Quách Tiến ơi? À, phong dài hả? Ý chị hỏi là phong dài đúng không? Nếu mà chở phong dài em có mới về cái maxi hoa này dài nè. Cái màu này mới về, dài cũng gần cái cổ chân luôn. Nếu mà chị hỏi phong dài ha. Còn phong dày thì em em không biết chị hỏi cái nào. Đây là phong dài nhà em thì có cái maxi hoa này ha. Hay chị hỏi à váy dây ta. Váy dây bên cũng không có nha. Bên em có đầm có tay hoặc là không tay thôi. Hoặc là cổ đổ là dạng không tay cho mình đó, chứ không có đầm nào dây hết. Rồi 13187 của em nha. Sale còn 249 nè. 249.000 đồng, 65kg độ về cho em. Ai chưa có mình lên đơn trước nha cả nhà ơi. Để em sale cho mình nè. Váy này là 340 tại shop nha. Trên line là 249. Các chị mua đầm ở trên line lúc nào nó cũng phải rẻ hơn được tầm 50k cho tới là 100k, thậm chí là 200k so với giá tại cửa hàng luôn. 1318 váy của em ạ. À. Hôm nay sale còn à. Hôm nay sale còn 249k chị Ngọc Hân nha. Gần hết trơn rồi, em có hai màu. Cái váy em có hai màu lệnh nha. Đây có cái tông vàng nữa nè. Đây, cái tông vàng này em hết hai size rồi nè. Chị nào mà đang đắn đo suy nghĩ chần chờ thì em thông báo luôn. Em đã lẻ size một màu rồi, về hai màu. Cái kiểu này thì về được hai màu, nền vàng và nền đen. Nền đen em mặc thì đang còn full size, chứ cái nền vàng này nè, trẻ hơn ha. Cái này trẻ hơn với chắc hợp dịp Tết nên khách mua cái màu vàng nhiều hơn chút. Màu vàng hôm nay chị còn hai size lớn thôi, là 55 tới 65 nha. Cả hai cái váy này là eo dưới 82 giúp em. Eo dưới 82 giúp em các chị nha. Phong dày là sao chị Hoàng? Em vẫn không hiểu cái comment của mình chị ơi, mình ghi rõ giúp em ha. Phong dày là sao ạ? Phong dài đúng không? Chị muốn hỏi em là cái đầm phong dài maxi đúng không? Nếu mà đúng thì chị ok cho em nha, chứ phong dày thì em cũng chưa hiểu lắm. Rồi chị Thu Nguyễn ơi, màu vàng này em đang bán Tết này rất là hợp luôn. Cho nên là bây giờ nó lẻ size mất tiêu rồi, hai giống với mặt luôn, khác màu nền chút xíu. Bên này màu vàng nè, màu vàng thì còn có hai size thôi, size lớn thôi, nhà hết size nhỏ rồi. Còn màu đen của em là có full size nha. Em mặc là 40-65kg mặc vừa nè. 40-65kg mặc vừa cho em đang có full size luôn. Size M, size L, XL và 2X nha. Rồi eo dưới 82 đổ về cho em là ok nha cả nhà. Tiếp tục sẽ là em váy màu đỏ đô nè. Đây đỏ đô. Đỏ đô thì em cũng có còn nhưng không biết nhiều không nữa đây. Đỏ đô là 1347 các chị yêu nha. Đầm ôm đuôi cá màu đỏ đô mới về của bên em nè, 1347 ha. Này thì hàng mới luôn. Nhưng mà cái form này nó hơi bé hơn bình thường chút các chị yêu nha. Eo 80-82 đổ về cho em thôi. À form dài đúng không? Rồi ok có. Form dài thì em có để em chút sau. À mà cái này cũng đang 299 rồi. Để em chút nha, sau thêm một cái đầm rẻ rẻ thôi đi. Em lên cái maxi cho mình coi. Tại cái maxi cũng 299, em mặc cũng 299 luôn. Rồi, 1347 nha cả nhà ơi, đầm ôm màu đỏ đô nè. Đầm ôm đuôi cá các chị nha, 1347. Cái chất này là chất măng tôi mới về ha. 1347 nha cả nhà, sale còn 299. Eo 80-82 đổ về cho em thôi ha. Cái form này nó hơi nhỏ hơn bình thường chút xíu nha. Eo 80-82 đổ về cho em. Ngày hôm nay sale với giá tiền là 299k, 299.000 đồng. Em chào chị Mỹ Loan nha. Váy em mặc hôm nay thì ôm chứ không phải xòe nha. Em không có cái đầm đỏ nào giống như vậy mà cái dáng xòe đâu nha. Chị có về được cái này là ôm đuôi cá thôi. Với một cái đỏ đen cũng là ôm đuôi cá luôn. Đó, 65kg độ về cho em là vừa nè, 299.000 đồng thôi. Mã số là 1347 nha cả nhà, 1347. Một em váy ôm nha, màu này màu đỏ đô nè. Không có tươi quá, chị nào mà cũng hợp hết trơn á. Cái tông này em thấy là rất là dễ mặc luôn ha, tông màu này nó bình thường thôi chứ không có phải là tươi quá đâu nha cả nhà. Rồi 65kg độ về cho em nha. Rồi 65kg độ về cho em là vừa nha. 1347 ạ. Chị Liên Lê đầm này xinh nè, cảm ơn chị yêu ha. Chị Trinh Nguyễn lấy 1347 váy của em ha. 40-65kg nhưng mà eo phải tầm 82 thôi nha. Em đo thấy eo nó không có được to lắm, eo nó bình thường thôi ha. Có phối hàng nút bên hông nè.
Đó, phối hợp nút bên hông nha. 1347 cho chị Phương Chi ạ. À, L73. L73 thì chị cứ đặt cho em size L chị nha. L73 thì size L, có size vừa luôn. Có size lớn em đo thì được tầm 82 thôi. Còn mấy size kia thì chắc nó vẫn bình thường. Các chị cứ đặt hàng cho em đi. Có chuyên viên hỗ trợ nha. Chị Vân lấy 1347 váy của em luôn. Màu này màu đỏ đô nha cả nhà. Đây có phối hàng nút bên hông ha, rất là dễ thương. Giá sale hôm nay sẽ là 299.000 đồng nha. 299k cho em ạ. Rồi, giá sale hôm nay là 299k nha cả nhà. Mã số là 1347 nha. Màu đỏ. Em đang mặc đây là màu đỏ đô các chị yêu nha. Có cái đỏ tươi nè, có cái ren đỏ tươi là em về rồi. Hôm bữa em hẹn các chị là có một cái đỏ tươi đúng không? Thì hôm nay đã về rồi. Ren đỏ tươi cũng là dáng nuôi cá luôn, nhưng mà chất khác, có lấp lánh. Em mặc thì không ha, em mặc cái này là chất lụa măng tô. Nó sẽ không có lấp lánh cho mình nha cả nhà. Rồi 1347 nha. Đầm đuôi cá màu đỏ đô, mã số là 1347 nè. Giá sale còn 299 cho chị Hai Hướng Dương ơi. Hôm nay sale rẻ nè, 299 cho thôi. Nhưng mà nhớ là phải chia sẻ like cho em 3 lần thì em mới chốt đơn được nha. 40-65kg mặc vừa cho em luôn nè. Eo dưới 82 là ok. Mình cứ đo cho em phần eo, cỡ tầm eo 80-82 là ok, mặc đẹp nha. Giá sale còn 299k đó chị. Giá sale còn 299k. Chị Hiền Anna, caro tay lưới. À rồi đây. Có, hồi nãy cũng có chị khách hỏi em cái kẻ mà em có bốn cái hai cái sọc với hai cái caro thì không biết chị muốn coi cái nào, xong không thấy trả lời em luôn. Thôi bây giờ em ba cái caro nha. Em lên cái caro tay lưới cho các chị coi nha. Đây, caro tay lưới thì em sale có 199k thôi hả. Để em coi cái này nó còn sai gì đó. Rồi đây, caro tay lưới các chị yêu nha, 1323 nè. Mẫu này mã số là 1323 nha. Em sale có 199 thôi hả. 300 sale còn 199k. Rồi số lượng em còn cho mình là hai cái size M, hai cái size M, 14 cái size L, 36 cái size XL và 14 cái size 2X. Em chỉ còn nhiêu đó thôi ha. Chưa tới 100 cái nữa. Đó, em về cũng nhiều mà giờ nó chưa tới 100 cái luôn. Hôm nay thì em sale chỉ có là 199k thôi. 199.000 đồng cho em nha. Mã số là 1323 nè, caro tay lưới nè. Caro tay lưới là 1323. Ren đỏ đuôi cá cũng là 299k bằng với cái đỏ đô chị yêu nha. Cái đỏ tươi đuôi cá này cũng là 299, cái đỏ đô cũng là 299k luôn nha. Đừng có móc đây đi ha. Lâu lâu về cái hàng hot hot móc phía sau lưng cho mấy chị ngó chơi ha. Đó, mới về hai cái đó. Rồi em mặc đây là 1323 các chị yêu nha, 1323. Mẫu đang mang thì hôm nay em đang sale là 199.000 đồng. Cũng là cái cổ vest cách điệu luôn, tay là tay dài nè. Tay dài phối lưới ha, tay là ren lưới kim tuyến. Có trong đầm của em đây là vải lụa nha, kim tuyến lấp lánh nè. Đó, rồi 1323 kèm số điện thoại trên. Ngày hôm nay sale với giá tiền là 199k nha, 1323199. Em chào chị Thủy ạ. L72 size L cho em có này, 14 cái size L. Em mặc là hai cái size M, 14 size L, 36 cái XL và 14 cái 2X nữa. Đó, chỉ có nhiêu đó thôi. Thì hiện tại là em đang sale với giá tiền chỉ có là 199k. Ai trong khoảng tầm là 65kg độ về thì mình cứ đặt hàng cho em nha. 1323 cho chị Mai Phương nè. À không vừa chị ơi, cái này 65 độ về giúp em thôi, 70 thì không vừa. 70 thì em có mẫu khác vậy nha. 70 em có cái co giãn á, cái màu này nè. Em có cái đen suông này nè, co giãn dữ lắm. Nhìn nó nhỏ nhỏ vậy thôi chứ nó được tới L70 luôn. Đó, hoặc là cái kim tuyến. Hoặc là cái kim tuyến ha, đâu rồi ta. Đây, em có cái kim tuyến này cũng hàng mới này chị yêu. Body kim tuyến ha, cũng được 70kg luôn á, L90 độ về. Đây, đây có mấy cái kim tuyến này thì ok nè, còn các em thì không được, em mặc là váy lụa nha. Lụa là sẽ không có co giãn nhiều nha cả nhà. Váy lụa của em đây là sale giá 199k nhưng mà size tầm 65 độ về. Eo thì eo chuẩn thôi, eo 84 độ lại cho em nha. 1323 kèm số điện thoại cho em nè. Caro tay lưới mã số là 1323 nha. Chất này là chất lụa nha cả nhà. Váy caro em mặc là chất lụa nha.
Lấy nhau rồi mặc là chất lụa nha. Rồi bây giờ chị mẫu khá là lên cái maxi nè. Nãy có chị khác hỏi em cái maxi dài mới về đúng không? Chưa mặc luôn á. Tại vì giá nó mấy chị hỏi mấy cái 299k nó đồng giá với nhau quá. Nên em không có dám mặc liền, em phải tách nó ra. Rồi lên maxi nha. Maxi dài chiếc cổ trên đây ạ. Maxi dài tiết cổ chân của em luôn ha. Đây là 1336. Rồi chất lụa nha. Maxi dài thước tha, chị nào mà cao 1m55 thì có thể tới cổ chân luôn. Em cao 1m6 thì nó chỉ xấp xỉ như vậy thôi ha. Em sale là 299k nha. 1336 nè. Đó, dài cũng có 299k thôi hả. Hôm nay hàng mới nhưng mà em bán cũng bằng với giá bình thường chứ không có phải là 300 mấy đâu ha. Hôm nay sale cái này 299 nha. 65 kg độ về cho em nha cả nhà. 1336. 1336 kèm số điện thoại cho em nha. Hàng mới về luôn ạ. À. Maxi hoa là chất lụa nha. Em có đúng một cái đầm dài này thôi hả? Vì nó thích đầm dài có thể nghĩ thử cái này nha. Có đúng một cái dài nhất nè để em đang mặc luôn. Đẩm xíu các chị yêu nha. Rồi đen đuôi cá có màu khác không? À không chị, em chỉ có một cái đầm ren duy nhất là cái ren đuôi cá này thôi. Còn cái ren thứ hai là cái ren xòe. Thứ hai là cái ren xòe màu đen này thôi hả? Chứ em không có, không có ren màu khác chị yêu nha, rất là tiếc. Em chỉ có cái ren xòe thì ok có đó. Không có phía đầu, không có đủ chỗ. Ren xòe màu đen hoặc là ren đỏ là dán đuôi cá thôi hả? Ôm đuôi cá thôi chứ không còn cái nào nữa. Nào ren hôm nay hơi hiếm hàng. Rồi em mặc là maxi hoa dài tiết cổ chân nè. Đây là 1336. Dán dài thước tha cho mình luôn đây. Hai màu dễ thương lắm. Cái tông này nó nhẹ nhàng thôi. Thì chị nào cũng có thể mặc được hết. Hôm nay thì em sale là 299k nha. 65 kg độ về giúp em ạ. 1336. 1336 cho chị Hải Anh nè. Rồi chị 56kg mặc size nào? Chị 56kg mặc giúp em size XL chị yêu nha. Có size vừa luôn. 54 nhé em. Rồi ok, có size vừa hết. Đầm này em mới về nên là còn full size. Các chị cứ yên tâm đặt hàng nha. 65kg độ về cho em ạ. Ai chưa có cứ đặt hàng sớm giúp em nha. Có chuyên viên hỗ trợ tư vấn size cho mình nè. 1336 với Maxi Hoa nha. 1336. À không chị Nhung ơi, cái ren này là cái nút phía trước là em tính cho đẹp thôi. Không chỉ cái ren mà tất cả các mẫu nào mình thấy em mà có mang nút phía trước, một cái, hai cái, ba cái hay là nguyên một hai nút luôn á, đều là nút giả hết nha, nút may cố định rồi, không có cần phải tháo ra chị yêu ha. Bên em may đồng là chị có kéo khóa phía sau lưng hoặc là không cần khóa mặt chồng vô thôi, chứ không có cần là phải tháo từ cái nút, nó rất là mất thời gian. Là bên em chỉ có may cho đẹp thôi chứ không cần phải tháo ra đâu ạ. 1336 cho chị Hồng Yến nè. Em sale còn 299k luôn. 65kg độ về cho em nha. 1336, 65kg độ lại. Ai chưa có lander giúp em nha cả nhà. Chị Thủy Độ lấy 1336 nè. 1336 cho chị Siri V nè. Chị Trinh Nguyễn, chị 43kg size nào? 43 size M cho em chị yêu nha, size M. Cái váy này thì em may cái dáng của nó là dáng xòe dài, không xòe quá. Nó hơi chữ A phía dưới này thôi, đây. Đó, nó xòe từ cái khúc này xuống thôi chứ không có xòe phồng cho mình đâu. Nên là chị nào cũng mặc được hết trơn á. 299k giúp em nha, đen xòe hả chị? Cái đen xòe mới về phải không? Đúng không? Cái đen xòe đúng không? Rồi ok, đen xòe này thì hình như em vẫn sale có 259k cho mình thôi. Đợi chút nha. Rồi em mặc đây là 1336 các chị yêu nha. Xong chưa chuyển mẫu nè. 1336 đem số điện thoại cho em ạ. Sale luôn còn là 299k nha. Chị Hiền Bé lấy 1336 maxi của em. Có màu nào nữa không? Chị lấy hai cái. Không có rồi, tiếc quá. Cái maxi em này được có một cái thôi hà. Có một cái đầu hoa dài thước tha là 1336 thôi. Hiện tại không có cái nào dài hơn nha. Để em coi coi. Tại vì còn vướng lại mấy cái chưa có về. Chị còn cỡ tầm mà 5-7 cái nữa chưa có về kịp ha. Đây là chắc có thể là còn á. Ủa, cái chục cái lần trước. Còn cả chục cái chưa có về kịp đợt hàng này ha. Nhiều khi nó có. Đây là chị đợi giúp em ha. Khi nào về em báo cho mình luôn. Rồi đây là màu đen nè, 1344 nè. Váy ren đen xòe các chị nha. Nghe em có nhấn một cái đường kim tuyến cho mình sẵn rồi. Không, cửa thắt lưng nó cũng đẹp rồi ha. Rồi ren đen xòe 1344. Hôm nay thì em sale chỉ có là 259.000 đồng thôi. 259k nha cả nhà. 65kg độ về cho em nha. Ren đen xòe. Khóa kéo nằm phía sau lưng của em nè. Bên trong có lót không em? Mẫu nào chị hai ha? Tại vì nó tùy chất đó chị.
À, ví dụ như chị hỏi cái váy của em thì ở trong nó sẽ có lót nè, ren nè, là có lót nè đó. Còn những cái chất như là chất lụa đi, em mới mặc qua, em mới mặc qua cái này váy lụa nó dày dặn sẵn rồi, không cần lót nữa. Em mặc thì phải cần lót tại vì ren nó xuyên thấu nè, bên tay cái thấy không, bên tay không lót thấy bên da bên trong của em liền, còn trong đầm cái thấy nó sậm màu sẵn lại luôn là do em đã có bên trong rồi nha. Ren với lại là von thì mới là hai lớp, còn bình thường cái chị thấy em may mà lụa hay là atashi ánh nhũ hay là thun mỹ này kia đều là một lớp nha. Em mặc cái này là hai lớp nè. À, đấy em mặc xinh quá, cho chị một cái màu đen nhé shop. Dạ rồi, cho em xin cái mã số nha. Đây là 1344 ạ, ren đen xòe nha, ren đen xòe. Có nhấn một đường eo kim tuyến nè. Đó, các chị thích thì có thể phối hợp kèm thêm thắt lưng cài áo vô ha. Rồi em giao tới nơi nó đã trơn không như vậy nha. 1344 kèm số điện thoại giúp em. Hôm nay sale còn 259 nè. 259k chị Quỳnh Trần ơi, có sẵn hàng luôn ạ. À, có sẵn hàng rồi. Giờ chị cứ đặt hàng làm giao tới nơi luôn nha. Thành phố ship 10.000 đồng, ship tỉnh là 30k nha cả nhà. Rồi 40 tới 65 kg độ về. À, thành phố ship 20k. Lưu ý giúp em là đợt Tết này nha, ship tỉnh nó ship thành phố tăng lên 20k cho em nha. Qua Tết là có gì em coi có xuống không, nhưng bây giờ là lên 20k. Rồi chị Bích Liên có đơn luôn ạ. À, 1344 nha, ren đen. Ren đen mã số là 1344. Chị nào chưa có cứ đặt hàng cho em. Có chuyên viên hỗ trợ tư vấn sao cho mình nha. Ren đen váy xòe nè, tay nè, đó cái gì thấy tay là không có lót là thấy liền không? Đó, khúc nào bên trong có lót nhìn nó khác liền, tay là không lót nhìn thấy hết trơn luôn. Đây là váy ren mà không lót là không mặc được ha. 1344 cái chị nha, 1344. Váy xòe, ren xòe màu đen không có màu khác nha. Em về ren có đúng cái này thôi hả? Hiện tại em đang sale là 259k nha cả nhà. 259.000 đồng, chị nào chưa có cứ lên đơn cho shop nha. 1344 là ren đen. À, chị mới nhận hàng đẹp. À, mặc một cái bị không vừa hả chị? Rồi ok, chị Thoại Huỳnh được chị yêu nha. Cái nào mặc không vừa chị cứ nhắn tin cho em nha. Đơn hàng mình có vấn đề gì, các chị mình cứ nhắn tin cho shop để gặp được nhân viên hỗ trợ về đơn hàng nha. Nhắn tin cho em chị yêu nha, để em biết là đơn mình đã mua hôm nào, cái nào bị sao sao á, thì các bạn sẽ hỗ trợ thấy dễ hơn. Còn ở trên live thì em không có đang ngồi máy tính á, không có kiểm tra được ha. Nhắn tin cho em nha. Rồi đem lên cho các chị xem cái váy này ha. Một em váy ôm suông này mới về nè, 1322 nè. Một em váy ôm suông xoắn eo sẽ tà, màu này cũng rất là dễ thương. Tông này nhẹ nhàng thôi, màu nâu sậm, màu vàng sậm cho các chị thôi chứ không hề tươi quá. 1322 nha cả nhà, 1322. Form ôm suông nha, không cần khóa kéo luôn, mặc chồng vô cho em thôi. 1336 nè chị Nguyễn Hào, cái 344 nè, ok luôn. Rồi, em mặc đây là 1322 nha. Chất này là chất la dung, có co giãn nhẹ cho mình. Nhưng mà thôi, form nó form ôm cho nên là tính size chuẩn đi là 65 kg độ về. Eo thì ở tầm 85 độ lại cho em nha. Xoắn eo cho mình nè, đây đứng gần cho các chị coi. May xoắn eo ha, với lại có sẽ tà hai bên nha. Form này form suông nhẹ, ôm suông thôi chứ không có bó quá đâu, mấy chị yên tâm. Sẽ tà hai bên cho mình. Giá giảm hôm nay là 199k chị Thanh Thảo ơi, 199.000 đồng, 65 kg độ về cho em nha. Đó, ai chưa có mình lên đơn ngay giúp em ạ. À, mã số là 1322 nha cả nhà ơi. Em chào chị Linh Đan nha. 1322 chất la dông có co giãn nhẹ luôn. 1322 chất la dông có co giãn nhẹ nha. Rồi 65 chế độ lại nè. À, cái xanh cô ba hả chị? Đây nè, hồi nãy cũng có mặt xương xương qua rồi ha. Rồi ok, nãy giờ cũng qua cũng chắc được hơn 10 phút rồi đó. Để em tua lại cho mình coi. Cái nào mà qua rồi á, mà cỡ tầm 10 phút em sẽ mặc lại được nha. Rồi 1322 chị Huyền Trang. Đầm này xinh nè, chị có mua rồi. Cảm ơn chị Ngọc Anh nha. Đẹp, mấy chị yên tâm. Hàng bên em mặc làm sao là giao vậy nha. Cái này các chị khỏi phải lo. Đã mặc làm sao trên live như thế nào là giao tới y chang như vậy luôn. Cho khách kiểm tra hàng mà. Đâu thể nào mà em giao cái không giống được. Tại vì cho kiểm tra mấy chị. Khi nào mà không cho kiểm tra đúng không thì mới nói. Còn đây cho kiểm tra hàng luôn nè. Chắc chắn là phải giao đúng mẫu cho mình. 1322 cho chị Lan Ngọc luôn. Giá sale là 199.000 đồng nha. 65 kg độ về cho em ạ. À, chị nào chưa có cứ lên đơn đặt hàng nha. 1322 nha cả nhà. Ồ, cái xanh nó cũng gần hết rồi. Chắc em sẽ mặc nhanh thôi ha. Cái váy này em cũng còn full size nhưng cũng không có nhiều đâu. Em về đến nay cũng một tuần hơn rồi. Bây giờ nó cũng lác đác mỗi size mấy chục cái thôi ha. Em xem 199k. Chị Ngọc Lý chốt đơn 1322 váy của em nè. Nền này hơi hơi màu nâu nâu chút xíu. Em có hai cái màu à. Cái váy này có tới hai màu lận nha. Có một cái tông tươi hơn. Đây là tông vàng nè.
hai màu bên này là tông vàng, nó tươi hơn, em mặc là nó hơi chuyển sang màu nâu sậm chút nha, tùy khách chọn màu ha. Chị Huỳnh Kim lấy 1322 váy của em, rồi tông nâu sậm em mặc nha, 1322 nha. À, Bình Định, rồi Bình Định em ship tầm 2 đến 5 ngày là có chị Lan Điệp nha, có ship hàng toàn quốc, các chị cứ yên tâm nha. Rồi đem qua cho mình coi cái xanh coban nè, xanh coban màu này rẻ, hôm nay em về chuyến thứ hai rồi, em cũng sale cho mình có 169.000 đồng thôi hà. Đây, 1306, 1306 váy này sale chỉ có 169k luôn nha, có full size cho mình, 65kg độ về cho em là vừa nha. À, tình hình là trong 4 size thì size L, chị nào 50-55kg không ạ? À? Với em mặc size L nó chỉ còn có 3 cái thôi nha, là em hết hàng không không về được nha, về lần 2 rồi. Rồi màu xanh hôm nay đã gần hết hàng rồi, mã số là 1306. Em mặc là 1306 các chị yêu nha, hôm nay sale còn 169.000 đồng luôn. 1322 cho chị Nguyễn Hào nè. À, đầm riêu sau lưng bao nhiêu ký vừa em? Đầm riêu sau lưng, à cái xanh này hả chị, cái xanh này là 299k full size cho mình luôn chị yêu nha, mẫu mới. Cái xanh với cái đỏ phía sau là hai cái mới về chị yêu nha. Thích cái xanh này không? Thích thì ok cho em nè, để em mặc cho mình tay luôn. Em mặc thì cái này rẻ, cái này có 169 thôi, tại vì mùa lễ xa rồi, gần lễ xa mới qua được rồi hơi xe luôn. 169k váy đang mặc nha, 1306. Chị Vân Anh lấy 1306 xanh của em nè, ok chị yêu luôn. 1322 cho chị Thí Đỗ nè, rồi ok luôn ha. Em mặc đây là 1306 các chị nha, xanh coban hoa hồng. Cái mẫu này thì có đúng một màu thôi nha, xanh của ba này nè, cái chị thích xanh này của em mà may thành kiểu khác không có nha, đúng một màu như em đang mặc thôi, đúng cái kiểu như vậy luôn. 1306 ạ, xanh cơ ban hoa hồng, có full size cho mình nha, trong 4 size thì size L em còn có 3 cả thôi hả, size L còn 3 cả thôi là em hết hàng nha, ai chưa có mình đặt giúp em nè. Cả nhà ơi, 1306 nha, chị nào chưa có cứ lên đơn cho em luôn. Rồi tiếp tục bây giờ em sẽ qua cho mình xem thêm một em váy nữa nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại giúp em nè. À, sọc trắng hả chị? Sọc trắng thì hôm nay lẻ size, sọc đen thì còn full size hơn, còn sọc trắng thì em lẻ size nha. Rồi ok, có để em lên xíu, em lên sọc trắng cho các chị coi thử nha. Này cũng còn ít thôi, sẽ mặc nhanh ha. Sọc trắng còn có 2 size thôi hả, 55-65kg mà vừa các chị yêu nha. 1301 sọc trắng nè. Rồi đây 1301 các chị yêu nha, sơ mi sọc trắng hôm nay còn được 2 size thôi là hết hàng luôn. À, lấy một cái 1306. À, chị Nhung Huyền lấy cái xanh của em mới mặc qua nè ha. Ok, chị nhớ chia sẻ like cho em nha. Điều kiện ngày hôm nay để mà chút sale giá trên like nè, giá rẻ rồi đó nha, trên like là em đã sale rồi á, chứ chưa sale là nó tới 300-350 không hà. Rồi, cái sọc trắng em cũng vậy nè. Sọc trắng em chị nào mua trên like là 179, còn tắt like là em về 320 nha. Trên like là 179.000 đồng. Rồi đây sẽ là 1301 nha cả nhà, 1301. Sơ mi sọc trắng nhá, mỗi size còn được tầm 25 cái cho size lớn á. 1301 nè, 179k nha. Đó, rẻ hơn. Chị Thư Bùi lấy cái 1306 nè. Rồi, sọc trắng của em các chị mặc không cũng đẹp ha, còn không thì các chị sẵn có cái sợi dây thắt lưng này nè, mình gọt vô cho em ha, em tặng kèm. Cái dây này em tặng kèm nhưng mà may rồi, nên là các chị thích thì đeo, không thích thì thôi ha. 1301 sơ mi sọc trắng, 55-65kg mặc vừa cho em, hôm nay lễ size, chính thức lễ size nha cả nhà. Giá giảm hôm nay chỉ có là 179.000 đồng thôi, thôi sale luôn, cái này là vừa bán vừa tặng nha, không có lời xíu nào đâu. 179 là chưa có đủ tiền vải nữa, chưa tính tiền công, tiền nhân viên các kiểu vô nữa chị. Trên live sale 179 chứ tại shop thì vẫn là 300 mấy nha. 1301 và chị Minh Thư nè. Đây chị hai màu sọc đen, hai màu cho các chị lựa chọn luôn. Đây có sọc đen nữa, sọc đen là mã khác nha, thôi chút xíu em mặc sau nha, tại vì hai cái mã số nó khác nhau á. Lâu lâu thấy có mấy chị khách hay đặt lại cho chị cái 1301 sọc đen nha, em là size 1301 mặc được em giao cái sọc trắng nha, khi nào đặt được đúng cái mã của sọc đen thì mới giao được nha. Còn 1301 là mặc định em giao cái sọc trắng em đang mang nè. Giá rẻ hôm nay là 179.000 đồng luôn. Sơ mi sọc các chị yêu nha, sơ mi sọc khóa kéo phía sau lưng nè. Đó, giá sale hôm nay chỉ có là 179k thôi. Ai chưa có mình lên đơn giúp em nha. Lá xanh,
Đây, lá xanh. Rồi ok, có lá xanh. Lá xanh hôm nay cũng còn mà không có nhiều thôi. Rồi để chút xíu lên luôn ha. Đó, muốn coi cái nào cứ nói em vậy đó. Để em lên cho mình coi cho nó dễ nha. Rồi bây giờ em đang mặc đây, mã số là 1301 xong chưa ạ? Sơ mi thì em còn có hai size cũng sẽ qua nhanh nha. Sơ mi sọc trắng 1301 nè. Chúc cho chị Nguyễn Hương 1301 váy của em. 40 thì hôm nay em hết rồi chị. 40 hôm nay em hết rồi chị Minh Thư ơi. Đây em còn size lớn ạ, XL với 2X thôi hả? Cái sọc trắng này nè. Đây không còn size bé nữa nha. Em còn size lớn cho mình thôi, tương đương là 55 tới 65 kg. Đó, chị nào thích thì phải đơn đơn liền nha. 1301 sơ mi sọc trắng nha cả nhà. 1301. Rồi tiếp tục bây giờ em sẽ lên cho mình coi cái đầm mà lá xanh nè. Đây, hồi nãy em chưa ở ngay đầu sào cao ha. Đây, lá xanh. Lá xanh thì hôm nay sale chỉ có 159.000 đồng thôi. Cái này cũng rất là rẻ. Rồi, lá xanh là 1311 cái chị yêu nha. Hôm nay em còn full size. Còn full size và cái váy này eo 988 là mặc được luôn nè. Em may cái kiểu này là do cái form nó suông rộng á, nên là mới lên được eo 88 ha. Chứ không phải là có size 3X, 4X gì đâu ha. Size lớn nhất gọi là size 2X thôi. Rồi, form suông các chị nha, may form suông nè, mặc hai kiểu cho em luôn. Em đang mặc là suông rộng trước ha, đây là suông rộng trước. Còn hôm nào các chị không thích mặc suông rộng nữa, đổi kiểu cột nó lại cho em. Nó có sợi dây nè, cột lại giúp em là ra ôm eo ha. Rồi, suông lá xanh là 1311 nha cả nhà, 159k. Chị Tú Quyên, đầm này chị có rồi, ở ngoài xinh lắm, em cảm ơn chị yêu ạ. Đó, khách em mua rồi nè, em có 3 màu bán hết trơn, cũng lẻ thai luôn rồi. Có 3 màu ha, em có là cái lá xanh của em nè. Cái hoa vàng này là cùng kiểu với em đang mặc luôn nè. Với cái hoa nâu này cũng vậy nè. Đó, 3 màu sắc mà cái nào cũng đi hàng hết trơn á. Em mặc là chỉ có 159k thôi. Và hôm nay em còn nhưng mà không nhiều ha. 40-68kg mặc vừa nha. Em chỉ 88 độ về cho em là ok nè. Cái váy này hơi rộng rộng chút xíu nè. Mấy cái khác không vừa thì có thể chọn thử cái này của em. 1311 nha, suông lá xanh nè. Khóa cái không có khóa, quên. Váy này là không có khóa kéo nha. 1311, hôm nay sale có 159 thôi. Nhưng mà cái này mặc chồng vơ cho em nha, không có cần khóa kéo luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại giúp em ạ. 159k nha chị ạ. Lê Trinh lấy 1311 đầm em mặc ha. À, cái dung kim tuyến hỏi chị còn nha, còn nhưng mà có được có size 2 cái, có size 5 cái. Còn chị nha, tính ra thì vẫn còn á. Rồi để em chút nha, sau cái em đang mặc đi. Sẵn tiện cái dung này có tí xíu mấy cái em lên cho mình coi luôn ha. Ok, để em chút. Sau cái đầm của em nha, chị Thí Độ lấy 1311 của em nè. Rồi 159k chút cho chị Thí Độ luôn. 159.000 đồng nha cả nhà ơi, có size vừa nha. Chị Thu Bùi 1306 nè. Rồi 1311 cho chị Tường Vi nè. Đầm em mặc eo chị là 76 size nào, eo 76 size XL chị yêu nha. Size XL cho em có size vừa luôn. Rồi chị cứ đặt cho em size XL là được nha. 65kg độ về cho em nè. Ai chưa có lên đơn giúp em nha. 1311. 1311 kèm số điện thoại cho em ha. Form là form suông nha cả nhà. Form suông lá màu xanh nè. Nền đen lá xanh nè. Khóa kéo nằm phía sau lưng của em nha. Rồi xong cho em chỉnh mẫu luôn. Không có nhiều. Đa số đầm lẻ size em sẽ mặc nhanh cho các chị coi từng mẫu ha. Tại vì nay nó cũng tương đối rồi, chứ không có còn cái nào mấy cái lẻ size này nè, là không có còn cái nào nhiều nữa hết trơn á. Chỉ có mấy cái mới về là nó mới nhiều thôi. Rồi, 1311 cho chị Ngọc Thắm ạ. Chị đầm em mặc chị 46kg vừa không? Vừa, chị size M cho em nha, vừa. Suông lá xanh là 1311 nha cả nhà, 159.000 đồng ha, 159k. Ở quận 12 khoảng mấy ngày nhận được à? Mình khách mới thích mua nhưng 10 ngày nữa mình về quê. À trời ơi, dư sức chị Hoàng ơi, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh em ship tầm 1-2 ngày là chị có hàng rồi. Ở dưới tỉnh á, là cỡ tầm từ 2 đến 5 ngày là mình cũng đã có đơn rồi, chứ không tới 10 ngày đâu. Yên tâm chị nha, và chị cứ cho em địa chỉ ở thành phố đi, em ship cho mình luôn ha. Thành phố là cỡ tầm 1-2 hôm là có đơn giúp em nha. Yên tâm đặt hàng là có, một ngày các chị đặt là có trước Tết giúp em luôn. Rồi em đến cái dung kim tuyến nè. Cái dung kim tuyến này hôm nay còn ít, em sẽ tua nhanh thôi nha. Đây còn có mấy cái hả? 1314 váy dung nè. Chị Dương Nguyễn lấy 1311 nè. Rồi cái váy dung của em thì em còn cho mình là chủ yếu là size M thôi. Rồi cái váy dung của em chủ yếu là size M nha. Size M thì còn tất cả 42 cái lệch.
Size L 5 cái. Đó, size L còn 5 cái thôi. XL em còn 4 cái thôi. Và size 2X là 11 cái. Hôm nay thì em vẫn sale như bình thường ha, 199k thôi. 199.000 đồng với dung kim tuyến nha. Em đang có 4 cái dung ha. Tính tới điểm hiện tại là có 4 cái đầm dung. Trong đó là 2 cái ôm và 2 cái xòe. Nó chia đều ghê không? Rồi chia đều ra là hai cái ôm, hai cái váy xòe luôn. Em mặc là cái ôm trước nha, nhung ôm kim tuyến nè, 1314 nè. Hôm nay sale còn 199k luôn. À chị Dương size L, ok chị vừa ha, 56. Rồi 56. 56 nếu mà chị muốn mặc cho nó rộng rộng á thì mình lấy XL luôn. Mặc rộng giống như em á, để mà hơn thích mặc rộng thì để nguyên, hơn thích mặc ôm thì cột dây lại á thì mình lấy luôn, chứ em size XL nó sẽ rộng hơn. Còn mình lấy size L thì nó sẽ là dạng vừa vừa với người mình luôn, chứ không có ra cái xu là rộng quá ha, để tùy mình chọn nha. Rồi chị Hảo nè, đầm em mặc hả chị có 199 thôi. Kim tuyến lấp lánh nè. Đây là cái lớp lánh nhất luôn ha. Trong mấy cái đầm đen kim tuyến thì cái nhung là cái lớp lánh nhất, nhiều nhất luôn. Đó, khỏi kể phía sau lưng của em nha. Cái form này là form ôm suông thôi ha, chứ không có ôm quá. Không ôm quá cũng không suông quá luôn, ôm suông thôi. Hôm nay sale giá tiền 199k. 199k các chị yêu nha, eo 85. À vừa chị eo 85 thì hai cái sọc đều có, co giãn hết. À mà chị Hoài thích cái sọc trắng hay sọc đen? Em có sọc trắng là tại hai cái mã nó khác nhau nha, nên là phải đặt cho em đúng cái mã mình thích thì mới nhận được. Đây là 1301 là cái sọc trắng. Còn sọc đen thì em chưa có mặc. Chị thích sọc đen thì em sẽ mặc cho chị coi nha. Sọc trắng thì em có mặc qua rồi ha. Sọc trắng là 1301 nè. Đây là sọc trắng nha, còn cái sọc đen nữa nè. Đó, coi chừng lộn nha. Sọc trắng là 1301. Rồi, em mặc là 1314 em quên. Váy đang mặc là 1314 các chị yêu nha. Hôm nay sale với giá tiền là 199k. 199.000 đồng, 65 cái độ về cho em ha. Mặc hoa đỏ mới về đi em. Đây nè, cái hoa đỏ mới về nè. Cái mẫu này thiệt luôn là không biết có chị xem like thấy sao, chứ ở ngoài nhìn nó dễ thương lắm. Nó không phải đỏ tươi đâu, cái hoa của nó giống như đỏ hồng hồng thôi, rất là dễ thương luôn á. Để em mặc cho chị coi, để em xíu sau cái này đi, sau cái dung nha. Mặc cái đầm đen hoa treo phía trước, chị xem đầm đen hoa treo phía trước. Cái này hả chị? Đây, đây là thổ cẩm, chị có thể comment giúp em là đây thổ cẩm ha. Em sẽ biết mình hỏi cái này hay là cái này là cái đầm nâu ha, nâu hoa mới về. Đầm nâu hoa mới về, đầm đầm thổ cẩm chị nha. Comment cho em nha. Chị Jessica chúc đơn nè. À sọc đen thì em chưa có lên, vậy chị để em chúc nha. Em sẽ mặc cho mình coi cái hoa đỏ. Chị khách comment cái hoa đỏ trước rồi, xong rồi em sẽ qua cái sọc đen cho chị Hương, chị Hoàng coi nha. Để em chút xíu. Rồi đầm nhung của em chỉ có mấy cái thôi, qua mẫu nha. Đầm nhung là 1314, nhung kim tuyến là 1314 các chị yêu nha. Rồi đây em có cái váy này cho mình nè, đen hoa đỏ mới nè. Đen hoa đỏ mới nè, hôm nay sale cũng chỉ có 299 thôi. Màu này dễ thương nghe mấy chị, em cũng thích lắm luôn á. Em cũng thích cái màu này lắm luôn á. Tết mặc là hợp nè, đám cưới đám tiệc mùa này cũng nhiều đúng không? Vừa đám cưới vừa đám tiệc, vừa tất niên vừa tân niên, trời ơi quá trời đám luôn. Em mặc đây thì sale chỉ có là 299 thôi, mẫu mới về nha. 299k mẫu mới về của nhà em luôn. 1340 nha cả nhà, 1340, 65 cái độ về cho em là vừa nha. 1340 nè. Nay sale còn 299 thôi hả? Chị nào chưa có cứ lên đơn cho shop nha. 40 tới 65 ký mặc vừa cho em luôn. Đầm em đang mặc là nó có full size nha. Ok chị Nguyễn Kim có đơn nè. Rồi 57 ký hả chị? 57 chắc là size XL chị. À vì em chưa có cái vòng eo á nên là em chưa có chắc chắn được ha. Có thêm cái vòng eo vô giúp em. Ví dụ như chị đo eo ha, mà eo của mình tầm 78 độ lại là XL. Còn mình đo mà nó lên tới 80, 82, 84 là mình phải tăng lên giúp em size 2X nó mới vừa. Đó, nó quan trọng của số đo vòng eo dữ lắm. 1340 nè chị Lan Hương, em mặc đây ha. Có một màu thôi hà. Cái cổ này nó cũng không có phải vuông mà nó cũng phải cổ tròn. Nó hơi vuông vuông, tim hơi vuông vuông tròn tròn mấy chị thấy không? Đó, nó bo cái đường này lại chứ không phải là nó vuông không ha. Rồi 1340 nha, em đang mặc nè. 1340 em đang mặc cái chị yêu nha. Hôm nay sale với giá tiền chị có là 299.000 đồng luôn. 299k, 65 cái độ về cho em. Chị nào chưa có cứ lên đơn đặt hàng nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. 1340 nè. Chị Úc Ngọc lấy 1340 váy của em nè, 50 ký, dạ vừa, ba vừa, full size mà, ba vừa chị cứ yên tâm nha, có size vừa luôn. À, chị Suli Võ lấy 1340 váy của em. Rồi đen hoa đỏ nha, đen hoa đỏ 1340 nha cả nhà. Khóa phía sau lưng nè, hai cái túi hai bên nè, dễ thương không?
Đó, cả full size nha, 65 kg đổ về cho em ạ. À. 65 kg đổ về cho em nha cả nhà ơi, chị nào chưa có cứ lên đồ đặt sớm nha, em chừa hàng chừa size cho mình luôn. 1340 các chị yêu nha, 1340 ạ, à, đầm đen hoa đỏ. 1340 em chào chị Lan Vi nè, rồi tiếp tục bây giờ chị mẫu khác nha. À, lên cái sọc đen nè, đây chị khách em chờ cái sọc đen. Sọc đen thì à, được cái em còn full size ha. Yên tâm là sọc đen em có size từ 40 đến 65 kg luôn. Eo 85 đổ về cũng được luôn nè. Đây sọc đen 1291. Rồi sọc đen là 1291 cho em ạ. À. Đây sale có 179 thôi, 179.000 đồng. Chị nào chưa có cứ lên đơn cho em ha. 179k váy em đang mặc đây, 1291. Chất liệu sẽ là vải lùa á, quên. Chất này là chất thun Mỹ với chị nha, quên. À, màu sọc đen của em đây là chất thun Mỹ nha, khóa kéo nằm phía sau lưng nè. Đầm thun Mỹ khóa kéo phía sau lưng. Màu rất là xinh luôn. Thì ai cỡ tầm là 65 đổ về mình cứ lên đơn cho bên shop nha. Có chuyên viên hỗ trợ tư vấn size nè. Đây là 1291. À, sơ mi sọc đen chất thun Mỹ nha, 1291. Em sale chỉ có là 179.000 đồng thôi. Chị nào dưới 65 kg cứ lên đơn cho em. Có chuyên viên hỗ trợ tư vấn size cho mình luôn. Rồi. 1291 cho em nha. Có cái sợi dây cột eo mà khác mà cùng màu với vải, hai cùng màu với vải. Nếu có chị thích đi cột là giống em nè. Còn không mà mình muốn nổi hơn thì ở nhà mình có cái thắt lưng nào đó rồi thì mình cứ đeo vô cho em thôi. Cái này em may rồi mà. Để thích thì cột giống em, còn không thì thôi ha. 1291 nha. Em chào chị Ngọc Hân ạ. À, 1340 cho chị Nhung Hiền. Dạ có luôn ha. Rồi, em mặc đây là 65 kg độ về nha, 1291 nè, 65 kg độ về, eo tầm eo 85-86 độ lại luôn. Tại vì em chưa tính cái độ co giãn, cái váy này nó có co giãn nhẹ nha. Do form xương em định là form chuẩn thôi, là tầm 65 độ về. Nhưng mà em thấy có chị khách hỏi 85 vừa không thì vẫn vừa nha, 85-86 vẫn vô được luôn. Chị Thảo Lê lấy 1291 size lớn nhất, thấy L, dạ ok chị yêu luôn. Giá sale hôm nay là 179k nha cả nhà, 179.000 đồng thôi. Không đẹp không lấy tiền ha. Đó, em có một cái đuôi cá nha. Nếu chị thích em có cái đuôi cá này. Rẻ, đẹp rẻ nè, có đuôi cá đẹp rẻ yên tâm để chút sau cái này đi. Sau cái này em lên nha. Giờ đang mặc là 1291 ạ. Sơ mi sọc đen nè, chị Zoli Nguyễn lấy cái váy đen của em ha. Cho em cái mã số nha, tại vì đen hôm nay em nhiều lắm nên chị coi bên này nè. Quá trời đầm đen luôn, không có mã thì em chưa có chút đơn được nha. 1291 cho chị Quỳnh Lan ạ. À. Sơ mi sọc đen là 1291 nha. Mình lấy hoa đảo 40, 53 kg sọc đen 1291. À cái này thì chắc cứu lên có sai rồi. Còn cái hoa đảo thì có gì đồ em coi là em đo cái eo của nó ra bao nhiêu chị ha. Để em đo thêm cái eo của nó bao nhiêu đã, em báo cho mình nha. Tại cái đó thì nó không có được co giãn như cái của em. Cái mẫu nó không có co giãn nhiều cái này nha. Rồi. Em mặc là 1291 xong chưa chuyển mẫu nè. Giá sale có 179 thôi hà. 179k ngày hôm nay nha. Chị Phạm Ánh lấy đơn 1291 đầm đen sọc của em. Đen sọc ok cũng được. Nhưng mà có cái mã số vô cho em ha. 1291 thôi. Mã nào em mặc cái nào có mã hết trơn á. Nên là cố gắng đặt cho em cái mã số nha. 1291 là sơ mi sọc đen à. Hay là em có full size cho mình nè. Chứ cái sọc trắng thì em đã hết rồi. Sọc trắng lẻ size rồi. Đây sọc đen là vẫn còn full size nha. Rồi đây lên mẫu khác nè. Em lên nha các chị cái đầm đuôi cá này đi ha. Đuôi cá của đính ngọc trai nè. Phía dưới thì em hay là đuôi cá vạt xéo nè. Đây có chị nào đã có cái mã số này chưa? 1269 nè. Trong buổi live stream ngày hôm nay của em nha, đặc biệt em sale cái mẫu này thêm một chút xíu nữa. 1269 nha. Rồi em còn 2 size thôi hả? Ui tiếc quá lẻ size nữa rồi. Em còn 2 size các chị yêu nha, 119.000 đồng luôn. 1269 các chị nha, 1269 sale giá tiền 119k. 1269 119k nha cả nhà, đuôi cá lụa, cổ đính ngọc trai với lại may giống như là may cái nơ phía trước vậy nè. Đây nè, giả cái nơ ha. Đó, phía dưới thì em may là đuôi cá vặt xéo nha, bên cao bên thấp. Có 119k khỏi suy nghĩ luôn đi mấy chị yêu ơi. Nhắm mắt cũng mua được luôn, thiệt hôm nay nhắm mắt cũng mua được đầm đẹp nữa. 119.000 đồng thôi, đầm đuôi cá của em đây. 1269 nha, 1269. Đuôi cá lụa nè, khóa phía sau lưng của em nè. Có 119.000 đồng luôn á. 119k cho chị nào chia sẻ like của em nha. 3 lần chia sẻ like chốt giá 119 luôn. 1291 cho chị Nguyễn Huyền nè. Đầm trắng là chị đầm trắng nào ha.
trắng em mặc rồi, sọc trắng mặc rồi chị yêu ơi, có gì gửi hình cho chị coi được không? Lại sai mất tiêu rồi. Bây giờ em mới mặc qua vài phút trước nên em chưa có tua lại được liền ha. Nếu mà chị thích cái sọc trắng này nè thì đồ em cỡ tầm qua thêm 5-7 phút nữa đi em mới mặc lại được nha, tại cũng mới qua thôi. Sọc trắng nè, có một cái sọc trắng ha, lẻ sai rồi còn hai sai lớn thôi. Rồi em mặc cũng vậy, em mặc cũng còn hai size lớn thôi hả? 55-65, 55-65 ký mặc vừa cho em nha. 1269. Cái đen treo hả chị? Cái đen treo nào ta? Ở phía sau lưng em thì em có đen treo một cái đôi bài, một cái xanh, không có cái đen. Cái đen ở bên này thì nhiều đen quá, không biết chị hỏi cái đen nào. Đen em có đầm ôm màu đen kim tuyến nè, đầm ôm nhung không kim tuyến cũng có nè. Rồi đầm xè cổ vét màu đen ha, đầm xè nhung cũng có. Đầm xè có tay phối lưới này kia nhiều lắm, đen bây giờ nhiều quá. Không biết chị hỏi cái nào ha. Em mặc đây là 1269 là đuôi cá nha. Em mặc 1269 là đuôi cá các chị yêu nha, đuôi cá lụa cho mình nè, cổ đính ngọc trai ha, khóa phía sau lưng của em đây, phía dưới mày đuôi cá mặc xéo nha, bên cao bên thấp á. Em chào chị Hạnh Trần nha. Rồi đây là 1270, à quên 1269, đuôi cá 1269 nha. Chị nào chưa có cứ lên đơn giúp em ạ. À caro đen, hỏi chị caro đen đây. Caro đen thì em còn hình như 3 size á. Để em xíu nha. Caro đen thì em còn 3 size cho mình hay sao á, hay là 4 size luôn ta. Để hôm qua cũng chưa có mặc tới cái caro luôn, để em kiểm tra lại coi. À em còn 4 size luôn ha. Hôm bữa không có size 2X, hôm nay có lại mấy cái size 2X nè. Đây là em chút nha. Lên cái caro cho mấy chị coi thử. Caro đen này em may cái kiểu nó hơi trẻ em chút nha. Tức là cái tà trước nó sẽ ngắn hơn cái tà sau. Form đẹp, form đẹp, chất đẹp, do cái kiểu nó hơi trẻ em xíu. Nên là em sẽ xe rẻ luôn. Rồi, caro màu đen 1324 nha cả nhà. Caro đen mã số là 1324 nha. Em chào chị Huệ nè. Hôm nay giảm giá cho mình luôn, chỉ còn có là 159.000 đồng thôi. Đây, cái mẫu này duy nhất một điểm cái chị cần lưu ý giúp em là cái độ dài váy. Cái tà trước nè, nếu mà chị nào cao mét 6 á, nó sẽ trên gối giống em. Đó. Chị nào cao mét với 6 trở lên ha thì càng cao hơn thì nó càng ngắn hơn chút. Còn ai tầm mét 6 độ về thì bình thường thôi. Em này em thấy nó bình thường. Đó, mét 555 thì càng bình thường nữa là tầm phủ gối rồi ha. Rồi hôm nay xem nha, 159k, 159.000 đồng nha cả nhà ơi. Ai chưa có lên đơn giúp em nè, 159.000 đồng thôi. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. 1324 ạ, caro đen. Rồi nếu các chị thích caro thì chọn cho em cái này ha. Hay là mình thấy cái độ dài này nó cũng không ảnh hưởng gì thì cứ mua thôi. Chị một cái bông hoa đỏ 1340, ok, 50kg. Rồi ok chị Minh Tâm, chút nữa bên em có nhắn tin hoặc là điện thoại để chút đơn á, mình nhớ nghe máy nha. Rồi caro đen của em nè, một điểm lưu ý là cái độ dài thôi chứ còn chất liệu hay là form đầm thì nó bình thường nha. Caro màu đen cổ vé là có phối hàng đúc phía trước luôn. Đây là chị nào mà cao tầm 1m55 thì không có ngắn đâu ha. Còn ai tầm 1m6 thì mình có thể làm cân nhắc giúp em là phía trước nó trên bổ như vậy. Đó, hôm nay sale cho mình 159k thôi. 159k váy của em nha, caro màu đen khóa kẽ phía sau lưng ạ. Túi hai à, có túi một cái túi phía trước thôi, em quên. Cái váy này có một túi phía trước thôi ha. Chị Quy Nguyễn có đơn nè. Đây, em mặc đây chất gì? Chất lụa chị nha. Caro của em mặc là chất lụa, mặc rất là êm, không có nhăn, không có gì hết trơn á. Có một cái lưu ý là cái độ dài thôi, còn về chất thì form thì yên tâm nha. 1324 em đang có full size luôn. Bữa trước hết size 2X, có thời gian với chị đặt không có hàng. Hôm nay mình đặt lại giúp em nha. Size 2X em còn được 6 cái nữa thôi là em cũng hết luôn. Chị Thanh Thảo lấy 1324 nè. Có bộ nào 67 hả chị? Có, 67 thì chị thích đầm suông không? Hay chị thích đầm ôm? Em có đầm suông hoa cũng có size của chị. Đây nè, em có cái hoa vàng này là suông này, có size của chị nè. Suông lá xanh này có size của chị luôn nè. Suông hoa nâu này cũng có nè. Còn không thì em có một số cái đầm ôm, đầm ôm suông hoa kim tuyến cũng có luôn. Chị thích đầm hoa hay đầm trơn? Trơn thì em có mấy cái đầm ôm như vậy là trơn nè, là sẽ có size vừa với chị ha. Kim tuyến đen, kim tuyến bạc hoặc là mấy cái suông hoa. Đó, chị thích coi cái nào thì em lên luôn. 67 thì em cũng có được mấy mẫu á, 5-6 mẫu vừa á. Rồi caro đen em mặc là 1324 nha. Đang sale với giá tiền là 159.000 đồng thôi. 159k, 65kg độ về cho em là vừa nha. Ai chưa có cứ lên đơn sớm giúp em nè. Nói về suông thôi, để em lên cái suông hoa này trước nha. Đây có chị khách size lớn thì em có cái váy này. Hoa màu vàng vàng này mặc hợp Tết nè, mà coi mà có thể là lên được theo 88 luôn ha. Rồi để em chút xíu ạ.
Đây em lên cho các chị xem cái váy này. Đây là 1315 suông hoa vàng nè. 68 chế độ lại, eo dưới 88 là mặc đẹp luôn. Hôm nay thì em sale chỉ có 159.000 đồng thôi. Suông hoa vàng 1315 mặc hai kiểu, mặc suông động cũng được, mặc thành ôm eo cũng được luôn. Rồi, mẫu này size lớn nè, chị nào size lớn có thể nghĩ thử cho em cái váy này nha. Cho tới 3 hoa văn khác nhau luôn. Hồi nãy có mặc một cái là lá xanh rồi nè. Giống em mặc nhưng mà cái họa tiết này có lên rồi ha, lá xanh lên rồi. Giờ tiếp hoa vàng nha, suông hoa vàng là 1315 nha cả nhà. Hôm nay em sale chỉ có 159.000 đồng thôi nha, 159k. Mặc suông rộng như vậy hoặc các chị cột cái eo lại giúp em nè. Đây mình muốn ôm em mình cột lại giúp em ha. À xe thì em không có rồi, hiện tại em chỉ có đầm ôm là có co giãn hoặc đầm suông như vậy là co giãn thôi. Xe thì em chưa có ha. Em bán hết rồi, chính xác hơn là mấy cái xe mà size lớn á. Em bán hết trơn rồi, bây giờ em còn đa số đầm suông hoặc đầm ôm thôi, là mấy phần co giãn thôi. Xe thì không còn cái nào xe co giãn hết trơn luôn, tiếc quá. Xe bây giờ em toàn là có váy lụa, váy von này kia không à, thì mấy cái chất nó lại không có co giãn. Em mặc cái này là phong suông rộng nè, eo 88 mặc được nha. 68 cái độ về giúp em hoặc eo 88 độ lại nha. Rồi hôm nay sale luôn, 159k nha cả nhà ơi, 1315. Hết size L, rồi em bắt đầu lễ size nha. Váy đang mặc là lễ size mất tiêu rồi. Mẫu đi mặc Tết hợp ha. Hai giống như hoa mai với chị hợp, giống như hoa mai vàng vàng vậy đó. Đó, giá tiền hôm nay là 159.000 đồng giúp em ha. Em đang mặc là ôm em là cho có một cái dây phía sau nè. Còn nếu có chị không cột nó sẽ ra cái dáng là dáng dáng suông bình thường ha. Rồi 65 chế độ về cho em, 68 cũng được luôn. 65 68 chế độ về cho em luôn nha. Chất liệu là vải lụa, đầm suông không phải là có co giãn mà là do em may cái phong nó rộng. Là eo các chị nào eo 88 độ về cho em là vừa nha. 1315 159k. Cho chị coi đầm sọc. Chị muốn coi sọc nào chị ơi, sọc trắng, sọc đen, caro, tay lưới hay là caro đen. Em mặc qua xương xương là ba cái rồi đó. Cái caro đen là em vừa mặc qua tức thì nè. Sọc đen cũng mới mặc qua luôn. Sọc trắng thì mặc qua cũng tương đối lâu rồi thì em có thể mặc lại được ha. Caro này em chưa mặc nè, caro tay lưới chưa mặc nè. Đó, hai cái sọc sơ mi, cái trắng cái đen, hai cái caro, cái tay lưới dài với cái là caro đen. Đó, chị thích cái nào? Comment cho em để em coi coi là mặc chưa ha, để em giới thiệu luôn. Rồi 1315 váy của em ạ, suông là suông hoa vàng. Suông hoa vàng mã số là 1315 nha. Ngày hôm nay thì em đang sale chỉ có 159k thôi các chị yêu nha. 159k, 65 chế độ về, 68 chế độ về cũng được luôn ha. 68 chế độ lại giúp em. Đó, đầm suông thôi nhưng mà nó rộng rộng á, nên là em tăng ký cho mình được. Chị Hiền An chốt đơn cho mình 1315 nè. À sọc đen thì em mới qua rồi chị yêu ơi, bây giờ chưa có lên lại được liền nha. Nếu mà chị thích thì em sẽ gửi hình cho chị coi. Cái sọc hết hộp. Cái sọc đen này nè thì em có mặc qua rồi cho nên là em sẽ gửi hình cho chị coi ha. Còn không á, chị muốn coi trực tiếp ở đây thì mình đợi em cỡ tầm là qua 7 đến 10 phút nữa em mới tua lại được nha. Em cũng có mới mặc qua nó vài phút trước thôi ha. Sọc đen nè, có gì em gửi hình cho chị coi trước nha, hay là đợi em mặc trực tiếp thì đợi em vài phút nữa nha. Rồi em đang mặc đây, mã số là 1315, giá tiền là 159 nè. Chị Hương Lê lấy 1315 nè. Đầm vàng em đang mặc chất lụa chị nha, chất lụa, form nó rộng lắm á. Đây nè, form nó rộng cho mình nè. Em mặc với cái size M thôi, để em cầm cái size lớn cho chị coi. Đây size 2X nè. Đó, cái form nó rộng như vậy nên là em tăng cho khách lên thành 68 cái vừa luôn. Hoặc là eo các chị làm eo 88 độ về cho em ha. Thật ra thì có thể hơn nữa đó. Thật ra thì có thể hơn được nhưng mà trừ hao cho mấy chị mặc đẹp luôn á, suông nữa đó. Thì rồi để em đo lại coi. Rồi, eo các chị tầm eo 88 độ về cho em hoặc eo 90 độ về ha. Eo 90 đi, eo 90 độ lại cho em là vừa cái váy này luôn nha. Rồi, form suông cho mình luôn. Form suông rộng rãi thoải mái nhá. Eo dưới 90, chất liệu là vải lụa. Suông hoa vàng là 1315 nha. Size lớn luôn á, em mới đang mặc là size lớn luôn nè. Rồi chị Quyên Hoàng có đơn 1315 váy của em. Em đang mặc là chất lụa chị yêu nha. Đây là chất lụa, suông hoa vàng chất lụa. Tiếp tục bây giờ em sẽ qua mẫu khác nha. 65 cái độ về, 68 cái độ về cho em ha. 68 cái độ lại, eo dưới 90 là được đó các chị. Form này cũng rộng rãi thoải mái á. Form rộng rãi ha. Chị nào mấy cái kia không vừa thì chọn cho em cái này nha. Rồi tiếp tục em sẽ qua cho mình coi một cái váy mới nha. Đây,
Em có cái váy nhung này, nhung xòe nè, hồi nãy có mặc cái nhung ơ mà đúng không? Em lên một cái đầm nhung xòe, tay phối lưỡi cho các chị coi. Màu này xinh lắm nè, màu đen ha, kiểu may dễ thương lắm, nhúng nhúng cho mình nữa. 1343. Cái bộ này là em may cái tay nhúng cho các chị yêu nè, tay nhúng ở phía trên vai và nhúng ở cái phần tay nữa nè, nhúng như này đó. 1343 cho em nha. Đầm này là chất nhung nha cả nhà, 1343 chất nhung. Em sale cho mình luôn với giá tiền là 2599. 1343 kèm số điện thoại cho em ha. Nhung xòe nha, nhung đen xòe. Giá sale hôm nay là 299k nha. 65kg độ về cho em là vừa nha. Size M, size L, XL và 2X luôn. 40-65kg mặc vừa nha. Nhung đen, em có tới 4 cái nhung luôn. Tính ra là 4 cái đồng nhung luôn mà đều là màu đen hết. 2 cái ôm, 2 cái xòe đó. Thì cái xòe em đang mặc là xòe có phối lưới nha. Cái tay có nhúng ở phía trên vai, nhúng cái phía dưới này. Đó, dễ thương không? Cái kiểu này thì trẻ trung nè. Vì là thích trẻ trung chọn cho em kiểu này ha. Sale còn 299, 65kg độ về cho em. 1343 chị Thảo Lê nha. À, rồi chị Trang Anh, chị 59kg nhé shop. Dạ ok vừa chị yêu ơi, cái mới mặc xong cũng vừa. Mà cái này cũng có size của chị luôn ha. Ui dạ. Em đang mặc thì cái này là full size các chị yêu nha. 65kg độ lại giúp em. 1343 nè, chị Hà Đặng. Đầm em mặc eo chị 79 size nào? Eo 79 size 2X luôn. Size 2X giúp em là ok đẹp chị yêu nha. À, đầm nhung, đầm nhung đen. Do em mặc nó có lộn cái giáo á, chứ các chị mặc cái này là không có cái sợi dây này đâu. Cái dây này là giáo của em, mình đừng quan tâm tới các chị yêu nha. Khi các chị mặc cái này mình nhớ mặc cái kiểu dây trong cho em là nó sẽ thẩm mỹ hơn so với em ha. Em mặc nó thì lộ hàng nè. 1343 nha. Chị Lan My có đơn nè, 56kg mặc vừa luôn, em đang có full size. Màu đen nhung xề các chị yêu nha, đang có full size cho mình luôn. 65kg độ về cho em nha. Dạ có một màu này thôi, nhưng mà tay phối lưới là có đúng một màu em đang mặc thôi hà. Còn lại là nhung kim tuyến để mặc rồi, có cái nhung ôm em mặc rồi. Với còn một cái nhung mới về là nhung cổ vét nè. Đây, cái này chưa mặc. Nhung cổ vét là mới về luôn ha. Em mặc cũng là mới về nha. Nhung xòe 299k. 65kg độ về cho em nha. 1327 là gì em quên rồi ta. 1327. Để em trước nha. Hình như cái này. Đúng rồi, đây. Rồi, bây để em xíu mặc cái này cho mình coi luôn nè. Em mặc là 1343 nha cả nhà ơi. Váy xòe nha, váy nhung xòe, tay phối lưới. 1343, chào cho em, chào chị Ngọc Lan nha. 40-65kg mặc vừa nè. Em đang có full size ha. Đầm nhung đen. Nhung đen không có màu khác nha. Có chị khách đang mua cái này rồi, thấy đẹp, quay lại mua thêm màu nữa mà không có. Thời điểm hiện tại em chỉ có màu này thôi nha. Rất là tiếc về có một màu này thôi hà. 1343 cho chị khách sạn Sầm Sơn nè. Rồi chị dạ, chị giày si lấy 1343 váy của em nè, chị Hoàng Ngân. Đầm em mặc 41kg size vừa hồng, size M vừa chị, size M cho em nha. Váy nhung đen xòe, tay phối lưới nhá, 1343. Rồi em qua cái 1327 nè, có chị khách hỏi đem lên luôn ha. 1327 đúng không? Có, 1327 em mới về nên bây giờ nó full size luôn. Rồi 1327 đây ạ, à, mẫu mới về của nhà em, màu thổ cẩm, màu này lạ nè. Màu thổ cẩm cho mình đây ha. Chất này là chất chất lụa hàn, à cái chất mới lụa hàn. Nó mát mịn hơn so với lại lụa mango luôn. Rồi 299k ha. 1327 lụa hàn. Cổ là cổ có may sắn ngực cho mình ha. Đây nè. Có sẵn ngay cái phần ngực áo nè. Đó, màu này gọi là thổ cẩm nha, để phân biệt thôi. Màu thổ cẩm cái chị yêu nha, chào chị Thu Huỳnh nè. Váy đang mặc hỏi chị có túi nè, hai bên nè. Đây, cái này em có hai túi hai bên nha. Váy lụa hàng, màu thổ cẩm xanh xanh, hoa hoa cho mình đây. Màu nhìn dễ thương lắm, đó là màu đó lạ với chị ha, màu rất là xinh luôn. Giá sale hôm nay chỉ có 299k thôi hà. Đó, màu mới luôn á, màu mới về luôn nè. Em sale có 299k thôi. Chị da hơn đầm này đẹp nè, chúc cho chị sao 47kg. Rồi có luôn, 65kg độ về vừa mà. Chị nào dưới 65 cứ đặt cho em nha. Chị nào dưới 65kg cứ đặt hàng cho em nha. Có gì bên em hỗ trợ tư vấn size cho mình nha cả nhà ơi. 1347 nha. 1327 cho em nhập 1327. Em đang mặc đây là 1327 các chị yêu nha. Hôm nay sale còn 299.000 đồng. 299k, chào chị Trương Thảo luôn. 58kg chị vừa hôm shop, vừa chị đặt liền, vừa hàng mới về luôn. Có size vừa cho mình luôn ha. Chị nào dưới 65kg mà đặt hàng cho em nha. 1327 kèm số điện thoại nè. Chị Hồ Thi lấy 1327 nè. Chị Dương Lễ, chị Dương Lễ đầm em mặc 54 size nào, size L hoặc XL tùy eo của mình nha. 1327 mẫu mới về sẵn ngực giúp em.
Rồi 1327 các chị yêu nha, may sống được cho các chị yêu luôn ha. Size chuẩn cho em đi, eo 84 độ về. Eo 84 độ về cho em là vừa nha. Chị Hoài Thương đặng chốt 1327 nè. Cái này mới nhưng mà từ hôm qua đến nay em thấy đi hàng cũng khá khá rồi. Chắc là cái màu nó lạ đúng không? Đầu này gọi là thổ cẩm ha. Màu thổ cẩm, giá sale là 299k nha cả nhà. Chị Phương Dung lấy 1327 đầm của em nè, không có màu khác. Cái này cũng độc quyền, chỉ có một cái màu thổ cẩm của em đang mang thôi, không có màu khác nha. Hôm nay em sale còn 299. Hôm nay em sale còn 299k các chị yêu nha. 65 chế độ về, chị nào chưa có cứ lên đơn giúp em. 1327 nha. À 1327 xin cứ lượn ngoài. 1327 các chị yêu nha, 1327. Ai chưa có mình lên đơn cho shop nha. Có chuyên viên hỗ trợ tư vấn size cho mình luôn nè. Em giảm còn 299k luôn. 299.000 đồng luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại giúp em là ok nha. Rồi tiếp tục bây giờ em sẽ qua cho mình xem thêm một em váy nữa nha. Hiện tại thì em lẻ size cũng có và hàng mới cũng có luôn. Thì em sẽ xem kẻ cho mình ha. Đây, em lên cho các chị cái đầm đuôi cá này rất là dễ thương nè. Size. Rồi đầm đuôi cá này các chị yêu nha. Đuôi cá 1320. Cái này em có full size nhưng mà form nó hơi bé hơn bình thường chút. Eo chị nào tầm 80-82 độ về cho em ha. Eo 80-82 độ về cho em là vừa nha cả nhà. 1320 nè. 1320 179k nha. 1320 179k nha cả nhà. Eo 80-82 độ về cho em ha. Lẽ sai mất tiêu rồi. Đó. À quên, form này hơi nhỏ hơn bình thường nha. Trời ơi, sao rẻ quá, có 179 à. Giá cũ em bán là 270. Giá cũ hôm trước là 270, 290. Hôm nay chỉ có 179.000 đồng luôn. Đuôi cá lùa nha, đuôi cá lùa. Cổ đính theo mấy viên nút hình bông hoa rất là dễ thương nữa. Cái này thì không có co giãn nhiều nha cả nhà. Em mặc thì size bình thường thôi chứ không có co giãn nhiều ha. Rồi hôm nay em sale chỉ có là 179k nha, 179k. Có size cho mình từ 40-65kg nhá. Eo dưới 82 độ về cho em là đẹp nè. Đây, nút nè. Đó, cái kiểu này em may nó cầu kỳ hơn so với mấy cái đuôi cá khác là em có ráp từng mảnh lại trở thành cái đuôi cá chứ không phải là ráp cái đuôi vô không. Cái kiểu này may khó hơn mà giá thì cũng vậy thôi, 179k chứ không có mắc hơn ha. 179.000 đồng, em chào chị Hà Phạm nha. 70kg phải chị có cái đầm này 70 vừa nè. Đây, em có cái đen kim tuyến này vừa nặng, đợi em chút xong thì em lên nha, xíu đi, à gọi tầm 1 phút nữa đi. Em sẽ qua cái đen kim tuyến 70 mặt vừa hoặc eo 90 được luôn, đợi em chút xíu nha. Còn cái của em thì không, cái của em là 65 độ lại thôi hoặc eo 82 độ về thôi. Riêng cái đầm đuôi cá này thì không vừa chị yêu nha. Chịu hình lê để em chút xíu nha. Rồi 1320 váy của em ạ, 1320. Giá sale là 179.000 đồng. Chị Châu Huỳnh lấy 1320 nè. Chị Phương Mỹ lấy 1320 nè. Có đơn nha. Ai chưa có cứ đặt sớm giúp em đi ạ. Có gì bên em hỗ trợ cũng như là tư vấn size cho mình sau ha. 40-65kg. 40-65kg nha. Eo 82 đổ về cho em là vừa nè. Rồi, chị đã lấy mẫu đang mặc lên đơn cho shop nha. 1320 179.000 đồng, đầm đuôi cá. Mẫu này các chị mặc đám cưới đám tiệc, xinh quá trời xinh luôn. Hôm nay sale rẻ là 179k nha. Giá bình thường em không sale là có sale rồi mà sale ít đó là 300 ở trên live. Còn hôm nay đặc biệt sale sốc hơn, 179.000 đồng cho mình thôi. Đầm đuôi cá lụa nha cả nhà. Nhưng mà cái form này không có co giãn ha. Eo 82 độ lại. Rồi, ai thích co giãn em có cái váy này, eo 90 mặc được nè. Đây, eo 90 các chị mặc được cái váy này nè, 70kg mặc được luôn. Nhìn em mặc nơ mơ vậy thôi chứ nó co giãn rất là tốt nha. Rồi 132. Em đang mặc đây là 1303. Đó, chị nào size lớn đâu ạ? À? Chị nào co giãn nhiều chọn cho em cái này 1303. 1303 các chị yêu nha. Hôm nay sale luôn với giá tiền chỉ có là 179.000 đồng thôi. Đặc biệt là cái váy của em nó 70kg vừa luôn. Đặc biệt là váy của em là 70kg mặc vừa nha, cho chị Ngọc Tâm ạ. À, đây, cái này 70 này chị, 70kg nè. Eo 90 vô tư, coi vẫn tốt lắm. Cái chất mà mấy chị thấy em mà giới thiệu là Atashi nhũng kim tuyến là mình biết nó sẽ vừa lấp lánh và nó vừa co giãn luôn nha. Đầm xuông, đầm ơn xuông 1303 nha cả nhà, kim tuyến lấp lánh đây. Giá rẻ 179k, đầm này giá cũ là 299 nè.
Giá của em bán là 299k nha. Hôm nay sale còn 179.000 đồng thôi. Chị Phương Linh lấy 1303 váy của em nè, 1303. Chị Hà Vi 1303 bao nhiêu tiền? Dạ 179 ạ. 1327 cho chị Nguyễn Nụ nè. Ok, chị yêu luôn. Rồi đây hàng hiếm. Chị nào mà size mình trên 65kg á là rơi vào cái khoảng là hàng hiếm của nhà em rồi. Thì thấy cái nào mà có size của mình đặt luôn nha. Tại vì không phải cái nào cũng coi giãn đâu. Đa số là eo 82, 84 thôi. Em mặc cái này eo nó lên được tới 90 luôn. Eo 90 đổ về cho em nha. 1303 kèm số điện thoại. Chị nào chưa có mình lên đâu sớm ạ. 179k chúc cho chị Hà Vi nè. Em chào chị Mỹ Tú nha. Nhớ chia sẻ like cho em 3 lần để chúc đơn nha cả nhà ơi. Điều kiện ngày hôm nay 300 giảm còn 179 là chỉ có 3 lần chia sẻ like thôi. Cái này mà còn không làm được là thôi bó tay nha. 179.000 đồng váy của em 1303. Chất này là chất Atashi kim tuyến. Hôm sau có chị thấy em đọc tên này lên là biết vừa co giãn mà vừa lấp lánh luôn ha. 1303 các chị yêu nha. 1303 chị nào chưa có cái này đâu. 1 phút nữa. 1303 các chị yêu nha, 179k giúp em ạ. Ai chưa có cứ đặt sớm nha. Có chuyên viên hỗ trợ tư vấn size cho mình luôn nè. Chị Như Ý chúc đơn 1303 váy của em ha. Cái xanh đằng sau hả chị? Rồi có luôn, cái xanh này mới về nè. Cái xanh của váy này mới về bao xinh luôn. Nhìn cái màu thôi là thấy đẹp rồi. Em sẽ mặc cái form lên cho mình coi nha. Yên tâm, hàng bên em là có sao nói vậy với chị cứ yên tâm ha. Màu đen kim tuyến là 179 nha. Đem lên cái màu xanh nha các chị coi nè. Màu xanh này là cổ vét mới về ha. Màu xanh cổ vét hôm nay sale với giá tiền là 299.000 đồng luôn. Đây là 1339 các chị yêu nha. Xanh cổ vét. Đây cả nhà, xanh cổ vét mã số là 1339 nè. Hàng mới về của nhà em luôn. Đẹp không? Xanh này xanh lạ ha. Em cũng biết nó xanh gì luôn á. Rêu cũng không phải mà lá thì cũng không phải luôn ha. Màu rất là đẹp. Màu tây sang cho mình luôn nè. Trời ơi, đầu này mặc đám cưới cũng đẹp mà. Các chị mặc đi làm chắc cũng là nổi bật nhất phòng luôn á. Ai hỏi mua đâu nhớ giới thiệu shop em nha. Hôm nay sale có 299k thôi hà. Cái bộ này lẽ ra phải bán là 350. Nhưng mà không, thôi em sale tương tác luôn. 299.000 đồng. Màu xanh này, và xanh đi, gọi là xanh đi. Màu xanh các chị nha, cổ vét màu xanh. Mã số là 1339. Chị nào mua trên like của em nha. Em sale cho mình luôn là 299k. Đó, không đẹp là em không lấy tiền nha. 299.000 đồng giúp em ạ. 1339 kèm số điện thoại. Đồng em mặc đẹp lắm, chị mua rồi. Em cảm ơn chị Ngọc Hà nha. Mặc màu xám và chị màu xám nào ta. À, cái kim tuyến này hả chị? Đây đúng không? Kim tuyến có tay. Nếu mà đúng thì chị ok cho em chị Ngọc Hà ơi. Để em biết là đúng cái này ha. Em lên cho nó đúng mẫu luôn chị yêu nha. Đây đúng không ạ? Ok, ok cho em biết nha. Rồi, màu xanh em mặc đây là 1339 nè, 1339. Với này thì em sale chỉ có 299k thôi, đầm mà cổ vét màu xanh. Đẹp không? Màu này đẹp lắm, cái chất này cũng mới nữa, chất măng tô. Chất măng tô mới về của nhà em nè. Chị Như Ý nè, em chào chị luôn ha. Rồi chị Hiền Ngô có đơn luôn. 1339 nha cả nhà, vét màu xanh nha. Mỗi một mẫu vét em về cái kiểu nó sẽ hơi khác nhau. Cái này em mặc nó khác nè. Cái vài phía sau lưng cũng may kiểu hơi khác luôn. Nhà em mặc thì có nút ở đây, nút ở bên ở eo ha. 1339 nha. Chị Quế Anh lấy 1339 nha. Đồng vest xanh là 1339 các chị nha. Màu này mặc không đẹp, không lấy tiền thiệt luôn. Màu đang hot trên tại shop em nè. Hiếm lắm luôn nha chị. Biết bao nhiêu lâu rồi, chắc cả hơn nửa năm trời mới có cái xanh lạ mắt như vậy luôn á. 1339 kèm số điện thoại giúp em nha. 1339 kèm số điện thoại giúp em nha. Sale còn 299.000 đồng. 65kg độ về cho em là vừa luôn. Ai chưa có mình lên đơn sớm nha. Chị Thanh Huế có đơn nè. 1339 nè, đầm vét màu xanh nha cả nhà. Đi chơi đi làm gì đều mặc được hết luôn. Tính ra các chị mua một cái áo sơ mi thôi là cũng phải tầm 200 mấy 300 nếu mà hàng đẹp rồi. Còn đây em bán cả cái đầm luôn. Cả cái đầm như vậy luôn mà chỉ có 299k là mấy chị biết rồi đó. 299.000 đồng thôi. 1339 kèm số điện thoại cho em nha. Ai chưa có cứ lên đơn sớm ạ. Có chuyên viên hỗ trợ tư vấn size cho mình luôn ha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. Vest xanh mã số là 1339 nè. Rồi tiếp tục em sẽ qua cho mình xem thêm một em váy nữa nha. Lên lá vàng mặc Tết được không nè. Chị Trầm Hương có đơn nha. Rồi chị nào chưa có mình đặt hàng ngay giúp em. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. 1339 là vest xanh nè. Chị Hạnh Liệu lấy 1339 nè. Chị Tuyền Nguyên lấy váy của em đang mặc size L. Dạ ok có luôn ha. Rồi đây lên cho các chị xem cái nền đen lá vàng này mặc rất là hợp với mùa Tết này luôn. Đây là 1325. Mẫu này thì bên em đang giảm giá chỉ có là
Hôm nay đang giảm giá chỉ có là 199.000 đồng thôi, 1325. 1325 em mới về đợt 2 rồi nha. Hôm nay là tính là hôm nay nó sẽ có full size cho mình nè. 65 kg độ về cho em nha. Em chào chị Tường Vi nha. Rồi nhớ chia sẻ like cho em nha cả nhà ơi. 1325 nè. Váy này sale chỉ có là 199 thôi, 199.000 đồng thôi. Chị nào chưa có cứ đặt sớm giúp em nha. À, chị Ngọc Hương, đầm bên em đẹp lắm, chị mua hơn 10 đầm rồi. Cái nào chị có ý hết, trời ơi cảm ơn chị yêu nhiều. Ừ, nghĩ là em đã vui lắm rồi. Nếu mà chị có ai hỏi á, đỡ mua ở đâu nhớ giới thiệu shop em nha. Rồi 1325, bây giờ em về 2 chuyến rồi nè. Chuyến đầu bán hơn 1.000 cả rồi, bây giờ chuyến thứ hai em đang về hàng đây. Em đang mặc là chuyến thứ hai nè. Chuyến thứ hai này thì em đang có full size các chị yêu nha. Chuyến thứ hai đang có full size cho mình luôn ha. 65 kg độ về, giá thì sale rẻ hơn bình thường luôn. Rẻ hơn cái đợt đầu em về luôn nha. Đợt này em bán cho mình chỉ có 199k lấy tương tác thôi. 3 lần chia sẻ like giúp em là em chốt đơn luôn, 199.000 đồng. 65 kg độ về cho em là vừa nha, 1325. 1325 các chị yêu nha, 199k nè. Chị Liên Nguyễn nè, chị 41 kg mặc size nào bên em, size M. 41 kg là size M giúp em chị yêu nha. Rồi chị Ngọc Hường lấy 1325 váy của em luôn. Nhớ chia sẻ like cho em 3 lần nha cả nhà. Hôm nay giảm chỉ có 199 thôi, 199.000 đồng thôi. Ai chưa có lên đơn cho shop nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại giúp em ạ. 199k 1325. Chị Linh Nhất lấy 1325 nè. À, chị có mua đồ bên em rồi, mặc vừa y như đi may luôn vậy đó. Nên là chị rất là thích đồ, em cảm ơn chị Ngọc Dư rất là nhiều ha. Đó, nếu mà chị vừa cái size nào đó rồi thì từ giờ đến mai mốt luôn, chị cứ thấy cái nào em về có cái size đó của chị thì chị cứ đặt hàng thôi. Còn nếu cái đầm đó mà form nó bị nhỏ hay form nó co giãn gì đó thì em sẽ có nói cho mình trước ha. Còn không thì cứ lấy size chuẩn giúp em nha. Rồi, 1325, 199.000 đồng. Eo 90, dạ đầm này thì không vừa. À, có cái đầm kim tuyến này vừa nè. Để xíu lên cái kim tuyến cho chị coi, cái kim tuyến này thì vừa. Hoặc là cái đen em mới mặc vừa rồi, cái 1303 thì vừa nha. Không thì có cái này kim tuyến. Em mặc thì không, em mặc này size chuẩn thôi, eo 84 thôi. Cái em đang mặc eo 84 độ về thôi nha. Cái này không có co giãn nhiều ha. 1325 nè, 1325 cho chị Dư Quỳnh nè. Rồi tiếp tục bây giờ chị mẫu khác nha. Cái quỷ này mặc lộn cái dưới phá hoài. Rồi em lên cái kim tuyến cho các chị coi nha. Kim tuyến này mã số là 1331 nè. Kim tuyến lấp lánh mà còn co giãn thì phải nhớ tới cái váy này liền ha. Đây 1331, một em dán đầm ôm mới về của shop em. Cũng có may xoắn được cho các chị luôn nè. Đây đầm ôm may xoắn được nha cả nhà, xinh hồng. Vừa lấp lánh mà vừa co giãn luôn nè. 1331 cho em nha. Rồi hôm nay sale chỉ có 299k thôi nè. Chị nào size lớn đâu, chị nào eo 90 đâu, em có cái váy này cho mình luôn. Eo 90 mặc vừa cái em kim tuyến này cho em ha. Lấp lánh co giãn luôn. Trời ơi hiếm. Mà chỉ có 299k thôi hả. Cũng không có bán, cũng không phải là bán 4-500 gì đâu. Qua nhà em á là chỉ tầm 300 rồi đổ về. Đa số là sẽ tầm 200 đổ lại hết nha. Có một số mẫu kiểu như cái giá thành nó cao á thì em mới bán 300 mấy thôi, chứ đàn là 200 mấy không hà. Em mặc đây nè, cái kim tuyến thì giá cũng cao nè, nhưng mà thôi sao tương tác luôn. Giá tiền hôm nay sẽ là 299.000 đồng đó. 1331 kèm số điện thoại cho em nha. 299.000 đồng, 65 kg độ về cho em là vừa nha. Chị nào chưa có cứ lên đơn ạ. 1331 nha cả nhà ơi. 1331 nha cả nhà ơi, mã số 1331 nha. Đầm ôm kim tuyến thì mới về ha. Đầm ôm kim tuyến mới về của nhà em có tay nè, gọi là kim tuyến có tay. Em về hai cái, một cái không tay, cái có tay. Cái này là có tay nha cả nhà. 1331. Dạ trời, cái này vô tư. Eo 86 mặc cái này cho em liền size 2X giúp em luôn. Nhà eo 88 90 độ về còn được nữa mà. Coi dạng dụ lắm nè, mấy chị coi thử nè. Đó, đầm ôm kim tuyến nha, có may sống được cho mình đây. 1331 nha cả nhà, đi đám cưới đám ơ gì là đều đẹp hết luôn ha. Lấp lánh thoải mái cho mình luôn, vừa co giãn mà vừa lấp lánh nữa nha. 1331, size 90 mặc cho em size 2X cũng hơi hiếm. Size 90 thì chỉ có cỡ tầm là
5-6 cái đầm là có thôi, còn lại đa số là tầm eo 84-82 độ về. Đây là chị nào thấy size mình có một cái mình đặt liền ha. Chưa kể là đầm kim tuyến hàng hiếm như vậy nữa, đâu phải đợt nào cũng có về kim tuyến đâu, nhiều khi cả mấy tháng trời về một cái đầm kim tuyến. Em này là kim tuyến mới về của shop em, phục vụ mùa Tết luôn. 1331 nha cả nhà, hôm nay sale còn 299k nha. 1331 299k, 65 cái độ về cho em là vừa nha. 1 phút 30 giây được nhỉ. Rồi em đang mặc đây là 1331 nha cả nhà ơi. Ai chưa có cứ lên đơn cho shop nè. Nhớ là chia sẻ like cho em nha. Điều kiện hôm nay là chia sẻ cho em 3 lần á. Chị nào mà chưa chia sẻ nhớ chia sẻ 3 lần nha. Chứ không thôi lại không được chốt đơn là uổng lắm luôn á. Rồi, 1331 kèm số điện thoại giúp em nè. Hôm nay giảm còn 299k luôn. Cho chị 1331 nha shop. Rồi chị Mỹ Hằng cho em xin quên cái số điện thoại chị nha, trong số điện thoại nha. Em chào chị Tuyết Nga nè, chào chị Thoa Phạm nè. Rồi 1331. 1331 cho chị cái của em size lớn nhất nhé shop ơi. Giờ ok chị yêu luôn. Chị Hồng Phấn lấy cái 1340 là cái đầm đen hoa đỏ đúng không? Ok chị có hàng ha. Em mặc cái này là đầm kim tuyến nhá, đầm ôm kim tuyến có tay nè, xoắn được ở đây. Khóa nằm phía sau lưng của em đây nha. Da mặc cái này nó hơi rộng chút nên bám kèm phía sau lưng. Giá giảm hôm nay sẽ là 299k. 299.000 đồng, 65 cái độ về cho em. Ai chưa có cứ lên đơn sớm nha, có chuyên viên hỗ trợ tư vấn size cho mình luôn nè. 1331 cho chị Kim Ngân nè, 1331 cho chị Nguyễn Lan. Đầm này xinh lắm, chị có mua rồi. Co giãn nhưng không hề ngứa, ngạt lấp đánh nhưng không hề ngứa nè. Đó đâu, khách đem mua rồi, trải nghiệm với chị không, quay trở lại review liền. Em mặc cái này, cho dù cái mẫu khác đi, cái chị thấy lấp lánh nhờ da có kết cường hay là cho cái vải nó kim tuyến đi nữa thì cũng không hề ngứa khó chịu gì đâu, yên tâm nha. Em mặc sao làm da vậy hà. Giá sale hôm nay là 299k nha. 65 cái độ về cho em là vừa nha. Xong chưa? 1331 các chị yêu nha. 1331 chị nào chưa có cứ lên đơn giúp em nha. Sale còn 299.000 đồng nha cả nhà ơi. 40-65kg. À 70kg mặc được luôn em quên. 70kg mặc được luôn ha. Có co giãn nữa. Trừ hao co giãn luôn là tới 70kg mặc được luôn. Giá sale hôm nay là 299.000 đồng. Rồi ai chưa có cứ lên đơn giúp em nha. Có nhân viên hỗ trợ tư vấn luôn. Khi mà cứ chị đặt hàng xong có người liên hệ tới mình nhớ nghe máy giúp em. Một là nhắn tin chốt đơn, hai là điện thoại chốt đơn với chị yêu nha. 1331 kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Thảo Như, chị 53kg, dạ vừa chị yêu nha, vừa chị cứ đặt hàng cho em ha. 1331 kèm số điện thoại cho em nha. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu khác ạ. Rồi tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1302 cả nhà nha. 1302 ngày hôm nay em sẽ sale luôn cho mình. Chỉ cần có giá tiền là 139.000 đồng thôi nha các chị ơi. Rồi 139.000 đồng nha, em có size cho mình từ 55kg đủ về 40-55kg nha. À, rất là đẹp luôn nha cả nhà, 139k thôi. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1302 nha cả nhà. 1302 nha, 139.000 đồng thôi. Chờ em chút xíu nha. Rồi 139.000 đồng thôi nha. Chị nào chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm, em tư vấn chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn nè. Đầm này thiết kế là cổ vest màu đen ha. Cổ vest màu đen cho mình, tay ngắn cho mình, bo eo dáng đồng phong xòe. Em may cho mình một lớp kèm thêm hai cái túi ở hai bên và khóa kéo sẽ nằm đằng sau lưng ha. Rồi ngay bây giờ em sẽ chốt cho cả nhà mình luôn 139.000 đồng thôi. 139.000 đồng, mã sản phẩm là 1302, 139.000 đồng, mã sản phẩm là 1302. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn, là 1302 và kèm với số điện thoại nha. Cả nhà mình thấy và live stream của em chấm bài tương tác và đừng quên chia sẻ live stream khi mình đặt hàng nha cả nhà. Rồi vải này đẹp nha, to giãn nhẹ nhẹ luôn. Cái cổ này nè cả nhà, cổ này là cổ vest đen trôi một màu ha. Nền đen có phối cho mình hoa cúc nè, hoa cúc màu vàng, nhụy là màu cam cà rốt. Hiện tại thì em chỉ còn cho mình có hai size nhỏ thôi và đang được sale giá rất là rẻ luôn. Đó, thêm về giá cũ em bán là 279.000 đồng. Thì trong livestream ngày hôm nay cả nhà mình đặt hàng sẽ được sale luôn với mức giá chỉ còn là 139.000 đồng thôi.
Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1302 cả nhà nha. 1302 kèm số điện thoại em tư vấn chị hàng chạy xa cho các chị mình luôn. Chỉ có giá tiền là 139.000 thôi, 139.000 đồng. Mã sản phẩm là 1302 nha. Rồi chị Nguyễn Anh Hải có đơn hàng cho chị luôn, 48kg chị mặc xem M giùm em nha chị. 48kg mặc xem M là vừa đó. Đầm em còn ML thì 40-55kg sẽ mặc vừa nha. 40-55kg là mặc vừa cho em luôn. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem mẫu khác nữa nha. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1302. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1302 nha. Rồi chị nào chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. Là 1302 và kèm với số điện thoại em tư vấn giờ hàng giờ sai cho các chị mình luôn nha. Đó, số lượng em còn ít lắm, cái gì mình nhanh chóng đặt sớm thì em tư vấn trước sale luôn nè. Rồi, sale bất chấp nha, sale trên live thôi, không áp dụng bên ngoài nha. Đây, để đây cho nó nổi. Sale luôn nha cả nhà, 139.000 đồng, 139.000 đồng. Vải này lụa mango nha, các chị có coi dễ nhẹ nhẹ nha. Mã sản phẩm là DA1302. Rồi mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1302 các chị mình nha. Rồi chị Thùy Trâm có đơn hàng luôn, 46kg chị mặc xem M là vừa nha chị. 55kg đổ về cho em, 40-55kg cho em luôn, 139k thôi. Đó, các chị mình đừng quên chia sẻ là chuyên nhất shop 3 lần là được nha. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho các chị mình cùng xem một cái em đầm khác nữa ạ. Rồi, chờ em xíu nha, bệnh này. Rồi, tiếp tục em sẽ thay tiếp cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa nha. Chờ em chút xíu nha cả nhà. Ông đầm nào đặt hàng sớm sớm liền, em tư vấn trước sale cho mình luôn. Em có cho mình cái đầm này nha. Hôm nay cũng sale luôn. Cái đầm này đi, ôm xuông coi giãn cho mình đi. Màu vàng cho tươi nha cả nhà. Nãy giờ lên cho mình màu tối đúng không? Bây giờ lên cho mình cái màu này cho tươi nha. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1321 nha. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1321. 1321 đầm này hiện tại em đang có với cả nhà mình là 4 size đầy đủ luôn nè. M, L, XL với lại 2XL. M, L, XL với lại 2XL 40kg. Cho đến là 65kg có đơn hàng nha. Chị nào chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình đặt hàng sớm. Em tư vấn chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn nha. Số lượng có hạn nha cả nhà. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm thì giùm em nha. Em tư vấn chờ hàng chờ sai cho các chị mình luôn. 1321 với số điện thoại cho em 199.000 đồng. Hàng này hàng lây dông nha cả nhà. Coi giãn này, coi giãn 4 chiều. Không có sợ nhăn nhầu hay chạy nhọc vậy hết. Các chị nào mà mình thích cái đầm coi giãn đó, mình đặt cái mẫu đầm này là mình ghiền luôn. Đảm bảo là mình mê liền luôn cả nhà ơi. Vải đẹp cực kỳ luôn, có coi giãn cho mình luôn nha. Mã sản phẩm là 1321. Chị nào bây giờ mình chưa có cái đầm này đặt sớm cho em nè. 40-67kg, em tối đa 88 đổ về cho em mặc đẹp thoải mái luôn. Có 199.000 đồng thôi nha. Rồi mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1321. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1321 nha các chị. Chị nào chưa có đầm này của em đặt hàng sớm sớm, em tư vấn chơi hàng chờ sai cho mình luôn ha. Có xoắn ngay phần eo rồi cả nhà, dễ thương không? Xoắn ngay phần eo luôn nè nha. Dán đầm nè, ôm suông cho mình ha. Nền vàng cho mình, có phối cho mình hoa hồng màu cam. Thì hiện tại cái mẫu đầm này em có cho cả nhà là hai màu để mình dễ dàng chọn lựa luôn nha. Em có màu vàng mã sản phẩm là 1321 và em có cho mình màu nâu mã sản phẩm là 1322, từ 40kg đến 67kg. Em tối đa em 88 đổ về. Phía sau lưng em là em có cho em một số mẫu đầm nha cả nhà. Các chị mình thích cái mẫu nào thì mình comment phía dưới, em sẽ mặc lên người cho mình xem luôn nha. Số lượng còn ít, cả nhà mình cố gắng đặt sớm sẽ được chốt đơn giá rẻ nha cả nhà. Rồi mẫu em đang mặc trên người nè. Mã sản phẩm là DA1321 nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1321 nha. Chị nào mình chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em tư vấn cho hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn. 1321 kèm số điện thoại cho em. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1321. Chị nào chưa có đầm này đặt sớm luôn. Còn cái màu nâu này mã sản phẩm là 1322, coi vậy phải đâu 4 chiều luôn nha cả nhà. Coi dạng 4 chiều nè, mặc đẹp thoải mái. Chị Ni Hoàng có đơn hàng nha. L74 chị mặc size L. L74 mặc size L mặc đẹp thoải mái nha em luôn. Đó, 4 size M là XL là hết luôn nha. Hiện tại hàng đang còn đủ, chị nào muốn đặt hàng thì mình lên đơn sớm rồi em tư vấn cho mình luôn nha. 63kg cho chị Như Thảo luôn nè, size hết nè. Chị Hồ Thị Lan Hương có đơn hàng nha. Rồi 1321 là màu vàng, còn 1322 sẽ là màu nâu. Từ 40kg cho đến 67kg có đơn. Chị khách nào mà bây giờ mình từ 40 cho đến 67kg thì mình comment phía dưới em tư vấn cho hàng chờ size nha. 1321 màu vàng, 1322 là màu nâu cho em nha cả nhà. 40 cho đến 67kg thì mình sẽ mặc được nha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm mẫu khác nha cả nhà. Nhanh tay đặt hàng sớm nha em tư vấn chưa hàng luôn.
Chị Lệ Dung ok chị luôn nha. Có đầm 63kg không? Tất cả những cái mẫu đầm nào á mà 63kg á thì em nghĩ là chị nên đặt size 2X. Cái mẫu đầm này em báo có size 2XL thì chị cứ việc đặt hàng đi, bên em tư vấn với chị luôn. Vậy nào mà mình eo dưới 85 đúng không? Thì mình sẽ mặc size 2X bình thường. Đó, sẽ mặc vừa. Còn nếu như mà chị là eo 80, 90 hoặc 92 gì đó thì mình báo lại với em nha, để em lên cho mình một số những cái mẫu đầm co giãn, hoặc là mình có thể là bon trang được tới eo 90 hay 88 nha. Nhớ comment phía dưới em sẽ mặc lên cho mình luôn. Rồi, chị Ngọc Nga có đơn hàng cho chị Ngọc Nga. Mẫu em đang mặc trên người 1321, đầm đang mặc trên người 1321 nha. Cả nhà sale nhanh luôn, 199.000 đồng. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem mẫu khác nữa nha. Các chị mình chưa có đầm nào đặt hàng sớm em tư vấn chưa hàng luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em là được nha cả nhà. Rồi đây, tiếp tục lên luôn cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa. Xem nhanh luôn cả nhà nha. 119k đi, lên cái đầm này sale luôn đi. Rồi, tùy theo chiều cao vòng em tư vấn chị Phương Dung, em chào chị mình luôn. Tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1270 nha cả nhà. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1270. Đầm này em sẽ còn cho cả nhà mình là hai size lớn nhất, đó chính là size XL với lại size 2XL. Đầm này thiết kế là cổ bầu cả nhà yêu nha, cổ bầu cho mình nè. Đó, có phối cho cả nhà mình đó là mấy cái viên ngọc trai phía trước nha. Rồi, có hình phối cho mình giống như là chiếc nơ nè, tay ngắn, dáng đầm body đuôi cá. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1270. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1270 nha. Chị nào chưa có cái đầm này có em đặt hàng sớm 1270 kèm số điện thoại cho em. 55 đến 65 kg mặc được. Và cái đầm này ngày hôm nay cả nhà mình sẽ đặc biệt được chốt sale luôn. Chị còn có giá tiền là 119.000 đồng. Rồi 119.000 đồng lên đơn sớm nha luôn cả nhà ơi. Vừa bán vừa tặng luôn cả nhà ơi. 1270 với số điện thoại cho em. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1270. Chị nào mà mình chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn. 1270 kèm số điện thoại em tư vấn cho hàng chị size 119.000 đồng nha cả nhà ơi. Đầm body đuôi cá đẹp chưa ạ? Chất liệu là vải lụa mango cho mình ha. Vải mềm lắm luôn. Êm, co giãn nhẹ nhẹ. Đó, em mang cho mình theo cái kiểu body đuôi cá siêu đẹp luôn nha cả nhà. Mã sản phẩm là 1270. Và ngay bây giờ em sẽ chốt luôn cho cả nhà mình với mức giá chỉ có là 119.000 đồng thôi. Mã sản phẩm là 1270. Rồi mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1270 cả nhà nha. Chị nào mình chưa có cái mẫu đầm này các em comment ngay phía dưới em tư vấn chốt sale. 1270 với số điện thoại. Chị Vinh Nguyễn 1270 có đơn hàng. Chị Thúy Hồ 1270 119.000 đồng luôn. 1270 nha. Cho chị xem đầm ren đen. Ren đen mới về đúng không chị? Đầm ren đen để đâu ta? Đây. Ren đen đây. Đây cái này phải không chị? Hay là chị thích cái đầm ren tay lưới ở trên này? Hay là chị thích cái đầm nhung tay lưới ở trên này? Đây ren đen là cái này nha. Bây giờ thì em sẽ thay sang cho mình ren đen luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1270 nha cả nhà. 1270. Đầm này ngày hôm nay em sẽ sale luôn cho cả nhà mình với mức giá là 119.000 nha. 119.000 đồng 1270. Còn chị nào muốn em mặc cái mẫu đầm nào nữa mình comment phía dưới góc màn hình giúp em nha cả nhà ơi. Comment sớm em mặc lên người cho mình xem luôn. Rồi chị Lê Thị Ý có đơn hàng nha. Chị gái Huế em chào chị mình luôn. 1270 em sale nhanh 119.000 đồng. 119.000 đồng nha cả nhà. Đầm này đang được sale rất là rẻ. Cổ bầu cho mình có phối với mình mấy cái viên ngọc trai nè, tay ngắn nha, dáng là body đuôi cá nha. Mã sản phẩm là 1270. Rồi mã sản phẩm 1270 nha cả nhà. Thích đầm này comment sớm liền giùm em. 1270 và kèm với số điện thoại em tư vấn cho hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn nha. Số lượng có hạn, chị nào đặt hàng sớm thì mình lên đơn sớm liền giùm em tư vấn trước sale nha. 1270 với số điện thoại cho em là được luôn. Sale nhanh nha cả nhà, 119.000 nha. Rồi ok. Nếu như chị thích ren đen thì em sẽ có cho mình cái đầm ren đen nha. Đẹp xuất sắc luôn, mới vừa về hàng cho mình. Mã sản phẩm là DA1344 nha. Rồi, tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1344 nha chị. Đầm ren đen này mới vừa về hàng mới shop luôn. Đầm này em đang có cho mình là đủ size đó chị. 4 size M là XL với lại 2X 40kg cho đến 65kg có size vừa nha chị ơi. Đầm này thì ngày hôm nay em sẽ sale luôn cho chị với mức giá chị có là 249.000 đồng thôi chị yêu nha. 249.000 đồng. Đầm này cổ tròn nè, tay ngắn nè, ba eo dáng đầm phong xòe nha. Em đang một lớp có hai túi luôn, khóa kéo phía sau luôn nha. Rồi mẫu em đang mặc cái người 1344. Mẫu em đang mặc cái người mã sản phẩm 1344 nha.
Rồi nhanh tay đặt hàng sớm này giùm em tư vấn chờ hàng chờ sale cả nhà mình luôn nha. Mã hàng kèm giá kèm với số điện thoại. Rồi mã hàng kèm giá kèm số điện thoại em tư vấn chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn nha cả nhà ơi. Cố gắng đặt sớm thì giùm em 1344 với số điện thoại. 1344 với số điện thoại em tư vấn chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn nha. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại em tư vấn trước sale luôn. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1344 đủ size cho chị Thắm Nguyễn nha. Hàng này em mới về cho mình, em có đủ size cho mình M, XL với lại hết luôn. Thì từ 40kg cho đến là 65kg mình sẽ có size vừa nha. Bây giờ chị khách nào mà mình từ 40kg cho đến 65kg mình comment phía dưới giùm em là 1344 và kèm với số điện thoại nha. Mặc mấy bông. Đây là bên trái của em nha cả nhà. Bên trái của em là bên trái của mình nè. Còn bên phải của em là bên phải của mình nè. Đó, mình thích cái mẫu nào, mấy cái mẫu bông này đúng không? Mình thích cái nào là mình comment phía dưới, mình sẽ mặc lên người cho mình xem. Rất là nhiều bông đẹp cho mình luôn á. Mình thích cái mẫu bông nào, mình comment phía dưới nha. Em sẽ mặc lên người cho cả nhà mình cùng xem luôn. Rồi, mẫu em đang mặc cho người, mã sản phẩm là DA1344 nha, 1344. Ngay bây giờ em sẽ sale luôn cho mình. Chỉ còn có giá tiền là 249.000 đồng. Chị Ngọc Nga có đơn hàng luôn, dồn đơn cho chị Ngọc Nga 63 cái chị mà size 2XL bên em nha, tùy theo chiều cao hồng eo. Thì em chỉ sale trên livestream thôi, em không áp dụng bên ngoài live, cả nhà mình cố gắng làm sớm. Chia sẻ livestream giúp shop, chia sẻ lên tường và nhóm và để với chế độ công khai shop tư vấn cho cả nhà mình luôn nha. Số lượng có hạn nha cả nhà ơi. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1344. Rồi 1344 nha. Nhanh tay đặt hàng sớm thì giùm em tư vấn chờ hàng chờ sale cho cả nhà nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm thì giùm em 1344 kèm số điện thoại. 1344 kèm số điện thoại 249.000 đồng. Em chỉ sale khi mà đang phát trực tiếp thôi nha cả nhà. Còn tắt like, kết thúc livestream rồi là không có còn sale nữa. Cho nên cả nhà mình cố gắng mình đặt hàng sớm ngay khi em đang livestream nha cả nhà. Cố gắng đặt sớm thì liền giùm em luôn. Rồi mẫu đang mặc trên người 1344, 1344 52kg mặc xanh L cho em. Chị Huỳnh Anh có đơn hàng nha. 1344 kèm số điện thoại. Đồng này có túi chị yêu nè, em may hai lớp cho mình luôn, may hai lớp kỹ lưỡng, kèm thêm cho mình hai cái túi nha. Khóa kéo thì sẽ nằm đằng sau lưng. Mã sản phẩm là 1344. Bây giờ các chị mình thích cái đồng này của em thì mình để lại comment ngay cho em tư vấn chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn nha. Số lượng có hạn nha cả nhà, đặt hàng sớm sớm nên cả nhà em tư vấn chờ hàng chờ sale luôn. 1344 với số điện thoại. Rồi 1344 kèm số điện thoại tư vấn trước xe nha cả nhà ơi. Bông xanh dương đi em, là cái nào chị thích cái đầu tiên hay chị thích cái thứ hai? Hai cái này là màu xanh nè, hai cái này là màu xanh này, chị thích cái đầu tiên hay chị thích cái thứ hai? Nền xanh bông vàng này hay chị thích nền xanh bông màu hồng đó? Rồi bây giờ em sẽ chuyển mẫu nha. Em đang mặc cho người 1344, 249.000 đồng, 40kg cho đến 65kg có size vừa nha chị. Đầm này chất liệu là vải ren hoa cho mình ha, đầm ren hoa nè. Cái phần eo thì có lấp lánh kim tuyến với mình ha. Cái mẫu đầm này phần eo cả nhà mình không có cần là mình phải phối bộ kiện hay là thắt lưng gì hết, rất là đẹp luôn. Mã sản phẩm là 1344 nha. Rồi bây giờ chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm cho em 1344 kèm số điện thoại tư vấn chờ hàng nha cả nhà. 1344 kèm số điện thoại tư vấn chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn. Số lượng có hạn, đặt hàng sớm sớm liền giùm em tư vấn chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm thì giùm em nha cả nhà. Chị Hằng mon ok chị với mình luôn. Có cần báo không ta? Chị Lan 3-40 rồi, có cần báo không? Nhưng mà không có lên nữa, 42 đổ loại à. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm nha các chị mình cùng xem mẫu khác nha. Mình chờ em chút xíu nha. Muốn em mặc cái mẫu nào mình comment phía dưới giúp em nha cả nhà. Em mặc cho người cho mình xem luôn. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mình xem một cái em đầm này đi. Tiếp tục sẽ chuyển thêm cho mình cái em đầm này đi, sale luôn 139k. 139k. Cái thứ hai, cái thứ hai đúng không chị Vũ Bích Ngọc? Ok chị nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1247. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1247 nha. Chị ơi cho em xin cái mã số chị yêu nha. Chị nào đặt hàng cũng vậy, cho em xin cái mã số nha, kèm với cái số điện thoại bên em chốt đơn cho mình cho dễ hơn.
Rồi mẫu em đang mặc trên người 1247. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1247, đầm em có cho mình là size 2XL. Trong tầm khoảng từ 57 cho đến 65 kg, mình mặc đẹp cho em nha. Mã sản phẩm là 1247. Rồi bây giờ chị nào mà mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn. Em tư vấn chưa hàng là 1247 và kèm với số điện thoại em tư vấn trước sale nha cả nhà ơi. Cổ sơ mi ha, đầm này cổ sơ mi tay ngắn nha, dán suông cho mình một lớp hai túi khóa kéo phía sau nha. Rồi mẫu đang mặc trên người 1247 nha cả nhà. Mẫu đang mặc trên người 1247 nha cả nhà ơi, xem nhanh cho mình luôn ha, 139.000 thôi. 139.000 đồng thôi, mã sản phẩm là 1247. Bây giờ chị nào mà mình chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm cho em luôn 1247 và kèm với số điện thoại em tư vấn chưa hàng nha. Cái này đúng không chị? Ok, em sẽ mặc lên cho mình coi luôn nha. Em cho chị Lê Thi chờ cả nhà mình mới vô. Chị Minh Hằng có đơn hàng cho chị mình luôn. 58 kg mặc vừa đó chị, đầm này 57 cho đến 65 kg chị sẽ mặc được size 2XL. Thì đầm này em chỉ còn 12 cái cuối cùng, em xem nhanh luôn. Đó, có phối như mình là nền vải sẽ là màu vàng và có cây khô cho mình nữa. Một cái gam màu quá đẹp, phía trước có nguyên một hàng cúc cách điệu cho mình luôn ha. Cúc này cúc cách điệu thôi, không có cài được nha cả nhà. Đó, kèm thêm hai cái túi và khóa kéo là nằm đằng sau lưng. Em xem nhanh, 139.000 đồng thôi, 139.000 đồng. Mã sản phẩm là 1247 nha cả nhà. Mã sản phẩm là 1247. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem một cái mẫu đầm khác nữa nha. Rồi, chị nào chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn. Em tư vấn và chờ hàng chờ sau cho các chị mình luôn nè. Số lượng có hạn nha cả nhà, 1247 kèm số điện thoại cho em. Em chào chị Thanh Nguyễn nha, 1247 kèm số điện thoại em tư vấn chờ hàng chờ sau cho các chị mình luôn. Chỉ còn có giá tiền là 139.000 đồng thôi. Rồi 139.000 đồng thôi nha cả nhà ơi. Ưng ý cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm sớm, em tư vấn và chị hàng chờ sau cho cả nhà mình luôn. 1247 139.000 đồng. 1247 là 139.000 đồng. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái mẫu đầm khác nữa nha. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm, em tư vấn trước xem nha cả nhà. Chị Lan ơi, nó còn hai máy à. Rồi cái nó lại xuống lại lên. Nhưng mà có khi nó bị gì không? Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem mẫu khác nữa nha. Màu xanh coban. Cái này thì hơi thổi luôn, tay chai luôn nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1306 nha cả nhà. Đầm đang mặc trên người 1306. Em chào chị Nam Phạm, 1306 phải cái này không chị? Rồi cái đầm này chất van nha. Đầm này màu xanh coban, bên em chỉ có một cái mẫu này là màu xanh coban duy nhất cho mình thôi nè. Màu xanh quá là xinh luôn đúng không? Nền màu xanh, có phối cho mình hai là màu hồng tím. Bên trong thân áo có lót thun cotton cho mình luôn hai lớp nha, kèm hai túi khóa kéo nằm đằng sau lưng. Rồi mẫu đang mặc trên người là 1306. Bây giờ chị nào mà mình chưa có cái đầm này của em thì mình comment ngay em tư vấn chưa hàng luôn là 1306 và kèm với số điện thoại em tư vấn chưa hàng giờ xa nha cả nhà. May hai lớp cho mình nè, kèm hai túi nè, khóa kéo nằm đằng sau lưng, mã sản phẩm là 1306 nha. Chị nào? Trời chắc báo quá chị ơi. Nó có quẻo càng như vậy sao? Rồi chị nào chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình đặt hàng sớm đi giùm em. Mã hàng kèm giá. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1306 nha cả nhà, 1306 nha. Chị nào chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn là 1306 và kèm với số điện thoại em tư vấn chờ hàng chờ sai nha cả nhà. Chất liệu vải von nha, may hai lớp cho mình, kèm thêm hai cái túi luôn khóa kéo nằm đằng sau lưng. Đầm này em bán tại cửa hàng với giá tiền là 380 và trên livestream ngày hôm nay chị cách nào đặt hàng em sale luôn. Đầm này em còn số lượng rất là ít nha cả nhà ơi. 1306 với số điện thoại cho em. Rồi đầm này size M còn 8 cái nè, size L còn 3 cái, XL còn 10 và 2XL chỉ còn có 11 cái thôi. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1306, đặt hàng đầm này lên đơn cho shop luôn. Chị Hồng Nhi 54 kg chị mặc size M đi. Ôi L L 54 kg mặc size L cho em, cổ tròn này cả nhà, cổ tròn có phối với mình cái phụ kiện là viên ngọc trai ha, nhấn cho mình cái giọt nước nhỏ luôn nè, chất liệu vải von và đồng von em sẽ mang cho mình hai lớp nè, có hai cái túi luôn nha, khóa kéo thì nằm đằng sau lưng. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1306. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm liền dùm em tư vấn chờ hàng chờ xa nha.
Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại. Em tư vấn chờ hàng chiều sao cho cả nhà mình luôn. Số lượng có hạn nha cả nhà. 1306 kèm số điện thoại cho em 199.000 đồng. Chị Chi Nguyễn có đơn hàng nha. Chị Ngọc Nga có đơn hàng cho chị luôn. 1306. Em may 2 lớp kèm 2 túi khóa kéo nằm đằng sau lưng nha. Mã sản phẩm 1306. Chị nào bây giờ mình chưa có cái mẫu rầm này của em thì mình đặt hàng sớm, em tư vấn và chị hàng chờ size 1306 với số điện thoại cho em nha. Chị Huệ Kim có đơn hàng 1306 cho chị yêu mình luôn nè. Chị Ngọc Sophie có đơn hàng cho chị luôn nè. Đầm em còn số lượng cực kỳ ít luôn á cả nhà ơi, nhanh tay đặt hàng sớm nha. Và xanh coban thì không phải là đợt nào cũng có về. Xanh coban không phải đợt nào cũng có về nha cả nhà. Đặt hàng sớm em tư vấn trước sale luôn. Chị còn có giá tiền là 199.000 đồng. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho các chị mình cùng xem mẫu khác nữa nha. Trời ơi, 21 à. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem một mẫu khác nữa nha. Đây, lên cái đầm này sale đặc biệt luôn, 139.000 đồng luôn, sale đặc biệt nha cả nhà. Mẫu em đang mặc trên người 1298. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1298 nha. Chị nào chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm luôn. Em chào chị Ngọc Lan, chào cả nhà mình mới vô. 1298 kèm số điện thoại em tư vấn chưa hàng nha cả nhà. Đầm thiết kế là cổ tim nè, đó, tay ngắn này nha, bo eo nè, đó, dưới nằm chữ A, đuôi cá đắp chéo với mình luôn. Ngày hôm nay em sale luôn 139.000 đồng thôi. 139.000 đồng thôi. Dạ sao chị Lan? Rồi mẫu em đang mặc trên người nha, mã sản phẩm là DA 1298 nha cả nhà. Mẫu đang mặc trên người 1298. Chị nào chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn. 1298 với số điện thoại cho em. 1298 với số điện thoại cho em tư vấn trước xe nha cả nhà ơi. Sale nhanh luôn. 139.000 đồng luôn. Xem nhanh luôn 139.000 đồng luôn. Mã sản phẩm là DA1298. Mã sản phẩm 1298. Chị nào... Ủa sáng này chị like được nhiêu quên à? Tiếng 25 đúng không? Rồi chị nào chưa có cái mẫu rầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn. Em tư vấn cho hàng giờ xa nha cả nhà. 1298 kèm số điện thoại em tư vấn trước sale luôn. Chị Hạnh My có đơn hàng chị Hạnh My nha. Chiếc lệ vải này vải cát nha cả nhà. Cát hàng nha. Cổ tim tay ngắn nè. Đó, một lớp chân váy em mang cho mình theo kiểu đuôi cá đắp chéo nè, đẹp chưa? Rồi mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1298. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1298. Chị nào chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình đặt hàng sớm thì dùng em tư vấn chờ hàng chờ size nha cả nhà ơi. Rồi 1298 kèm số điện thoại. 1298 kèm số điện thoại em tư vấn chốt sale luôn. 139.000 đồng thôi. 139.000 đồng thôi nha cả nhà ơi. Số lượng có hạn nha cả nhà. Phần chung váy thì em sẽ mang cho mình theo cái kiểu đuôi cá đắp chéo nè. Chốt lại vải cát nha. Form dáng đầm siêu đẹp 40-62 kiếm mặc được. Eo tối là eo 82 đủ về cho em mặc đẹp thoải mái nha. Rồi chị Thảo. Chị Thảo có đơn hàng chị Như Huyền. Chị Như Huyền 54kg dành XL đó chị ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1298 nha. 1298. Chị nào chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình để lại comment ngay trên livestream giúp shop nha. Em tư vấn cho hàng chờ size 1298 kèm số điện thoại em tư vấn trước sale nha. Rồi tiếp tục chuyển mẫu nha cả nhà ơi. Càng coi là càng có nhiều mẫu đầm sale rất là rẻ luôn. Chị Lan ơi, mới chắc à. Hả? Nửa tiếng à, 3 phút mà nửa tiếng, 2 tiếng. Rồi tiếp tục. Chắc chạy 2 tiếng thôi. Rồi tiếp tục em. Tại giờ khác mình đang nhiều rồi. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem mẫu khác nha. Đợi em chút xíu nha các chị. Ông nào đặt hàng sớm cho shop này em tư vấn chút sale. Trời ơi, lên tiếp ầm sale nữa này cả nhà ơi. Quá trời làm sale cho mình luôn, chia sẻ livestream giúp shop nha. Chị Hải Phương, 53kg thôi chị, 53kg một vòng eo của mình bao nhiêu? Tại vì 1247 em chỉ còn size lớn thôi đó chị ơi. 1247 em chỉ còn size lớn thôi đó nha. Rồi tiếp tục nè, mẫu em đang mặc trên người 1312. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1312 nha. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn. 1312 kèm số điện thoại 1312. Kèm số điện thoại em tư vấn chờ hàng chờ size cho các chị mình nha. 4 size nhưng mà đầm này em gần hết rồi cả nhà ơi. Xinh quá trời luôn. Cái đầm này bán cực chạy này cả nhà. Mẫu size hiện tại chỉ còn mười mấy cái thôi. Rồi chị nào chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình đặt hàng sớm thì dùng em tư vấn trước xe nha. 1312 với
số điện thoại cho em là được luôn, 1312 với số điện thoại cho em nha cả nhà. Cổ này cổ tim ha, cổ tim nè, tay ngắn cho mình nè, dáng đầm vàng này, dáng đầm phơn suông rộng cho mình ha, có kèm cái sợi dây thắt eo luôn cả nhà mình á. Nếu như chị nào thích mặc rộng rãi thoải mái mình để như vậy mình mặc nha. Còn nếu không cả nhà mình lấy cái sợi dây này mình gút cái eo lại đó, mình mặc lên sẽ rất là gọn nha. Đó, thích mặc rộng rãi để rộng rãi về mặt, còn thích mặc gọn dáng gọn eo á thì đây mình xiết cái dây này lại luôn. Em xem nhanh cho cả nhà mình luôn nha. Với mức giá chỉ có là 159.000 đồng, 159.000 đồng. Mã sản phẩm là DA1312, mã sản phẩm là 1312. Chị nào chưa có cái bộ đồng này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. 1312 kèm số điện thoại em tư vấn chờ hàng chờ sale cho các chị mình luôn nha. Số lượng có hạn, chị nào đặt hàng sớm đặt luôn. Hàng này chất liệu vải lụa satin nha cả nhà. Bên shop chỉ có một cái mẫu đồng này là hàng lụa satin thôi. Bên shop chỉ có một cái mẫu này duy nhất là lụa satin thôi cả nhà. Cổ tim ha. Rồi có phối cho mình nguyên hàng nút gỗ nè. Hoa mẫu đơn màu nâu, tay ngắn, chén suông luôn, một lớp có hai túi luôn, kèm thêm cái sợi dây nữa, sale luôn, 159.000 đồng nha, 40-68kg, em tối đa 88 đổ về nha, 40-68kg, em tối đa 88 đổ về cho em mặc đẹp, một cái cây vải, một cái gam màu quá đẹp luôn đúng không cả nhà? Thích đồng này thì mình comment phía dưới này giùm em nha. 1312 kèm số điện thoại cho em là được luôn. Rồi 1312 kèm số điện thoại cho em tư vấn trước xe cả nhà mình luôn nha. Mã hàng kèm giá kèm với số điện thoại em tư vấn chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn nha. 1312 với số điện thoại 159.000 đồng, 159.000 đồng nha cả nhà. Chị nào chưa có cái mẫu dạ 1306 199.000 đồng như chị Yến Vân nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm đi giùm em tư vấn chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn nha. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em là được. Rồi 1312 kèm số điện thoại em tư vấn chờ hàng chờ sale nha. Số lượng có hạn nha cả nhà ơi, xem nhanh luôn một. Alo anh ơi, ảnh dạy quảng cáo bài của em mấy tiếng rồi anh, sao giờ nó hết đi rồi. Em nhắn tin không được. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1312 cả nhà nha, 1312. Chị nào chưa có cái đồng này của em đặt hàng sớm nha, 1312. Kèm số điện thoại em tư vấn cho hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn ha. Rồi dán suông nha cả nhà ơi, dễ thương chưa? Suông rộng luôn 139.000 thôi. 139.000 đồng. Chị Trần Huỳnh có đơn hàng cho chị Trần Huỳnh nha, sale nhanh luôn nha cả nhà. 159.000 đồng, 159.000 đồng chị Trang Vũ luôn. Rồi bây giờ em sẽ chuẩn bị thay tiếp cho mình mẫu khác nữa nha. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1312, 1312 159.000 đồng. Nhất là những chị khách nào mà mình mặc size L thì mình phải đặt nhanh lên, tại vì size L nó chỉ còn có 6 cái thôi. Rồi mẫu đang mặc trên người là 1312 nha cả nhà, lụa satin ha. Vải mịn, mặc mềm, em thoải mái, có nguyên hàng cúc, có hai cái túi luôn nè, 159k. Và cái cây vải này mặc lên màu rất là sang, màu xanh rêu nha cả nhà. Bên shop thì chỉ có một mẫu này là màu xanh rêu cho mình thôi ha. Rồi mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1312, 1312 nha cả nhà. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục thay thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đồng khác nữa nha. Chia sẻ like trên mạnh tay giúp shop 3 lần thôi. Lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai sẽ được nhận ngay giá ưu đãi nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho các chị mình cùng xem một mẫu khác nữa nha. Đó. Trong thời gian chờ đợi em thay mẫu, cả nhà mình chia sẻ live stream giúp shop nha cả nhà ơi. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem một cái em đầm khác nữa nè. Ông đầm nào đặt hàng sớm sớm liền em tư vấn cho hàng giờ sai chỗ có cái đầm này nè cả nhà. Đầm này sao dạng tới tận là 70kg ha, eo tối là eo 90 cho mình luôn. Để em lên cho mình mẫu đầm này nữa nha cả nhà ơi. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người nè, mã sản phẩm là DA1303 nha. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1303 nha cả nhà. Đầm này hiện tại em đang có cho cả nhà mình là 4 size đầy đủ M, L, XL với lại 2XL. Từ 40kg cho đến là 70kg có đơn hàng béo tối theo 90 đổ về luôn. Cái đầm này nè cả nhà, bon chen được tới eo 90 luôn nha. Bon chen được tới đoạn eo 90, co giãn rất là tốt. Co giãn siêu tốt cho mình luôn. Đây, bon chen được eo 90 luôn. Rồi, chất ATC kim tuyến ánh nhũ nè. Vải này cả nhà, ATC dệt nổi trên này vải ha. Cái mặt bên trong mướt và mịn cho mình luôn nè. Đó, dán đầm này dán đầm body suông. Mã sản phẩm là 1303. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1303 nha. Chị nào chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm luôn, 1303. Kèm số điện thoại em tư vấn và chị hàng chờ sale cho các chị mình luôn nha. Số lượng có hạn, chị nào đặt hàng sớm sẽ có đơn sớm nha. Rồi 1303 với số điện thoại cho em.
sale nhanh luôn cho cả nhà mình, thay vì giá bán cũ là 299 một đồng đúng không, ở trên livestream giá bán cũ là 299, thì bây giờ mỗi chị khách đặt hàng ở trên livestream này em sẽ chốt sale cho chị đó luôn với mức giá chỉ có là 179.000 đồng thôi. Rồi mẫu đang mặc trên người mẹ sản phẩm là DA1303 nha cả nhà, 1303. Bây giờ chị nào mà mình chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm sớm, em tư vấn chờ hàng chờ sai 1303 kèm số điện thoại cho em nha. Em tư vấn chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn, số lượng có hạn nha cả nhà ơi, 179.000 đồng. Rồi 179.000 đồng nha cả nhà. Rồi 40-70kg có sai em tối đa 90 độ về, cả nhà nhìn giúp em cao dạng tốt không, cao dạng rất là tốt luôn. Có thể là dạ ship hè thì từ 3-5 ngày tới mình đó, tùy theo, tùy theo khu vực nha cả nhà. Rồi mẫu em đang mặc trên người mẹ sản phẩm là DA1303, em sale nhanh cho mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 179.000 đồng thôi, 179.000 đồng. Mã sản phẩm là 1303, đặt hàng ngay cho em tư vấn chưa hàng giờ sai cả nhà, 4 size đầy đủ luôn. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Bình thường em sale cho mình là hàng lẻ size 1 cái 2 cái mới được sale đúng không? Thì đây, cái đầm này đủ size sale luôn cho cả nhà mình, 40-70kg có size vừa luôn nha cả nhà. Cái chất Atashi, cái mặt bên ngoài em dệt nổi cho mình Atashi rất đẹp luôn nè, còn mặt bên trong rất là mịn. Cả nhà mình mặc lên cực kỳ dễ chịu, không hề sợ châm chích hay khó chịu gì hết. Rồi 179 nha đồng chị Phương Dung nè, 48kg chị lấy xem mờ giùm em, 48kg lấy xem mờ giùm em mặc vừa chị. Eo tối đa eo 90 đổ về luôn. Chị khách nào mà mình eo 88 hay eo 90 mình bon cho em thoải mái cho em luôn nha. Mã sản phẩm là 1303. Mã sản phẩm là 1303 nha các chị. Chị nào chưa có cái đồng này của em thì mình đặt hàng sớm luôn 1303, và kèm với số điện thoại em tư vấn chờ hàng chờ sai nha. Rồi chị Tường Vi có đơn hàng 1303, 43kg mặc xem mờ, 43kg mặc xem mờ. Chị Phương Dung 1303 luôn nè, sale nhanh cho cả nhà mình luôn, 179.000 đồng, 179.000 đồng. Mã sản phẩm là 1303 cả nhà nha. Rồi mã sản phẩm là 1303 cả nhà nha. Chị nào chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm 1303 kèm số điện thoại em tư vấn chờ hàng chờ size 179.000 đồng luôn. Chị Thùy Dương có đơn hàng 1303 179k nha. Đầm này eo tối là eo 70 đổ lại. Đây, eo tối đa eo 90 chứ, eo tối đa eo 90 đổ lại cho em, công nặng tối đa là 70kg 72kg, mình bon cho em vẫn được luôn, đủ size 40-70-72kg. Còn cái eo á thì tới 90-92, cái đồng mà quá đẹp luôn, cao dạng tốt mà vải đẹp nữa chứ, đơn giản dễ mặc cho mình, xuất sắc cả nhà. Nhìn cái này một cái là mình mê liền luôn, 179.000 đồng thôi. Chị Nguyễn Kim Lan có đơn hàng, chị Nguyễn Kim Lan nha, về nhà nhận được hàng, nếu như mà đẹp quay lại đây comment review sản phẩm nha em nha chị Kim Lan. Hàng em mặc trên livestream sao thì ở bên ngoài mình nhận được hàng y chang như vậy nha cả nhà, độc quyền kiểm tra hàng trước khi mình thanh toán luôn. Đầm siêu đẹp nha, đầm này em bán tại cửa hàng với mức giá sẽ là 480, và trên livestream ngày hôm nay mỗi chị khách đặt hàng em sẽ sale cho mình luôn, chỉ có trong live thôi nha, sale luôn còn 179.000 đồng thôi. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho các chị mình cùng xem một cái em đầm khác nữa nha. Chị nào chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn 1303 kèm số điện thoại cho em. Bây giờ em sẽ tiếp tục thay mẫu nha cả nhà. Chưa có đầm này đặt sớm cho em luôn 1303 với số điện thoại cho em, 1303 với số điện thoại liền. Em tư vấn cho hàng chờ size 179.000 đồng cho chị Nguyễn Thi luôn, 179.000 đồng nha cả nhà. Mã sản phẩm là 1303 nha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem một cái mẫu khác nữa. Chị nào chưa có cái mẫu đầm này của em đặt hàng sớm luôn, em tư vấn chờ hàng chờ size luôn, mã hàng kèm giá kèm số điện thoại. Bây giờ tiếp tục lên mẫu sale nha cả nhà ơi, đầm sale rất nhiều luôn. Trong bài livestream ngày hôm nay chia sẻ live liền cho em tư vấn chốt sale cho mình luôn. Em có cái mẫu đầm này ngày hôm nay em sale 119.000 luôn nè cả nhà ơi. Em có cái đầm này body đuôi cá hoa. Rồi cái đầm body đuôi cá hoa ngày hôm nay em sale luôn 119.000 đồng luôn nè cả nhà. 1269 ngày hôm nay em sale luôn 119.000 đồng, 55-65kg mặc được, 55-65kg mặc được, sale luôn 119.000 đồng. Mã sản phẩm 1269 nha. Phía sau luôn em có một số mẫu, cả nhà mình thích em mặc lên mẫu nào comment phía dưới em mặc lên người cho cả nhà mình cùng xem luôn, cố gắng đặt sớm. Rồi đây 1269 em sale nha cả nhà, 1269 sale luôn 119.000 đồng, 119.000 đồng. Chị Phong Thúy nè, chị Trần Thi, chị Vương Ngọc có đơn hàng 1269. Cái đầm này body đuôi cá em sẽ đặc biệt 119.000 nha cả nhà, 119.000 đồng luôn. Em còn cho mình XL2X thôi, 55-65kg mặc vừa, sale nhanh cho mình luôn nha, 119k nha cả nhà, 119k nha. Rồi nhanh tay đặt sớm cho em 1269 với số điện thoại em tư vấn trước sale luôn, 119k. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người nè,
Bộ đồ em đang mặc trên người hả chị? Đủ size 40 cho đến 72 kg mặc đẹp. Em có 4 size M, L, XL với lại 2XL, 40 đến 70 kg mặc đẹp luôn. Eo tối đa là eo 90, 92 đổ về cho em luôn nha chị ơi. Cái chất Atacy xuất sắc luôn nha. Cái hàng Atacy này em nhập khẩu vải về, cái giá thành cao lắm chị ơi. Mà em chốt cho mình ngày hôm nay vừa bán vừa tặng có 179.000 thôi. Mã sản phẩm là 1303. Mã sản phẩm là 1303 nha cả nhà. Thích đồng này của em đặt hàng sớm cho em 1303 với số điện thoại đẹp cực kỳ luôn ha. Hàng em mặc trên livestream như thế nào? Ở bên ngoài chị nhận đơn hàng y chang như vậy luôn. Đặt sớm cho em tư vấn chút sale 1303 kèm số điện thoại. Rồi, chị Hiếu Nguyễn có đơn hàng nha. Em 81 có đơn. Chị Linh Lâm nè, em 91 có đơn hàng luôn. Chị Huỳnh Kim Quế ok chị mình luôn ạ. Nhanh tay lên đơn cho em bây giờ em thay mẫu nha cả nhà ơi. Đó, em đứng cái đầm này 5 phút rồi. Chị nào đặt hàng comment giúp em 1303 với số điện thoại coi dạng 4 chiều luôn. Coi dạng phải đó là hả? Thoải mái và maximum luôn cả nhà ơi. Đặt hàng sớm em tư vấn trước sale nha. Bây giờ em sẽ lên thêm cho mình xem một cái em đầm khác nữa đây. Đây cái đầm này hôm nay sale luôn 119.000 đồng. Để em mặc lên cho mình xem một cái em đầm khác nha. Đầm ren đen hả chị? Đầm ren đen em có nha. Ren đen em có nha chị. Em lỡ mặc mẫu này rồi, ren đen em mặc sau được không? Rồi mẫu em đang mặc trên người 1270 sale nhanh 119.000 đồng. Chia sẻ livestream giúp shop nha cả nhà, chia sẻ lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai để mình nhận được ngay giá ưu đãi nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1270. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1270 1270. 55 đến 65 kg mặc đẹp. Cái đầm này ngày hôm nay nha. Sale vừa bán vừa tặng luôn. 119k. 119k luôn, hai màu luôn. Hai màu sale luôn 119.000 đồng. Chị nào thích màu vàng comment giúp em là 1269. Thích màu vàng comment giúp em là 1269. Còn thích màu xanh comment giúp em 1270. Sale luôn 119.000 đồng một mẫu luôn cả nhà yêu nha. Hàng gỗ mango coi dễ nhẹ nhẹ nè. Có vừa nha chị Huệ Dương nha, có vừa luôn. Rồi chị Hương Bùi 1303 có liên hệ chị Hương Bùi luôn. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm em tư vấn chịu hàng luôn nha cả nhà, số lượng có hạn nha. Rồi 119k cho em xin cái mã số. Cho em xin cái mã số chị Trang Đoàn ơi. 1269 là màu vàng. 1269 là màu vàng cho em, còn 1270 là màu xanh cho em nha. Sale đồng giá 119k, ngày hôm nay sale hết. Sale hết luôn nha cả nhà ơi. Dạ không nha chị Hà Nguyệt. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm thì dùm em tư vấn chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn nha. Mã hàng kèm giá kèm với số điện thoại. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm thì dùm em tư vấn chờ hàng chờ sai cho cả nhà luôn. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm à. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm thì dùm em nha, 119k, 119k nha cả nhà. 1269 là màu vàng, 1270 là màu xanh. Bây giờ em qua mẫu nha. Em còn đứng đây cả nhà mình đặt hàng ngay. Em tư vấn chốt sale luôn 119k. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình một cái em đầm khác. Chị thích cái đầm nào? Chị thích cái đầm nào? Ren đen đúng không? Ren đen đúng không? Ren đen có ren đen luôn. Ren đen có ren đen cho mình luôn nha. 1270, 1270 ngay bây giờ em sale luôn. 1269 là màu vàng, 1269 là màu vàng. 1270 là màu xanh cho em nha. Trong tầm là khoảng từ 55 đến 65 kg mặt đẹp cho em luôn, rất là đẹp rồi. Ren đen có ren đen nha cả nhà, chờ em xíu nha. Trong thời gian chờ để em thay mẫu cả nhà mình chia sẻ giúp em. 1303 179.000 đồng đang sale, 1303 đang sale luôn chị ơi. 1303 đang sale còn 179.000 đồng, 40 cho đến là 70-72 kg. Coi dạng 4 chiều nè. Rồi nhanh tay đặt hàng 1303. Chị Huệ Dương ơi, cái này 1303. 1303. 1303 với số điện thoại cho em nãy mới mặc nè. 1303 với số điện thoại cho em tư vấn trước sale. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho mình mẫu khác nữa nha cả nhà. Ưng đầm nào của em đặt hàng sớm, chị Yến Phạm em chào chị yêu mình luôn nha. Rồi ren đen cho mình nha cả nhà, chờ em chút xíu nha. Tiếp tục lên ren đen cho mình luôn. Ưng đầm nào đặt hàng sớm sớm thì em tư vấn và chị hàng chờ xa nha. Rồi ren đen mã sản phẩm là 1344 nha cả nhà. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1344, 1344 nha. Chị nào chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm em tư vấn chưa hàng chờ sai luôn. Mẫu em đang mặc trên người 1344 đầm ren đen. Chất liệu vải của nó là vải ren hoa nha cả nhà, màu đen ha. Thì đợt này em có về cho mình ren màu đen tay ngắn. Và em có về cho mình ren màu đỏ tay dài như vậy. Đó, cái gì mình thích cái màu nào comment phía dưới em sẽ mặc lên. Thích cái màu nào comment phía dưới mình sẽ mặc lên cho cả nhà mình cùng xem luôn nha.
nhanh tay đặt hàng sớm, em tư vấn và chạy hàng chờ sale cho các chị mình luôn. Số lượng có hạn nha cả nhà, đặt hàng càng sớm càng tốt, em tư vấn chú sale luôn, giá rẻ nha. Rồi tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1344, mẫu đang mặc trên người 1344. Đồng này em đang có cho cả nhà mình là 4 size, M là XL với lại 2XL. M là XL với lại 2XL, 40kg cho đến 65kg có size vừa luôn. Và ngày hôm nay em sale luôn mã đầu 99k. Rồi ok, sau mẫu đầu này em lên cho mình đầm 89k luôn. Sau mẫu đầu này lên đầm 89k luôn nha. Chia sẻ là chuyên giúp shop cho cả nhà, chia sẻ lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai shop tư vấn luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1344, sale nhanh 249.000 đồng, 249.000 đồng cho chị Hiền Lê nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm liền giùm em tư vấn chờ hàng chờ size luôn. 1344 với số điện thoại. Rồi 1344 với số điện thoại cho em xem nhanh luôn. 249.000 đồng, chị Lâm Hạnh có đơn hàng 1344 nha. 249.000 đồng được sale. Rồi 249.000 đồng, hai lớp cho mình luôn kèm hai túi. Cái phần eo sẽ có phối cho mình một cái đường nhung kim tuyến đó, cái phần eo phối nhung kim tuyến cho mình, trang cả nhà mình mặc lên cũng không có cần phải phối thắt lưng hay là phối phụ kiện gì ở trên nền nữa đó, rất là đẹp luôn. Ngày hôm nay em sẽ sale luôn cho các chị mình là 249.000 đồng thôi, một màu duy nhất cho mình nha. Mã sản phẩm là 1344. Ra mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1344 nha các chị. Đặt hàng đồng này comment sớm thì giúp em tư vấn chờ hàng chờ size. 1344 với số điện thoại chị Hình nên có đơn hàng nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm. Chị Kiều Vy mới vừa nhận 3 đồng bên shop, đồng đẹp y như mẫu giới thiệu, cảm ơn chị mình ạ. Rồi các chị mình có nhận đồ hàng mình cũng nhớ quay lại để comment review sản phẩm nha em nha. Bây giờ em lên cho mình cái mẫu mà 89k nha cả nhà. Chia sẻ live stream ngay cho shop nha. Bây giờ em sẽ lên cho mình cái đầm hở 89k cho cả nhà mình cùng xem luôn. Ông cái đầm nào đặt sớm sớm em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho các chị mình luôn nha. Số lượng có hạn nha cả nhà, đặt nhanh nhanh lên nha. Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người. Rồi tiếp tục nha, em đang mặc trên người nè, mã sản phẩm là DA1242, sale rẻ luôn 89.000 đồng. Chia sẻ live stream cho shop cả nhà ơi. Rồi em không hiểu chị Thơ Nguyễn ơi, chị comment rõ rõ giùm em cái nha. Ren đỏ tay dài đúng không? Sau mẫu đầm này ren ren đỏ tay dài cho mình luôn. Đặt hàng nhanh để xí hàng nha cả nhà. Hàng bên shop em là gần hết rồi. Mấy cái mẫu đầm này gần hết rồi. Mẫu đầm này em giới thiệu còn đủ thì mình tranh thủ mình đặt sớm. Có một số mẫu nó bị đĩa sai nữa. Đầm này ngày hôm nay vừa bán vừa tặng luôn nè cả nhà ơi, bán vừa bán vừa tặng cho cả nhà mình luôn. Xuất sắc. 1242 ngay bây giờ em sale luôn. 1242 ngay bây giờ em sale cho cả nhà mình luôn với mức giá chỉ có là 89.000 đồng thôi. Rồi 89.000 đồng thôi, mẫu đang mặc cho người, mã sản phẩm là 1242. Bây giờ chị nào mà mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn là 1242 với số điện thoại em tư vấn chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn nha. Rất là đẹp cho cả nhà mình luôn. Trời, cái cổ này cả nhà ơi, cái cổ phối ren nè, đóng nút ngọc trai cho mình nè, em không có dán ép nha, em không có dán nha, cái nút này nút em đóng luôn. Rồi tay ngắn cho mình nè, bo eo dán xòe, một lớp có hai túi có khóa kéo 89k. Đầm này em chỉ sale, đầm này em còn nhưng mà XL với lại 2X, em sẽ sale cho 10 chị đặt hàng trong line này 55 đến 65 kg, em chỉ sale cho 10 chị thôi nha. Chị Nguyễn Quỳnh Như có đơn hàng cho chị mình luôn, 1242 89.000 đồng. 89.000 đồng cái mẫu đầm này nha. Rồi 89.000 đồng, các chị mình đặt hàng sớm thì giúp em tư vấn chú sale. 1242 kèm số điện thoại cho em là được. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1242 nha cả nhà. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1242. Bây giờ các chị mình chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình đặt hàng sớm liền, em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn là 1242 và kèm với số điện thoại em tư vấn chờ hàng nha cả nhà ơi. Em sale nhanh cho cả nhà mình luôn với mức giá chỉ có là 89.000 thôi, 89.000 đồng thôi nha cả nhà. 1242 với số điện thoại 89.000 đồng thôi, rất là đẹp cho cả nhà mình luôn ha. Nền vải màu xanh ngọc cho mình có phối hoa, may cho cả nhà mình là hai lớp ổ một lớp kèm hai túi hàng lụa nha, có co giãn nhẹ nhẹ. 1242 89.000 đồng, 89.000 đồng nha. 1242 89.000 đồng, đặt ngay để được ngay giá ưu đãi nha cả nhà ơi, 89.000 đồng nha. Lên đơn sớm 1242 với số điện thoại cho em tư vấn chú sale. Bây giờ lên ren màu đỏ đúng không, ok luôn. Đầm mã shop dao động từ 89k cho tới 299 nha cả nhà. Rất là nhiều mẫu đẹp cho các chị mình luôn. Chưa có mẫu đầm nào, cứ việc comment phía dưới em sẽ mặc lên người cho cả nhà mình cùng xem luôn nha. Ông đầm nào comment sớm sớm em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho các chị mình luôn nè.
Rồi bây giờ sẽ tiếp tục chuyển thêm cho các chị mình cùng xem một cái em đầm này nữa đi. Mẫu em ra mặt cho người mã sản phẩm là 1348. Rồi tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1348 đầm đen màu đỏ đúng không? Đây, thích đen màu đỏ, em có đen màu đỏ cho mình đây. Mẫu em đang mặc trên người 1348 nha cả nhà. Đầm này thiết kế là cổ tim ha. Rồi cổ tim, tay này tay dài luôn. Dáng đầm body đuôi cá 40 cho đến là 66kg hoặc được 40-67kg, eo tối đa 88. 40-67kg, eo tối đa 88 mặc vừa cho em. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1348. 1348 nha cả nhà. Sale đặc biệt cho mình luôn 299.000 đồng. Cái đồng này em nhập về cho mình được số lượng ít thôi chứ không có được nhiều nha cả nhà. Tại vì vải này vải hiếm. Đợt trước em có về cho mình cái đầm mà có phối cho mình à. Đợt trước em về cho mình đầm phối cường mà đúng không? Đợt trước em về cho mình đầm phối cường, phối kim sa đúng không? Đó, các chị mình nhớ không? Nhưng mà cái đợt đó là em nhậu về cho mình cũng được ít vải thôi chứ không có nhiều. Thì đợt này cũng vậy. Rang nè, rang phối cườm nha, rang phối cườm viền tròn cho mình luôn, rất là dễ thương. Đây viền tròn nè cả nhà, đẹp chưa ạ? Mã sản phẩm là 1348. Và ngày hôm nay chị khách nào đặt hàng cái mẫu đồng này, em sẽ sale luôn cho chị đó với mức giá chỉ có là 299.000 đồng. Cả nhà nhanh tay đặt hàng sớm nha. Mua tại cửa hàng em là 600-650 rồi. Bây giờ trên livestream ngày hôm nay, chị khách nào đặt hàng cái mẫu đầm này, em sẽ sale luôn cho chị đó. Chị còn có giá tiền là 299.000 đồng thôi. Mã sản phẩm là DA1348. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1348. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì về đặt hàng sớm luôn là 1348 và kèm với số điện thoại em tư vấn cho hàng chờ xa nha. Số lượng ít, chị nào đặt hàng sớm nhanh tay lên đơn sớm cho shop luôn nè. Rồi chất liệu vải này vải ren nha cả nhà, may hai lớp cho mình nè, có phối cho cả nhà mình nguyên một hàng cúc ngọc trai luôn. Mẫu đầm này mặc đi chơi Tết đúng hài luôn ha. Rồi mẫu đang mặc trên người 1348, đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1348 nha. Chị nào chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm em tư vấn chưa hàng luôn. Chị Bùi Thị Hải có đơn hàng của chị 1348 luôn nè. Chị Hồng, chị Hằng Kem có đơn hàng 1348 cho chị mình luôn. Xem nhanh nha các chị mình luôn, chị còn có giá tiền là 299.000 đồng thôi. Dạ đầm em chỉ có một màu thôi chị ạ. Eo tối đa 88 mặc đồ của chị, eo của chị 87 để chị mặc thoải mái luôn. Và mình đo em thì mình nhớ đo ở trên rốn 5 phân giùm em nha. Rồi hôm nay đầm nhiều đầm đẹp quá. Hôm nay mà không có nhiều đầm đẹp chị, chỉ là ngày hôm nay thì em có về cho mình thêm 10 mẫu đầm nữa đúng không? Hôm qua thì mấy mẫu này đâu có đâu. Đó, bây giờ thì em có cho mình 10 mẫu mới nè. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn đúng không? Rồi, mẫu em đang mặc trên người 1348. 1348 ngay bây giờ em sẽ sale luôn cho các chị mình với mức giá chỉ có là bao nhiêu nè cả nhà ơi? 299.000 đồng thôi, 299.000 đồng mã sản phẩm là 1348 nha. Chưa có đầm này đặt hàng sớm cho em, vải hiếm nha cả nhà. Chất ren cho mình, có phối kim sa cho mình luôn ha. Xuất sắc chưa? Hai lớp cho mình, có co giãn cho cả nhà mình luôn ha. Mã sản phẩm là 1248. Rồi chị Nguyễn Thị Nhung có đơn hàng nha. Chị Trần Yến Nhi 60kg, chị mặc size XL cũng vừa, mà chị mặc size 2XL cũng ok luôn á chị. Đó chị co, chị cứ để lại cho em cái thông tin. Đó cho em xin cái mã số là 1348 và kèm với số điện thoại bên em gọi điện tư vấn nha. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho các chị mình cùng xem mẫu khác nữa nha. Các chị mình muốn em mặc lên mẫu nào comment liền phía dưới cho em nha cả nhà, em mặc lên cho mình xem luôn. Quá trời mẫu đẹp luôn nè. Rồi đây, lên tiếp cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác. Xem nhanh cho cả nhà mình cái em đầm này đi. Xuất sắc luôn cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người 1320. Đầm này lên không đẹp không lấy tiền cả nhà mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1320 nha các chị, 1320 nha. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm cho em chào chị Gia Phấn ạ. À. Rồi chị dạ có dạ, dạ 51kg là có nha chị yêu nha. 51kg chị có hàng, mẫu đó thì em chỉ có cho chị có một màu thôi. Em chỉ có một màu thôi, mẫu nào có hai màu em sẽ báo. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1320. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1320, đầm này em đang có cho cả nhà mình là 4 size. Size M, size L, XL với lại 2XL nha. Rồi chị nào chưa có cái mẫu đầm này của em đặt hàng sớm, nền vải sẽ là màu đen cho mình nè, có phối cho mình hoa hồng nha. Rồi có phối cho cả nhà mình nút nè, đó, nút hình hoa và có phối cho mình đính đá đây nha, nút hình hoa và đính đá. Thì ngày hôm nay em sẽ sale luôn cho cả nhà mình với mức giá chỉ có là 179.000 đồng thôi. Mẫu đang mặc cái người mã sản phẩm là 1320. Đó, rồi đầm này cả nhà mình lúc đầu mình nhìn thì mình tưởng đâu là 300-400.000 đồng một cái đúng không? Một chiếc đúng không nè. Đó, nhưng mà hiện tại
thì trên livestream ngày hôm nay em đang tổ chức một cái đợt sale rẻ cho mình luôn, chỉ cần có giá tiền là 179.000 đồng thôi. Mã sản phẩm là 1320 lên và giao bò sale. À cái này đúng không chị? Đây cái vàng bò này đúng không? Ok chị yêu mình luôn. Cái này là cái màu cam đất ha. Rồi em sẽ lên cho chị cái vàng bò coi thử nha. Em chào chị Lê Hiền luôn. Màu vàng bò mặc lên rất là tơi nha cả nhà. Rồi tiếp tục nha. Em đang mặc cái người nè. Mã sản phẩm là đây ha. 1320 179.000 đồng. 1320 179.000 đồng. Em chào chị Táo Đỏ nha. 1320 với số điện thoại đặt hàng liền giúp em tư vấn chút sale. 1320 với số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi. Cổ tròn ha, tay lỡ, bo eo, dáng làm body đuôi cá, rất là đẹp luôn. Có phối cho mình mấy cái nút nữa nè, nút hình hoa và đính đá cho mình luôn. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho các chị mình cùng xem một cái mẫu khác nữa nha. Chị nào chưa có cái mẫu rồng nào đặt hàng sớm thì cho em tư vấn chưa hàng luôn nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ lên cho mình cái màu vàng bò nha. Rồi còn chị nào muốn mặc mẫu nào nữa không? Comment phía dưới liền luôn. Để mặc lên cho mình xem luôn nha. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1352. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA 1352. 1352 đầm này màu vàng bò nha cả nhà. Cổ này cổ đắp chéo nha. Thì thường mấy cái màu vàng bò cả nhà mặc lên cái gam màu á nhìn rất là tơi luôn đúng không nè. Rồi thiết kế đầm này là cổ đắp chéo của mình ha. Có phối với cả nhà mình là cái phụ kiện phía trước à, cái phụ kiện phối kèm với mình luôn. Có cái viên ngọc trai ha. Tay ngắn cho mình, tay lỡ cho mình, bo eo dán xè, một lớp một túi khóa kéo phía sau. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1352. 1352 trước lại về tuyết mưa nha. Hàng tuyết mưa bên em cả nhà mình yên tâm đi, không có sợ thua cứng hay khó chịu. Hàng tay ngược lại luôn, nó rất là mềm mịn nha, co giãn nhẹ nhẹ cho mình luôn. Vải dày dặn mặc bao êm. Vải này về nhà nha, để mình dỡ ra một cái là mình thấy sang chảnh cực kỳ. Đồng này nè. Và cái màu vàng bò này cả nhà mình mặc lên không có sợ kén da hay kén dáng gì hết luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1352. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1352. Bây giờ chị nào mà mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm là 1352 và kèm với số điện thoại em tư vấn chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn nha. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại em tư vấn chốt sale cho cả nhà mình luôn. Số lượng có hạn nha cả nhà. 1352 với số điện thoại cho em 299.000 đồng. Mẫu em vừa mặc xong 179.000 đồng nha chị Phan Như Lê. Mẫu em vừa mặc xong em chốt sale cho chị là 179.000 đồng. Mã sản phẩm là 1320. Đó, chị thích cái đầm này của em thì chị comment phía dưới giùm em nha. Là 1320 và kèm với số điện thoại em tư vấn chốt sale. 1320 nè chị. 1320 kèm số điện thoại cho em tư vấn chút sale. Đầm này thiết kế của nó sẽ là cổ tim ha. Phối cho mình cũng ba cái nút nè, ba cái nút hình hoa đính đá nè. Hình hoa có đính đá cho mình luôn. Rồi tay lỡ ha. Đó, body đuôi cá. Mã là 1320 em đang sale cho chị luôn với mức giá chị có là 179.000 thôi. Chị thích thì chị comment giúp em nha. 40-62kg, em tối đa 82. Form này hơi nhỏ nha. Rồi tiếp tục mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA 1352. 1352 đầm này mới vừa về cho mình luôn. Màu vàng bò mặc lên phải nói là một bầu trời sang chảnh luôn cả nhà. Em chúc cho cả nhà mình luôn nha. Với mức giá chị có là 299.000 đồng thôi. 299.000 đồng thôi nha. Bây giờ thì em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem một cái em đầm khác nữa nha. Lên đầm maxi đi nha cả nhà. Lên đầm maxi đi nha. Đầm maxi hôm nay là hơi bị hot luôn á. Đầm maxi hôm nay hơi bị hot luôn á. Chị Phượng Trâm có đơn hàng nha. Rồi 1352 sale nhanh luôn. 1352 sale nhanh 299.000 đồng. 40-65kg mặc vừa. Eo tối ra là eo 86 đổ về. Mình sẽ mặc thoải mái. Giá 299.000 đồng nha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem một cái mẫu đầm khác nữa ha. Chị nào chưa có cái mẫu đầm nào đặt hàng sớm liền, em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn. Số lượng có hạn cả nhà nha, nhanh tay đặt hàng sớm cho shop luôn nè. Rồi bây giờ em sẽ thay tiếp cho mình mẫu đầm này đi. Mẫu em đang mặc cái người, mã sản phẩm là DA 1336. Rồi mẫu em đang mặc cái người, mã sản phẩm là 1336 nha cả nhà. Đầm này cổ tròn ha, tay ngắn luôn, dáng đầm xòe dài maxi siêu đẹp luôn nè. Mẫu em đang mặc cái người 1336, cái đầm này hot cực luôn cả nhà. Tại vì đợt này em về cho mình chỉ có một mẫu đầm này là maxi dài cho mình thôi. Em chào chị Chi Nguyễn nha. Rồi 1336. 1336 đầm này em đang có cho cả nhà là 4 size M, là XL với lại 2XL.
nền đen cho mình nè cả nhà, có phối cho mình hoa nha, xinh cực kỳ luôn. Ba eo cho mình nè, đó dáng đầm xòe dạng maxi. Mã sản phẩm là 1336 cả nhà nha, 1336. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em đặt sớm luôn, 1336 với số điện thoại luôn. Rồi 1336 với số điện thoại em tư vấn chút sale nha cả nhà ơi, sale nhanh cho mình luôn, 299.000 đồng. Form đẹp cho cả nhà, dáng xòe dài nha, bo eo luôn. Dài thước thai cho cả nhà mình như thế này luôn. Chỉ có giá tiền là 299.000 đồng thôi. Mã sản phẩm là 1336 cả nhà nha. Chất liệu vải này là vải lụa nha cả nhà. Có co giãn nhẹ nhẹ ha. Hàng này lụa mango co giãn nhẹ nhẹ luôn. Cái nền hoa rất là đẹp. Nền hoa màu vàng vàng tím siêu đẹp luôn. Chốt luôn cho cả nhà mình ha. Chị Nguyễn Thị Kim Ngân E83 chị mặc 2X đó chị. Rồi E83 chị mặc 2X cho em. Rồi em đang mặc trên người. Em mặc mẫu nào chị? Mẫu này đúng không? Và mẫu này đúng không? Đúng thì mình comment phía dưới cho em nha. Nếu như đúng comment phía dưới cho em sẽ mặc lên cho mình coi luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1336 nè, đầm đang sale nhanh cho mình luôn. Giá tiền chỉ có là 299.000 đồng thôi, đang sale. Đầm này maxi bên em đang bán ở tại cửa hàng là 530. Trên livestream ngày hôm nay chỉ khách nào đặt hàng em sale luôn, còn có 299.000 đồng thôi. 40kg cho đến 65kg có size vừa nha. 40 đến 65kg có size vừa. Rồi bây giờ em sẽ mặc lên cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa nha. Nhanh tay đặt sớm em tư vấn chốt xe cho mình luôn. Em chào chị Phương Nguyên luôn ạ. 45kg là thường là chị sẽ mặc size M á chị ơi. Chị sẽ mặc size M nha. Chị Linh Nguyễn có đơn hàng cho chị luôn. 1336 299.000 đồng. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem mẫu khác nữa nha. Chờ em xíu nha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem một cái em đầm khác nữa đây. Lên cho mình cái đầm này. Cân nặng là được tới 72kg, eo tối đa có thể lên được tới eo 92 luôn nha. Coi giãn dữ lắm. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1291. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1291 nha các chị, 1291. Chị nào chưa có đầm này đặt sớm cho em chào chị Phương Trâm nha. Rồi mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1291. Đầm này thiết kế là cổ sơ mi nha các chị. Cổ sơ mi nè, tay ngắn nha. Rồi dáng đầm form show. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1291. Bây giờ chị nào mà mình chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm, em tư vấn chưa hàng giờ size là 1291 với số điện thoại nha. 1291 với số điện thoại cho em tư vấn chút sale. Đó, đẹp chưa? Nền đen cho mình, có phối cho mình sọc trắng nha. Cổ này là cổ sơ mi nha cả nhà. Cổ sơ mi tay ngắn ha, dáng đầm form show cho mình luôn. Chất liệu vải này là hàng thun Mỹ, có co giãn phải nó là 4 chiều cho cả nhà mình. Mã sản phẩm là 1291. Rồi đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1291. Chị nào chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn. Là 1291 và kèm với số điện thoại em tư vấn chút sale nha cả nhà. Nền đen cho mình có phối cho mình sọc trắng nè, đẹp cực kỳ luôn ha, hàng thun Mỹ. Cái đầm này cả nhà mình nhận được hàng trên tay phải nó là cầm chắc tay luôn á cả nhà. Vải của nó khá là dày dặn nha. Nếu như mà chị nào mà mình thích vải dày dặn thì mình nên đặt mẫu này, vừa dày dặn và vừa có co giãn rất là tốt, không sợ nhăn nhầu hay chạy nhau vải mà mình cũng không có sợ bị nhăn nhầu nha. Các chị mình về nhà giặt thôi, mình phơi lên thì nó cũng sẽ tự động phẳng ra. Còn nếu như mình thích ủi sơ qua nữa thì mình ủi, không có sợ bị nhăn nhầu hay chạy nhau vải gì hết. Đó, rồi có kèm cho mình cái sợi dây thắt eo. Cái sợi dây này cả như mình thích thắt thì mình có thể thắt nó lại. Còn nãy giờ mình không thích thắt thì mình tháo nó ra luôn vẫn được. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1291. Em sale nhanh nha, là 179.000 đồng. Đầm này cả như mình mặc đi chơi cũng được, mình mặc đi làm, công sở, dạy học, văn phòng đều đẹp cho mình luôn. Thì đây là hình ảnh khách ở bên em để nhận được hàng. Và mặc rất là đẹp luôn á cả nhà, để mà khoe với các chị yêu mình nha. Đây, chị khách bên em đã nhận được cái em đầm này nè, cả nhà mình thấy đẹp không? Đây, nếu như cả nhà mình thích để dài mặt, mình có thể để dài dài như vậy mình mặc nha. Còn nếu như các chị mình thích lên like thì mình có thể là cắt ngắn lên like như cái chị này đây. Rất là đẹp, 179k. Đặt một lần thôi là cả nhà mình ghiền liền. Chỉ còn đặt nhận một lần thôi là cả nhà mình ghiền liền luôn cả nhà ơi. Số lượng có hạn nha, đặt hàng sớm em tư vấn trước xe luôn, hàng thun Mỹ cao cấp cho mình luôn. Mã sản phẩm là 1291 nha cả nhà. Bây giờ thêm sẽ tiếp tục thay thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa nha. Rồi chị Ánh Vy có đơn hàng, chị Vũ Thảo 1291 ok chị mình luôn. Size M có nha chị yêu nha. Đầm em có cho chị đủ size từ 40 cho đến 72kg mặc được, 40 tới 72kg. Và em tối đa là có thể lên đến eo 90-92 luôn, mình mong chen được luôn. Chị khách nào mà mình eo 90-92 thì mình không thể nào bỏ lỡ qua cái mẫu này được đâu nha.
rất là đẹp cho mình luôn, 179.000 đồng thôi. Dạ em có giao hàng toàn quốc đó chị, chỉ có việc đặt hàng đi ở nhà coi livestream chia sẻ là cho shop 3 lần rồi mình đặt hàng sẽ được áp dụng ngay một cái giá sale bất ngờ cho mình luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1291 nha, sale nhanh nha cả nhà, 179.000 đồng. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem mẫu khác nữa nha. Rồi muốn em đây mẫu nào nữa comment ngay phía dưới cho em nha cả nhà ơi, em mặc lên cho mình coi luôn nè. Rất là nhiều mẫu đẹp trong live ngày hôm nay, nhanh tay săn sale với shop nha. Bây giờ em sẽ lên thêm cho mình cái mẫu đầm này đi. Ui cái mẫu này đẹp này cả nhà, lên tiếp cho mình cái em đầm này đi nha, sale nhanh cho cả nhà mình luôn, giá rẻ bất chấp luôn nha cả nhà. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1300. Hồi nãy á lên tới 100 mấy 200 mặc đi sao. Lên nhanh lắm, không mà nó xuống cũng nhanh nữa. Rồi sao giờ? Rồi em đang mặc cái người 1300. Giờ nó lại về như cũ rồi. 1300. Hồi nãy chị lai sao? Nhảy đâu? Rồi tiếp tục em đang mặc cái người 1300 như cả nhà, 1300. Đầm em đang có hai size XL với lại 2XL. Rồi em sale cho cả nhà mình luôn nha, 199.000 đồng. Trời cái đầm sơ mi quá đẹp luôn cả nhà, sang nha, cái đầm này sang nha. Rồi cổ sơ mi nè, tay lỡ nha cả nhà, bo eo dán xòe một lớp kèm hai túi luôn, hàng lụa mango luôn nha. Mẫu cái mẫu này rất là đẹp nha cả nhà, sale nhanh cho cả nhà mình luôn, 199.000 đồng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1300. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1300. Bây giờ mà chị nào chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn, em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho cả nhà mình nha. 1300 kèm số điện thoại, 1300 kèm số điện thoại, em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho cả nhà mình luôn nha. Đó đầm này cổ sơ mi ha, tay này tay lỡ nè, bay dán xòe nè, lộ mango có co giãn nhẹ nhẹ nha cả nhà. 1300 kèm số điện thoại cho em, 1300 kèm số điện thoại tư vấn chiếc xe cho cả nhà ơi. Chị Kim Ngân có đơn hàng 1300 nè. Rồi nhanh tay đặt sớm, chị Phan Thị Hiếu 1300 luôn nè. Eo 82, chị mặc size 2X là vừa. Đầm em có size từ 55 cho đến 65kg mặc vừa, 55 cho đến 65kg mặc vừa cho em luôn. Xuất sắc nha cả nhà, 199.000 đồng. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho các chị mình cùng xem mẫu khác nữa nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1300 nha cả nhà, 1300. Áo màu kem đất hả chị? Cái này đúng không? Ok chị mình luôn. Rồi em đang mặc trên người nha, 1300. Chị nào chưa gói đầm này đặt sớm cho em luôn, 1300 kèm số điện thoại, em tư vấn trước sale cho cả nhà mình luôn nha. Số lượng có hạn nha cả nhà. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho các chị mình cùng xem mẫu khác. Lên cho mình mẫu màu kem đất nha. Rồi em chào chị Phan Thị Hiếu nha, chào cả nhà mình mới vô. Chị Bùi Thị Hải eo 80, chị mặc XL là vừa đó nha chị. Nếu như chị thích vừa khít thì chị lấy XL, còn nếu như chị thích mặc rộng rãi thoải mái thì chị lấy size 2XL cho em là vừa luôn. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho mình một cái em đầm khác nữa nha. Hôm đầm nào đặt hàng sớm sớm em tư vấn và chị hàng chị sai cho cả nhà mình luôn nè. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em là được nha. Rồi mẫu em đang mặc cho người mã sản phẩm là DA 1350. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1350 nha cả nhà, 1350. Chị nào chưa có đầm này thì mình đặt hàng sớm cho em, em tư vấn trước xe cho cả nhà mình luôn. Đầm này thiết kế là cổ vest nha cả nhà ơi, cổ vest tay lỡ ha. Ba eo cho mình dán đầm phơm xòe. Em may cho mình một lớp kèm một túi. Hàng này chất liệu vải lụa măng tô nha, cái hàng này mới vừa về hàng. Nhưng mà cả nhà mình thấy sao? Cái mặt vải của nó ống nhẹ ha. Mặt vải của nó ống nhẹ. Và em có phối cho mình cúc nè, cúc nè cả nhà ơi, cúc phối hình mặt trăng có kim tuyến bên trong luôn nha. Xuất sắc luôn đúng không? Cái túi này một bên đựng đồ được nha, còn một bên là túi giả cho mình thôi. Đó, màu kem đất thì hiện tại đây là một cái màu hiếm ở trên thị trường á cả nhà. Và em đã màu hiếm rồi mà em còn mang cho mình một cái form nó rất là sang. Cả nhà mình có thể là mặc đi tiệc, đi chơi được, hoặc là cả nhà mình có thể là mặc đi làm cũng được luôn. Giá chỉ có 299.000 đồng thôi. Mã sản phẩm là 1350 nha. Cái đầm này hiện tại thì em chỉ còn size M, dưới 50kg mặc đẹp. Đó, và nếu như chị nào mặc size L, XL và 2X, các chị mình chờ em tầm 5 ngày hoặc 1 tuần được không? Em đang may về cho mình, em đang may bữa giờ luôn rồi đó. Em về cho mình ngày trước ngày sau hết hàng.
Em may em về cho mình ngày trước, ngày trước hai ngày sau là hết hàng rồi. Vì hiện tại thì em đang may thêm cho mình một ít. Nếu như mà chị nào mà mình mặc size L, XL và 2X thì các chị mình chờ em tầm khoảng 5 ngày nữa nha, 5 ngày hoặc tuần nữa em về hàng cho mình nha. Còn bây giờ thì em còn size M, chị nào mặc size M thì mình đặt trước cho em 1350 kèm số điện thoại cho em tư vấn trước sale nha. Để like để các chị mình nhìn, để các chị mình thấy. Đó là có gì em báo cho mình luôn. Là cái mẫu đồng này em sẽ có về cho mình thêm. Tại vì hiện tại em cũng đang nợ đơn rất là nhiều. Nhiều chị đặt gạch rất là nhiều luôn. Thì tầm khoảng 5 bữa hoặc là 1 tuần nữa em về. Còn bây giờ chị nào mặc size M thì mình đặt trước cho em 1350 với số điện thoại giá là 299.000 nha. Tiếp tục em sẽ thay thêm cho mình mẫu khác. Màu cam đất là bao đẹp luôn á cả nhà. Một cái ga màu hiếm mà em mang cho mình form siêu sang luôn. Rồi chị có giá 299.000 thôi nha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem một cái em đầm khác nữa nha. Chờ em chút xíu ạ. Lên cho mình cái em đầm này đi. Ôm em xem luôn nha. Đầm nhung kim tuyến nha cả nhà. Hóng ở này 2X. Dạ đúng rồi chị. Có rất là nhiều chị khác bên em hóng luôn á cả nhà ơi. Hóng xe L, XL 2X. Chờ hóng. Tại vì á em về ngày trước hai ngày sau là hết hàng. Hồi bữa em livestream cho mình em có báo rồi, hồi bữa livestream không biết có chị nào nhớ em có báo với các chị mình rồi là các chị ơi, chỗ cái đầm này hôm trước hôm sau em bán được mỗi size em bán được mấy trăm cái mà em nói thiệt á, cái xong mấy chị khách bên em là cũng tranh thủ mua hay là mấy chị khách quen là mua hết rồi đó. Bây giờ mấy chị khách nào mà mình mới vừa biết đến nè hay là chị nào đặt trọng á thì mình chờ em tầm khoảng 5 bữa hoặc là 1 tuần nữa em về thêm. Rồi bây giờ là hết sạch luôn, giờ còn có xem mờ thôi, treo lên nhá hàng để lâu lâu nhắc các chị mình là sẽ còn về nữa. Rồi chị nào mặc xem mờ mình đặt nha, mặc xem mờ mình đặt luôn đó, nếu không nó hết rất là ổn. Nhiều khi mai mốt về size L, XL, 2X cái xem mờ lại hết sao cả nhà, đâu có may xem mờ đâu, may ba xe lớn à, nhiều khi về ba xe lớn rồi xem mờ lại hết. Rồi tiếp tục em đang mặc cái người 1314 nha. 1314 đầm này cổ tròn nè, tay ngắn nè, dáng đầm body ha. Xuất sắc nha cả nhà ơi. Đó, đầm nhung ha. Mẫu em đang mặc cái người 1314, mẫu đang mặc cái người 1314 nha. Chị nào mình chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. Là 1314 và kèm với số điện thoại em tư vấn chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn. Số lượng có hạn nha. Chị nào đặt hàng sớm thì mình đặt hàng liền giúp em tư vấn tiếp sale vải nhung nha cả nhà. Nhung kim tuyến ánh nhũ cho mình nha. Co giãn nè. Co giãn 4 chiều nè. Đẹp chưa? Xuất sắc chưa? 40-66kg mặc đồ. Eo tối là eo 88 đủ về cho em. Mã sản phẩm là 1314. Cái đầm này em mua rồi đó cả nhà. Chốt hàng đi. Chốt đơn đi cả nhà ơi. Đầm nhung ha. Em đứng trước ánh đèn cho nó lấp lánh hơi bị nhiều nha cả nhà. Ở ngoài thì nó lấp lánh tầm một nửa này thôi. Ở ngoài lấp lánh tầm một nửa này thôi nha. Nền đen nhung cho mình có phối với mình kim tuyến xanh đỏ tím vàng. Thì cái đầm này cả nhà mình nhận được hàng á, dở cái mẫu đầm này ra nhìn nó rất là xinh đó cả nhà. Xinh cực kỳ luôn. Đầm này nè. Đảm bảo cả nhà mình nhìn ở trên livestream mình thấy đẹp một đúng không? Thì ở ngoài mình nhận được hàng thấy đẹp gấp đôi. Và hiện tại thì em chỉ còn cho mình 12 cái size M, 5 cái size L, 3 cái XL và 11 cái size hết. Đầm này thì hôm qua hôm kia nó đã hết hàng rồi. Và hiện tại bên em còn sót kho mỗi size chỉ có vài cái thôi. Em sale luôn cho mình là 199.000 đồng nha. Mã sản phẩm 1314. Rồi chị Hiền Kim 1350 size M ok. Rồi chị Phương Trương ok chị mình luôn. Cứ việc đặt đi chị ơi, bên em tư vấn chưa hàng. 62kg chị mặc size 2XL cho em. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1314 nha. Đầm đang mặc trên người, mã sản phẩm 1314. Bây giờ chị nào mà mình chưa có cái đầm này của em, đặt hàng sớm cho em là 1314 và kèm với số điện thoại em tư vấn chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn nha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem một cái mẫu đầm khác nữa nha. Chờ em chút xíu nha các chị. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho các chị cùng xem một cái mẫu khác nữa đây. Ân đầm nào đặt hàng nhanh nhanh nha, em tư vấn chờ hàng chờ sale cho các chị mình luôn nè. Rồi lên thêm cho mình các em đầm này đi. Body đuôi cá nha. Chất Atasi body đuôi cá hôm nay có sale luôn. Chất Atasi body đuôi cá hôm nay có sale luôn. Mẫu em đang mặc cho người, mã sản phẩm là DA1326. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1326 nha cả nhà. Nhanh tay đặt hàng sớm. Chị Sang Phạm 51kg chị mặc size L là vừa nha chị. Mẫu em đang mặc trên người 1326, đầm này có size tới 70kg, eo tối đa 90 độ lại cho em nè. Co giãn 4 chiều nha, cổ tim như mình tay lỡ luôn. Cái phần eo sẽ có zip ly che được phần bụng tốt và em có phối cho cả nhà mình là nguyên một hàng nút ngọc trai nha. Dễ thương cực kỳ luôn, khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mã sản phẩm 1326.
Bom xa nha cả nhà. Chị nào hơi tròn người mình mặc cái mẫu đầm này là bao đẹp luôn. Hát chân rất tốt luôn, mặc mẫu đầm này ha, nhìn mình cao ra nữa này cả nhà ơi. Che được phần bụng hồ đùi tốt luôn nha. Chất Atacy nha cả nhà. Đây cả nhà mình nhìn giúp em cái mặt Atacy như thế này nha. Chỉ kim tuyến dệt nổi trên mền nền vải cho mình luôn nè. Đó, cái mặt bên trong thì mịn mướt cho mình ha. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1326 và ngày hôm nay cả nhà mình đặt hàng, em sẽ sale luôn nha các chị mình. Với mức giá chỉ có là 199.000 đồng thôi. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1326 nha. Bây giờ chị nào mà mình chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình đặt hàng sớm, em tư vấn và chờ hàng chờ size cho mình luôn. 1326 kèm số điện thoại em tư vấn chút sale nha cả nhà. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm thì dùm em tư vấn chờ hàng chờ size cả nhà mình luôn nha. Mã kèm giá kèm số điện thoại em tư vấn chút sale cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng thôi. Chất Atacy nha cả nhà ơi, coi dạng 4 chiều nè. Cái đầm này coi dạng siêu tốt cho mình luôn. Chị nào mà mình eo 8-8-9-10 mình bon chen thoải mái cho em nha. Mặc đi chơi đi tiệc là bao đẹp cho mình, 199.000 đồng. Đầm này em chỉ có một màu thôi chị Phí Hà nha. 55kg chị mặc xanh L là vừa đó chị. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1236, 199.000 đồng. 199.000 đồng. Bây giờ chị nào chưa có đầm này của em đặt hàng sớm nha. 1326 kèm số điện thoại em tư vấn chờ hàng chờ size luôn. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem một cái em đầm khác nữa nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm thì dùm em tư vấn chưa hàng chờ sai nha cả nhà. Đuổi quá. Tiếp tục thay mẫu cả nhà nha. Nhanh tay đặt hàng sớm em tư vấn trước xe cho cả nhà mình luôn. Rồi lên thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm này nữa nha. Lên màu này cho nổi này cả nhà. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1325. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1325. Chị nào chưa có đầm này đặt sớm luôn, 1325 với số điện thoại cho em, 1325 với số điện thoại cho em tư vấn luôn nè. Đầm này thiết kế là cổ tim nha cả nhà. Cổ tim tay lỡ cho mình, nền vải màu đen cho mình, có phối cho mình à, hai lá màu à, vàng cam như vậy nha. Phối với cả nhà là ba cái cúc hình gỗ phía trước, ba eo dán xà. Đó, đầm này xòe dài nha cả nhà. Mẫu đang mặc trên người là 1325. Ngày hôm nay em sẽ sale luôn. Chỉ có giá tiền là 199.000 đồng thôi. Chị Phạm Hiền có đơn hàng nha. À, chuẩn bị em thay cho mình cái mẫu này đi. Mẫu này hơi bị bắt mắt và bị đẹp luôn đó cả nhà. Xuất sắc luôn, hàng mới về bên em luôn. Rồi, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1325 nha. 1325. Bây giờ chị nào chưa có đầm này của em đặt hàng sớm. 1325 kèm số điện thoại em tư vấn chút sale nè cả nhà. Đầm này cổ tim ha. Cổ tim nè, tay lỡ cho mình. Đó, ba eo dán xòe, một lớp có hai túi luôn. Đầm này có một màu cả nhà ơi. Mặc đi chơi Tết mua cái mẫu đầm này mặc cho tươi cả nhà. Có 199.000 đồng thôi. Mã sản phẩm là 1325 nha. 1325 với số điện thoại cho em. 4 size 40kg cho đến 65kg mình mặc vừa nha. Rồi sale nhanh luôn, 199.000 đồng. 199.000 đồng. Bây giờ em chuyển mẫu nha cả nhà. Ơn đầm này của em đặt hàng sớm, 1325 kèm số điện thoại cho em luôn. Chốt sale 199.000 nha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem một cái em đầm mới về nha. Đầm này gam màu hơi bị đẹp con này cả nhà. 1327. Mẫu em đang mặc cái người, mã sản phẩm là 1327 nha cả nhà. 1327. Đầm này cổ tim ha, tay lỡ luôn, bo eo dán xòe luôn, 1327 với số điện thoại cho em. 4 size đầy đủ ML, XL với lại 2XL. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1327 cả nhà nha. 1327. Chị nào chưa có đầm này của em đặt hàng sớm, em tư vấn cho hàng chờ size cho cả nhà mình luôn. Đẹp ha. Nền vải là màu xanh đen nè, có phối cho mình chiếc lá là màu đỏ ha. Hai là màu hồng, hai màu vàng cam nè cả nhà. Vải này lụa hàng, mềm lắm. Sờ lên thích cực kỳ luôn cả nhà ơi. Sờ lên rất là thích luôn nha, có co giãn nha. Co giãn với mình luôn, co giãn tương đối ok nè. Một lớp kèm hai túi luôn, khóa kéo phía sau. Rồi mẫu em đang mặc cái người, mã sản phẩm là 1327 nha cả nhà. 1327 nha, sale luôn 299.000 đồng. Cái đầm này vậy là bán chạy lắm luôn á cả nhà ơi. 1327 cho em nha cả nhà ơi. Em đang có cho các chị mình là 4 size. Size M, size L, XL với lại 2XL. M, XL với lại 2XL. Trong tầm khoảng từ 40kg cho đến
135kg có đơn hàng nha, một lớp nè, kèm thêm hai túi nè, khóa kẽ phía sau. Mã sản phẩm là 1327. Rồi bây giờ chị nào mà mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm sớm, em tư vấn chưa hàng giờ sai là 1327 và kèm với số điện thoại em tư vấn chút xe nha cả nhà. Mặt vải của nó thì khá là mềm và mịn luôn, có co giãn nhẹ nhẹ. Em may một lớp kèm thêm cho cả nhà là hai ghế túi ở hai bên và khóa kéo sẽ nằm đằng sau lưng. Mã sản phẩm là 1327 nha. Bây giờ chị nào mà mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn là 1327 và kèm với số điện thoại em tư vấn chút xe nha cả nhà. Chỉ có giá tiền là 299.000 đồng, đầy đủ 4 size cho mình luôn ha. MXL với lại 2XL 40kg đến 65kg có size vừa cho mình luôn. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho mình mẫu khác nữa nha. Chưa có đầm này đặt hàng sớm cho shop cho cả nhà 1327 với số điện thoại em tư vấn chưa hàng giờ size luôn cả nhà nha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình mẫu khác. Chị Lan ơi, nó chỉ còn có mười mấy thôi. Bây giờ phải làm sao? Được chưa? Hả? Dĩ nhiên là chưa, còn 13 phút nữa. Chị nghĩ sao về cái vấn đề này? Rồi tiếp tục em sẽ lên thêm cho mình mẫu khác. Hay là cứ kệ. Rồi, hả? Sao chị đây? Em buồn quá. Rồi tiếp tục mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1315 nha cả nhà. 1315 nha. Rồi ok chị mình luôn, 1315. Đầm này em đang có cho mình là 43 size. Trời ơi, hết size rồi cả nhà ơi. Mới sáng này em báo còn đủ size đúng không? Hiện tại thì hết size rồi. Chị nào mà mình thích mặc vào form rộng rãi thoải mái thì mình để như vậy. Còn nếu không á, mình thích mặc ôm eo đúng không? Mình lấy cái sợi dây mình xiết lại cho em. Lấy sợi dây xiết lại mình mặc theo cái kiểu ôm eo. Đó, cái đầm này có 159.000 đồng thôi, nền đen có phối với mình hoa mai nha. Hoa mai vàng nè, rồi hoa anh đào mà hồng hồng nhỏ nhỏ nữa. Đầm này sẽ chốt cho mình luôn 159k. Quá đẹp, quá xuất sắc. Đó, mặc được hai kiểu nha, chị nào thích mà mặc rộng rãi mình để như vậy, còn không thì mình có thể là siết eo lại. Đó, mặc thành cái dáng đầm xòe nhẹ nha. Đầm này có túi nha chị, có túi. Đó, rồi có kèm với sợi dây thắt eo cho mình luôn. Thích thắt phía trước thì thắt, thắt phía sau thì thắt cũng được luôn. Đầm em sale nhanh 159.000 đồng. Giảm có một màu duy nhất thôi chị ạ. Mẫu đang mặc trên người mạng sản phẩm là 1315, 1315. Đầm này em đang có cho cả nhà mình là 3 size MXL là 2X 40-70kg. Eo tối đa eo 90 độ về thì mình sẽ mặc đẹp thoải mái luôn. Mã sản phẩm là 1315. Rồi bây giờ chị nào mà mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm là 1315 và kèm với số điện thoại em tư vấn chốt sale nha. 159.000 đồng, mã sản phẩm là 1315. 159.000 đồng, mã sản phẩm là 1315 nha cả nhà. Chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm ngay, em tư vấn chưa hàng chờ sai nha. 1315 nha cả nhà, 40-70kg mặc đẹp luôn. Cứ 40-70kg đặt hàng sớm, eo tối đa eo 90 độ lại thì mình sẽ mặc thoải mái cho em luôn ha. Nền đen cho mình, có phối cho cả nhà mình là hoa mai nè. Cái đầm này cả nhà mình mặc đi chơi Tết là quá đẹp luôn rồi. 159k, 159k cho chị Hạnh luôn nè. 159k cho chị Thảo My luôn. Rồi chị có giá tiền 159.000 thôi nha cả nhà. Mã sản phẩm là 1315. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho các chị mình cùng xem mẫu khác nữa nha. Ân đầm nào đặt hàng sớm sớm em tư vấn chưa hàng luôn. 1315 kèm số điện thoại em tư vấn chút xem cho cả nhà, số lượng có hạn nha. Bây giờ em sẽ tiếp tục lên thêm cho mình xem một cái em đầm khác nữa, chấm bi nha. Nãy giờ chưa là đầm chấm bi đúng không? Bây giờ em lên cho mình đầm chấm bi sale luôn. 1261. Lên đầm chấm bi sale nha cả nhà ơi. Nhanh tay đặt hàng sớm, em tư vấn và chị hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn nha. Số lượng còn ít nha cả nhà ơi. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1261. Đầm đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1261. Chị nào chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn, 1261. Kèm số điện thoại em tư vấn chờ hàng chờ sai nha các chị ơi. Số lượng có hạn nha, đặt hàng sớm em tư vấn chờ hàng. Cổ tròn nè, đây này tay lỡ nha, dáng đầm phong xuân rộng cho mình luôn. Chất liệu vải này là hàng thun Mỹ, co giãn 4 chiều nha cả nhà. Chấm bi cho mình, chấm bi trắng cho có phối cho mình chấm bi chuyển đổi từ chấm bi nhỏ cho tới là chấm bi to. Đó, và em sẽ mang cho mình theo chiều dọc đứng cho mình mặc lên thì nhìn dáng người của mình sẽ gọn gàng hơn. Cái đầm này thì hiện tại em còn số ít thôi, bị lẻ size rồi. Còn ML thôi, 40-60kg. Còn ML thôi, 40-60kg nha. Mã sản phẩm 1261, sale nhanh 139k. Hàng rất là đẹp luôn nha cả nhà.
siêu xinh cho mình luôn. Em có cái ghim cái áo này này cả nhà, thì cái đầm này em sản xuất cho mình, ví dụ như em về 200 cái đầm đi thì 100 cái đầm sẽ có cái ghim cái áo này tặng ngẫu nhiên. Chị nào mà mình nhận được cái ghim cài này em chúc mừng các chị mình nha. Còn chị nào mà mình không nhận được thì mình cũng đừng buồn nha cả nhà. Tại vì đợt sau nữa em có tổ chức nhiều cái chương trình tặng quà bất ngờ như thế này, cả nhà mình yên tâm ha. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1261, em sale nhanh cho mình luôn. Chỉ có giá tiền là 139.000 thôi, 139.000 đồng. Mã sản phẩm là 1261 nha cả nhà. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1261. Bây giờ chị nào mà mình chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn là 1261 và kèm với số điện thoại em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho cả nhà mình nha. Sale đặc biệt cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 139.000 đồng thôi, 139.000 đồng thôi nha, mã sản phẩm 1261. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem một cái mẫu khác nữa nha. Ông đầm nào đặt hàng sớm sớm liền, em tư vấn chưa hàng chưa sai luôn. Thay thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa nha cả nhà ơi. Nhanh tay đặt hàng sớm sớm liền giùm em nha, em tư vấn chưa hàng chưa sai cho các chị mình luôn nè. Rồi lên thêm cho mình xem một cái em đầm khác. Đầm cổ sơ mi hoa nhí đi nha cả nhà, 1338. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1338 cả nhà nha, 1338. Chị nào chưa có đầm này đặt sớm cho shop luôn, 1338 với số điện thoại nha, cổ sơ mi nha cả nhà, hoa nhí li ti ha. Tay ngắn bo eo dáng xòe một lớp kèm hai túi luôn, khóa kéo phía sau. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1338 nha. Bây giờ chị nào mà mình chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm luôn, 1338 với số điện thoại cho em. 1338 với số điện thoại cho em, 4 size đầy đủ nha cả nhà, M là XL với lại 2XL. M là XL với lại 2XL 40kg cho đến 65kg có đơn hàng luôn, mẫu đang mặc trên người. Mã sản phẩm là 1338 nha, chị nào chưa có đầm này đặt sớm. Mặc vải mịn nha cả nhà, co giãn nhẹ ha, một lớp, hai túi luôn, khóa kéo nằm ở sau lưng cho mình luôn. Nền vải sẽ là màu đen nè, với hoa nhỏ nhỏ li ti màu hồng ruốc. Mã sản phẩm là 1338 nha. Bây giờ chị nào mà mình chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm, em tư vấn chưa hàng chờ sai luôn, 1338 kèm số điện thoại. Rồi 1338 kèm số điện thoại, em tư vấn chút xem hàng lụa mango nha cả nhà. Hoa nhí li ti này mấy nay các chị mình ngóng chờ rất là nhiều, nhưng mà hiện tại thì em chỉ về cho mình được có một mẫu này thôi. Hoa nhí nha, mã sản phẩm 1338. Rồi bây giờ chị nào chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình đặt hàng sớm, em tư vấn chờ hàng chờ sao cho các chị mình luôn. Số lượng có hạn cả nhà nha, số lượng có hạn nha. 1338 sale nhanh, 1338 sale nhanh cho mình luôn, chỉ có giá là 299.000 đồng thôi. Rồi hoa nhí màu hồng ruốc cả nhà nha, một màu duy nhất cho mình, mã sản phẩm là 1338. Bây giờ chị nào mà mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn, 1338 kèm số điện thoại, em tư vấn chưa hàng chị sai nha. Nhanh tay đặt hàng sớm cho shop, anh em tư vấn chút xe mình luôn, số lượng ít nha cả nhà. Rồi số lượng cực ít cho cả nhà mình luôn nha, nhanh tay đặt hàng sớm sớm để giúp em tư vấn chút xe cho mình luôn nha. Quá trời đẹp luôn, chị Kiều Nhi có đơn hàng, chị Kiều Nhi, chị Tường Vy, ok chị luôn. 1338 em sale nhanh, 1338 em sale nhanh cho các chị mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 299.000 đồng thôi, 299.000 đồng nha. Bài livestream này thêm sẽ lưu lại nha cả nhà, chị khách nào vô sau có thể coi lại bài livestream này để mình đặt hàng nha. Đó, và bây giờ em xin kết thúc bài livestream tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các chị mình vào lúc 6:30 chiều tối ngày hôm nay nha. Nhớ coi lại bài livestream này để mình đặt hàng nha cả nhà. Còn nếu như mà mình muốn coi trực tiếp thì 6:30 mình nhớ đón xem nha. Bây giờ thì bye bye và chúc cả nhà mình có một buổi chiều thật là vui vẻ ạ.